Thái hư hóa Long Thiên Thuyết Minh tập 12 Mang hoang chi địa, chứng khí bên trong Vực sâu sườn đồi, một nửa bên dưới vách đá, tàn điện bên trong, cấm địa chỗ Từ di chuyển đến tận đây, đã qua đến rất nhiều thời gian Tư thiên phủ người, cũng từ đại sở Vương Thành, tiến vào mang hoang địa giới Gần đây thời gian, chứng khí người lui tới vật rất nhiều, bất quá trang minh bọn người cũng không có ra ngoài, liền cũng không cùng tư thiên phủ người gặp mặt. Nam Vân Thanh làm phát hiện Lan Huyệt quan viên, muốn hiệp trợ tư thiên phủ đám người dò xét. Về phần lục hợp, thì là tới trước Trấn Sơn Thành chờ đợi, chờ đợi Nam Vân Thanh hoàn thành chức trách, trở về Đại Sở Vương Thành. Cấm địa bên trong. Long vệ bộ lạc tất cả tộc nhân, đều trải qua Long Huyết Thánh Trì tẩy lễ. Hơn 300 người bên trong, có trăm dư thanh tráng, làm Long vệ tại mấy ngày nay ở giữa, lại có bảy tên long vệ, luyện liền hoành luyện thần ma chi thể. Từ khi long huyết thánh trì khôi phục sinh cơ đến nay, đã có 36 vị đạp phá công cùng xiền xích, thành tựu hoành luyện thần ma chi thể. Trước đó có 27 người, bây giờ lại có 7 người, nhưng hai người khác lại cũng không là chỉ lục hợp cùng nhạc đình, mà là long vệ trong bộ lạc một vị phụ nhân, cùng một vị năm hơn 60 lão giả lão giả là bởi vì cao tuổi, thối lui ra khỏi long vệ hàng ngũ, nhưng càng già càng dẻo dai, vậy mà mượn nhờ long huyết thánh trì, sinh cơ về phục, nặng mở con đường, bây giờ luyện liền thần ma thân thế, khí huyết cường thịnh, diện mạo chỉ có chừng 50 hứa, tự hồ chính vào thịnh niên. Về phần phụ nữ kia, thiên phú bất phàm, mà lại luôn luôn lực lớn, bình thường cũng thường xuyên tu hành thương long thánh điển, thế mà cũng thành thần ma chi thể cái này khiến long vệ bộ lạc ở trong lão ấu phụ nữ cũng có phần bị cổ vũ bộ lạc bên trong không ít trên là tuổi trẻ nữ tử cũng bắt đầu chăm chỉ tu hành thương long thánh điển trải qua trang minh cùng cổ ti chính đại trưởng lão thương nghị định ra phụ nhân này làm nữ vệ thống lĩnh mà trong lúc này nhạc đình thiên hoang thần nguyên thuật càng thêm thuần thục theo hắn rèn luyện tiến cảnh có thể xưng tiến triển cực nhanh bạch khánh cùng liễu hà cùng nhạc đình dưới trướng sáu tên tâm phúc võ giả đồng đều tại long huyết thánh trì ở trong trải qua tẩy lễ nhưng bọn hắn trước đây không lâu đều là nuốt đang dược mà thành tựu tông sư cấp số võ giả mà lại lắng động tích lũy còn không đầy đủ bàn về hỏa hầu đến không bằng lục hợp cùng nhạc đình thế là đến hôm nay đến liền cũng vẫn là võ đạo tông sư cấp số cũng không thành tựu hoành luyện chi thể nhưng mặc dù như thế long huyết mang theo thể phách cường hãn bọn hắn cũng đã vượt qua bình thường tông sư chỗ vốn có lực lượng. Bạch Khánh tay cục, thương long thánh điển vận chuyển không trọn vẹn, muốn thiên truy bách luyện, thành tựu hoành luyện thần ma chi thể, độ khó sẽ hơi cao một chút. Liễu Hà ngược lại là thiên phú cũng không tầm thường, khoảng cách hoành luyện thần ma chi thể, chỉ có cách nhau một đường. Còn lại sáu tên võ giả, cũng coi như tư chất không tệ. Còn lại long vệ, thời khắc cũng có thể, đạp phá hoành luyện thần ma chi thể ta trang thị thương hội bây giờ nội tình xem như không cạn trang minh như vậy đọc lấy trong lòng rất là hài lòng mà cổ ty chính đại trưởng lão liền ở phía sau hắn hắn cũng đại khái biết được trang minh đang chờ đợi cái gì long quân đang chờ đợi bạch khánh bọn người luyện liền thần ma chi thể không sai chờ bọn hắn luyện liền thần ma chi thể ta liền muốn rời khỏi Trang Minh xoay người lại, nói, nơi đây hết thảy, giao cho ngài đến trông giữ. Long quân vì sao không ẩn cư ở này? Cổ ty chính đại trưởng lão chậm rãi nói, ngoại giới không chỉ là sở đế, sợ cũng có càng nhiều đại nhân vật, muốn săn giết Long quân, như lưu ở chỗ này, giấu tại động thiên cấm địa bên trong, ẩn nấp ở thiên địa bên trong, sẽ an toàn đến rất nhiều, lại lại không lâu nữa, có lẽ liền có thể thành tựu trăm trượng Long thân mà bằng vào long tộc chính thống truyền thừa tại trong vòng trăm năm luyện liền ngàn trượng chân long thân thế cùng đời trước long quân sống vai cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm trăm năm trang minh hít một tiếng tự dễ cười một tiếng nói ta không chờ được trăm năm cái này cổ ty chính đại trưởng lão có chút kinh ngạc ngược lại cũng không sao trang minh nói ngoại giới những cường giả kia tìm kiếm là chân long, bây giờ long quân, trên là giao long dáng vẻ, mà lại long tộc bí thuật, huyết khí có thể ẩn, ngược lại cũng không dễ dàng bị người khám phá. Đây cũng là nguyên lai tưởng rằng không thể luyện liền chân long hình thể diện mạo, là cái tiếc núi, hiện tại xem ra, ngược lại là cái cực tốt ngụy trang. Cổ Ty chính đại trưởng lão Trầm Ngâm gật đầu. Ngoại giới mọi việc cũng không thể buông tay. Trang Minh tiếp tục nói, lần này rời đi, ta sẽ đem ngũ trưởng lão, văn hạng, trấn nhạc, cùng cái này trên trăm tên long vệ, đều mang đi. Ta tại ngoại giới thế lực, còn tại mở rộng, nhưng nhân thủ không đủ, cường giả gần như tại không, cần đến bọn hắn đến trấn áp các phương, tránh cho bị người ngấp nghé, xem như dê béo. Long vệ có liễm tức chi pháp, bình thường sẽ chỉ bị nhận làm là hoàn luyện kim thân thần ma, chỉ cần không sử dụng cấm kỵ pháp môn, liền sẽ không bại lộ long huyết vết tích cổ ty chính đại trưởng lão có chút trầm ngâm nói lão phu ngài rốt cuộc vị trí tại chân huyền mà lại thuộc về thần ma chi lưu trang minh nói mênh mông đại sở thêm ra một trăm vị hoành luyện thần ma chỉ cần nhiều hơn chuẩn bị tản vào các nơi làm sơ che lấp ngược lại dễ nói nhưng thêm ra một vị chân huyền cấp số thần ma mà lại trước đây cũng vô danh âm thanh liền quá mức bắt mắt một ít, sẽ dẫn tới các nhà cao nhân chú ý cùng kiên kỵ. Thôi được. Cổ ty chính đại trưởng lão như vậy ứng tiếng. Ta mang đi trên trăm long vệ, cái này tàn điện thủ hộ, liền chỉ có ngài đến phụ trách. Trang Minh nói, cũng chỉ có ngài loại này chân huyền cấp số thần ma, mới có thể lấy sức một mình, đem cái này tàn điện trấn thủ trụ, để cho ta có thể an ổn, không có nỗi lo về sau đa tại Long Quân Tán Dương. Cổ ti chính đại trưởng lão cũng là người tin, thở ra một hơi, nói, cũng không chỉ duyên cớ này a, à. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Trang Minh nghiêm mặt nói, ngài là từ năm đó trận chiến kia còn sống sót, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là từ trận chiến kia còn sống sót, ngược lại là ngũ trưởng lão, lúc ấy tu vi quá nhỏ bé, chỉ chịu che chở, chưa từng tham chiến, cho nên các ngươi ba vị tận lực không muốn hiện ở ngoại giới mấy trăm năm quan cảnh quá khứ những tên kia chết thì chết vong vong còn có thể sống sót không khỏi là ở cao vị trở thành các gia lão tổ sẽ không hiện tại thế gian huống chi bây giờ chúng ta cũng đều già nua xưa đâu bằng nay dù là gặp mặt cũng chưa chắc sẽ bị nhận ra ta cả đời này cẩn thận là hơn trang minh chấp hai tay sau lưng như là đáp liền theo Long Quân lời nói a à. cổ ty chính đại trưởng lão nói lần này tắm rửa tại Long huyết Thánh trì không chỉ là Bạch khánh Liễu Hà bọn người còn có Tiểu Bạch cái này một đầu dị cầm từ Đông Thắng Vương triều mang tới dị chủng chim ưng khí lực lớn sức chịu đựng mạnh lại một khi nhận chủ nhân liền cực kỳ trung thành bây giờ nó cũng coi là mượn giao Long pháp lực mà mở linh trí chợt lại được trao cho thương long thánh điển, tiến vào long huyết thánh trì tẩy lễ, trở thành một đầu long ưng. Cứ việc còn không có luyện liền đại yêu cấp số nội đan, nhưng cũng coi là tinh quái chi lưu, không tầm thường, khí lực mạnh hơn, sức chịu đựng kéo dài, phi động tốc độ, so với bình thường kim đan chân nhân khống chế phong vân lúc, còn phải nhanh hơn ba phần. Ngay tại ba ngày trước, nó bắt giết một đầu trong núi mảnh hổ, sung làm con mồi huyết thực. Nhạc Đình thấy thế, lại truyền nó thiên hoang thần nguyên thuật ở trong long trảo kỹ nghệ. Nó trở thành long ưng về sau, tại chứng khí bên trong, cũng có thể tới lui tự nhiên. Thế là Trang Minh mệnh nó đưa tin cho Phúc Lão. Chỉ là không có ngờ tới, hai ngày ở giữa, đầu này long ưng, vậy mà liền đến trở lại tại hai cảnh chi địa, vượt qua hơn hai vạn dặm lộ trình. Nó bay đến chướng khí biên giới, dù là biết được bây giờ long vệ tàn điện chỗ, nó cũng không dám tự do ra vào, bởi vì công tử bàn giao, phòng ngừa có người đi theo, muốn chờ long linh thú tiếp dẫn. Chỉ có cái này long linh thú, có thể thăm dò hết thảy, biết được long ưng sau lưng đến tột cùng có hay không theo đuôi người. Trôi qua một lát, long linh thú từ vực sâu sườn đồi hạ vọt lên, tới đón đưa long ưng. Liền gặp long ưng dương cánh mà bay, đi theo long linh thú, đến đoạn nhai phía dưới, trong thông đạo, tàn điện chỗ quan mang lóe lên, liền vào cấm địa bên trong. Bạch Long ưng thép dài một tiếng, hướng phía Trang Minh bay tới. Trang Minh vẫy tay, dẫn Long ưng tại cánh tay dừng lại, đưa tay theo nó sau đầu phủ dưới, cắt tỉa Long vũ. Phúc lão tin sao? Tại Long ưng trên chân, cởi xuống đến từ ngoại giới tin. Chợt liền gặp Trang Minh sắc mặt, vì đó trầm xuống. Sát cơ chợt lóe lên. Ngang nhiên hét dài một tiếng, liễu hà bị nhạc đình đánh rơi thể nội khí huyết chìm nổi nhạc đình đắc thế không tha người thần ma chi thể một quyền đánh cho không khí chấn động phát ra gợn sóng thẳng bức liễu hà mở liễu hà cắn răng gầm thét hắn ánh mắt băng lãnh lúc này long huyết lưu chuyển thể phách càng thêm cường hãn trong khoảnh khắc nhạc đình rơi ở trên người hắn lực lượng tựa như rèn luyện bình thường hoàn thành một bước cuối cùng. Trải qua mấy ngày nay, mượn nhạc đình vị này thần ma lực lượng, thiên truy bách luyện, ma luyện hắn thân. Có khá nhiều lần, nếu không phải mượn nhờ giao long nước bọt bảo mệnh, liễu hà muốn mất mạng. Mà chính vào hôm ấy, hắn rút cục thành tựu thần ma chi thể. Khí huyết ngút trời, vì thế lẫm liệt. Trong khoảnh khắc, hắn thể phách cô động, phản phất vô tận phù văn, lưu chuyển toàn thân liễu hà luyện liền thần ma thân thế xung quanh long vệ lộ ra khó tả ý vị nhưng lại cũng không có lúc ấy lục hợp cùng nhạc đình thành tựu thần ma thời điểm cái chủng loại kia không cách nào tin giờ này khắc này nhìn về phía trước luyện liền thần ma liễu hà trong mắt bọn họ càng nhiều hơn chính là vẻ tôn kính trong lòng tuy có hâm mộ nhưng cũng không có ghen ghét ban sơ lục hợp cùng nhạc đình tắm rửa long huyết thánh trì về sau trực tiếp tiến vào hoành luyện thần ma hoàn cảnh để rất nhiều long vệ trong lòng không phục nhưng bây giờ liễu hà trở thành thần ma quá trình bọn hắn thì là rõ như ban ngày mà liễu hà đang tắm long huyết thánh trì về sau cũng không có luyện liền thần ma chi thể nhưng là tiếp xuống liễu hà mượn nhờ nhạc đình thần ma chi lực không ngừng rèn luyện tự thân xương cốt đứt gãy tạng phủ bị thương nhiều khi đều để đám người coi là hắn có lẽ sẽ bị Nhạc Đình đánh chết, ngay cả giao long nước bọt đều chưa hẳn có thể cứu lại được. Nhưng đến hôm nay, hắn rốt cục vẫn là bước ra một bước này. Thiên truy bách luyện, cuối cùng thành thép tinh. Cho dù là kiêu ngạo như long vệ, cũng thật là kính nể. Long quân tại ngoại giới dưới trướng, có bền bỉ như vậy không nhổ, không sợ sinh tử suy nghĩ, chúng ta thân phụ huyết hải thâm cừu, còn có lý do gì, y nguyên dừng bước không tiến, Trấn Nhạc nói như vậy đến, đối với Liễu Hà bọn người, cũng lại không kinh thị. Trên thực tế Liễu Hà dạng này rèn luyện, cũng là cực kỳ khó được. Liễu Hà bản thân, chính là tông sư, võ đạo tạo nghệ cực cao, bản thân có kiên cường, trực diện gặp trắc trở tín niệm, tắm rửa long huyết thánh trì về sau, sớm muộn sẽ bước qua một bước kia. Bây giờ lại lấy được nhạc đình dạng này một vị hoành luyện thần ma, toàn tâm toàn ý, không ngừng thay hắn rèn luyện. Nhạc Đình mặc dù sơ thành thần ma, lực lượng tích lũy không tính quá mạnh, nhưng đối với lực lượng trưởng khống, lại không thua gì tam trưởng lão, còn còn quá văn hạn cùng trấn nhạc, bởi vậy tại thay liễu hà rèn luyện thời điếm, hắn lực lượng nắm chắc, cũng dịu đến đỉnh phong. Nhưng dù vậy, liễu hà cũng có khá nhiều lần, bồi hồi tại thời khắc sinh tử. Cũng chính là may mắn được Long Tiên bảo mệnh, mới có thể lấy thời gian ngắn trong ngày, đạp phá thần ma chi cảnh con đường như vậy, không dễ bắt trước. Nhưng không trở ngại long vệ đám người, đối liễu hà tâm sinh ra sự kính trọng. Thật hâm mộ a à. Bạch Khánh hít một tiếng, nhìn về phía tay cục, hắn tự nhận là thiên phú, nghị lực, tín niệm, cùng võ đạo tạo nghệ, cũng sẽ không kém liễu hà. Như là trước kia, thân thể không tổn hao gì, tắm rửa long huyết về sau, đến bắt trước liễu hà thần ma con đường, tám chín phần mười, hoặc cũng có thể thành nhưng tại bây giờ hắn gãy một cánh tay không được chu toàn thương long thánh điển cũng có chút khuyết điểm thần ma con đường khó càng thêm khó chí ít trước mắt đến xem vẫn là xa xa khó vời nhìn đến cơ duyên của ngươi không ở nơi này bất thình lình sau lưng truyền đến thanh âm bạch khánh vội quay đầu thi lễ nói công tử Trang minh chấp hai tay sau lưng nói long huyết thánh trì khiến cho ngươi nhiều long tộc huyết mạch đã có được cao hơn tiềm lực nhưng tay cục khuyết điểm khiến cho thương long thánh điển khó mà viên mãn nhìn đến ngươi cái này tay cục chỉ cần mọc ra mới có thể đặt chân thần ma chi cảnh bạch khánh có chút cắn răng thấp giọng nói cho dù tay cục ta cũng chưa chắc không thể luyện liền thần ma chi thể trang minh thở dài ngươi đoạn một tay muốn luyện liền thần ma chi thể, phải gian nan rất nhiều. Năm đó Long Quân sau khi ngã xuống, Long Huyết ngày càng cô quạng, Long Vệ bộ lạc thần ma, liền chỉ có văn hạng cùng trấn nhạc mà thôi. Bạch Khánh trầm giọng nói, hai bọn họ có thể phá toái gian nan hiểm trở, tại gấp 10 gấp trăm lần trở ngại dưới, vẫn thành tựu thần ma, ta đoạn đi một tay, như thế nào liền kém hơn bọn hắn. Trang Minh chậm rãi nói, đây cũng là ta đối với ngươi cũng có lòng tin, chỉ cần hoàn chỉnh vận chuyển một lần thương long thánh điển, luyện liền thần ma chi thể thời gian không hội trưởng lâu. Nguyên bản hai ngày này ở giữa, muốn trụ bị để long quân giúp ngươi một thanh, trước hoàn thành một lần thương long thánh điển, chẳng qua hiện nay có chuyện quan trọng phát sinh, trên đường lại đến giúp ngươi hoàn thành. Bạch Khánh rung lên, hỏi, chuyện gì? Trang Minh thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói, giết người sự tình công tử. Liễu Hà luyện liền thần ma chi thể, vui vẻ vạn phần, quỳ trước. Trang Minh cười tán dương hai câu, chợt mới nói, ngươi bây giờ đạp phá thần ma chi cảnh, tối nay có thể tiến một bước tập được long vệ nhất tộc bên trong, phẩm giai cao hơn thiên hoang thần nguyên thuật, tạm thời liền trước lưu tại bộ lạc ở trong A. Liễu Hà đầu tiên là kinh ngạc, chợt tỉnh ngộ lại, nói, công tử muốn rời đi. Trang Minh gật đầu nói, Sương Linh bên kia ra một chút biến cố, cần đến trở về một chuyến. Liễu Hà thấp giọng nói, ta bây giờ đã thành thần ma. Trang Minh cười nói, không sao, ngươi cần trở nên càng mạnh. Liễu Hà khẽ gật đầu, ánh mắt lại đảo qua Long vệ bộ lạc, chợt thu hồi lại, nhìn về phía Trang Minh, ánh mắt bên trong mang theo một chút vẻ hỏi thăm. Trang Minh lắc đầu nói, ngươi nguyên bản chính là Trung Nghĩa, được Long huyết thánh trì tẩy lễ, chỉ cảm thấy càng thêm thân cận, không có khắc sâu hơn cảm thụ trên thực tế. Bây giờ Long vệ cũng coi như tâm phúc. Liễu Hà nao nao, mới là gật đầu. Nguyên bản tại ý nghĩ của hắn bên trong, Long vệ bộ lạc dù sao cũng là công tử vừa mới thu phục, chưa từng ở chung, trong lòng chưa hẳn chân chính tin phục, chưa hẳn liền là có thể tin hết. Nhưng đã công tử nói như vậy đến, hắn lưu tại trong bộ lạc liền cũng không phải là vì dám nhìn còn sót lại bộ lạc tộc nhân. Lần này, ta sẽ dẫn trên trăm tên long vệ, ngũ trưởng lão, Văn Hạng, Trấn Nhạc cùng còn lại 34 vị tân tấn thần ma, đều đem theo ta rời đi. Mỗi một vị thần ma đều có thể so với Kim Đan cấp số chân nhân, đều là áp đảo phàm trần tục thế phía trên tiên thần nhân vật, bây giờ ta trang thị thương hội, nội tình chi thịnh, quả thực hùng dày vô cùng nhạc đình cười ha ha một tiếng mười phần thoải mái nhưng cuối cùng cũng không thể cùng đại sở vương triều đánh đồng nhiều nhất chỉ là đại sở cương thổ cảnh nội nhị lưu đạo tông nội tình mà thôi trang minh khẽ lắc đầu nói không chiếm được đầy chí ít so trước đó cường đại hơn nhiều nhạc đình vừa cười vừa nói chỉ cần phân phối thỏa đáng vô luận là các nơi khai thác sinh ý vẫn là tọa trấn các phương cũng sẽ không lại xuất hiện nhân thủ không đủ quẩn cảnh. Nói đến đây cái. Trang Minh ánh mắt ngưng lại, nói, chúng ta sinh ý, cũng không thể cực hạn tại phàm trần tục thế giữa. Công tử có ý tưởng rồi. Liễu Hà như vậy hỏi. An nhàn vực thư thị. Trang Minh nói, nơi đó có cái gọi là gian lê người tu hành, đạo hạnh không cao, chỉ ở đạo ấn, bất quá đối với thư thị có chút quen thuộc ta nghĩ cho ngươi đi an nhàn vực khư thị một nhóm, tìm một chút khư thị, về phần người này, chắc hẳn có thể giúp đỡ một ít. Tại khư thị buôn bán nha. Nhạc đình ma quyền sát trưởng, nói, ngẫm lại thật hưng phấn. Khư thị bên trong, chỉ có kim đan chân nhân, mới có thể xây dựng cửa hàng. Trang Minh nói, lấy ngươi hoành luyện thần ma thân thế, có có thể so với kim đan chân nhân tư cách, có thể định ra khư thị căn cơ sau khi nói xong lại gặp trang minh lấy ra một ít bình ngọc tới nơi này là tụ linh đan có thể tạo điều kiện cho ngươi vận dụng long vệ bộ lạc còn có rất nhiều thứ tại mang hoang thu hoạch ngoại giới có chút trân quý những này đại yêu các loại nanh vuốt sừng da chi vật cũng coi như không tầm thường ngoài ra ngươi sơ thành thần ma tiến vào khư thị sợ một mình khó chống có thể mang theo sáu tên thần ma cấp số long vệ khi ngươi tay trái tay phải. Liễu Hà, ngươi ngộ được thiên hoang thần nguyên thuật về sau, liền cũng tiến về an nhàn vực thư thị, tương trợ nhạc đình một thanh. Đợi chút nữa một lần, ta đến an nhàn vực khư thị, hy vọng ở nơi đó, chúng ta trang thị thương hội sinh ý, là náo nhiệt nhất. Trang Minh nói như vậy đến, ánh mắt quét về phía đám người. Liền thấy mọi người tất cả đều thi lễ, cùng kêu lên nói, tất không phụ công tử kỳ vọng cao. Đông Nguyên Cảnh, thứ bảy phủ, cốc địa. Trang thị thương hội ở trong. Chỉ gặp lão giả chấp hai tay sau lưng, trên mặt thần sắc lo lắng. Ngắn ngủi thời gian, hắn đã thương già đi không ít. Mấy năm ở giữa, tại cái này dị địa tha hương, khai sáng to như vậy cơ nghiệp, vốn là phí sức phí sức, trước đây không lâu bị người tập sát, suýt nữa mất mạng, lại kinh lịch đồng bạn phản loạn sự tình lần này công tử đến tru diệt trịnh nguyên sơn cùng viên đào để hắn kết thúc công việc cũng thật là hao phí tinh lực không ngờ tới các loại sự tình vừa mới ổn định sương linh bên này nhưng lại gặp được trở ngại dựa theo ban đầu dự đoán lấy sương linh thiên tư bây giờ cũng đã lên tới lên một cấp học phủ ở trong không lâu sau đó liền có thể thăng đến thái nguyên trong tông môn đây cũng là một loại cơ sở từng bước một thăng lên ngày sau cũng sẽ không làm người hoài nghi chỉ là không có nghĩ đến lần này trống rỗng thêm ra một người ngăn trở sương linh con đường dạng này ngoài ý liệu sự tình chỉ sợ là liên công tử đều muốn cảm thấy kinh ngạc thương vương phủ tả kỳ quân thống lĩnh con trai độc nhất bây giờ xuất trên ngàn tinh nhuệ đóng giữ cốc địa quyền hành cực lớn ngay cả cốt địa chính lệnh cùng phó lệnh hai vị đại nhân, cũng không dám đắc tội người này. Ta trang thị thương hội, mặc dù có trưởng ấn phủ tôn phong luận che chở, nhưng sương linh mai danh ẩn tích mà nhập học phủ, lại không thể bằng vào ta trang thị thương hội danh nghĩa, trước đi giải cứu. Phúc lão đi qua đi lại, chợt nói, người thay lão phu đưa tin, nói cho sương linh, không muốn vọng động, đã trước mắt lên một cấp học phủ thăng không đi, liền cũng liền không thăng tiếp tục trì hoãn ta sẽ âm thầm lại thêm phái nhân thủ chăm sóc ngoài ra sự tình đã truyền cho công tử chắc hẳn công tử cũng nhận được hắn nói như vậy đến cảm thấy bất đắc dĩ cái gọi là thêm phái nhân thủ chăm sóc có khả năng phái đi ra nhiều nhất cũng liền nhị trọng thiên võ giả nhưng mà đối phương bản thân chính là người tu hành chấp chưởng hơn ngàn tinh nhuệ càng là xuất thân cao quý hắn cái này thêm phái nhân thủ cũng chỉ là cầu cái an tâm mà thôi thật phải giải quyết việc này chỉ có công tử trở về ngươi còn có lời gì nói phúc lão chính muốn đuổi thanh nương đã thấy cái này nữ tính võ giả thần sắc khác thường cũng không rời đi lúc này có rất nhiều nghi hoặc hôm qua buổi chiều sương linh cô nương đã lại một lần nữa đem thiếp mời hủy đi chỉ bất quá lần này khác biệt người kia thiết yến tại học phủ ở trong Thanh nương thấp giọng nói, mà lại là lấy phủ chủ chi danh mà mệnh nàng có mặt. Đây không phải hồ nháo sao? Phúc lão vì đó tức giận. Hồng cô thụ thương. Thanh nương cúi đầu xuống, nói, mà lại, Sương Linh cô nương tại học phủ lão sư, hôm qua cũng bởi vì chuyện này, đi tiếp người kia, bị đánh tan đạo ấn, hủy đi đan điền. Tiểu nha đầu muốn báo thù. Phúc lão lập tức kinh sợ không thôi trong lòng có chần chờ dù là thật muốn bại lộ thân phận cũng không thể để sương linh xảy ra chuyện công tử không biết phải chăng là có thể kịp trở về dưới mắt phải chăng muốn mời được phong luận phủ tôn cốc địa học phủ ở trong cái gọi là yến hội bất quá là một bàn thịt rượu lão phủ chủ mượn cớ rời tiệc nơi này chỉ có hai người một nam một nữ nam tử thân mang lộng lẫy quần áo phong độ nhẹ nhàng có chút không tầm thường khóe miệng mỉm cười mà nữ tử này trên là thiếu nữ dung nhan thanh lệ thân mang nhạc xiêm y màu trắng trên mặt có chút băng lãnh mà ánh mắt bên trong cũng giấu tức giận sương linh cô nương cũng chớ có tức giận như vậy từ xưa đến nay mỹ nhân như ngọc quân tử hâm mộ vốn là giai thoại làm gì làm này tư thái cẩm y nam tử mỉm cười nói đến phong độ sáng chói ngươi cũng coi như quân tử sương linh cắn răng nói làm sao không có thể tính quân tử cẩm y nam tử nói từ ngày đó gặp ngươi về sau ta vào đêm không ngủ ăn mà vô vị ngày đêm quải niệm lại cũng chưa từng đến đoạt ngươi hồi phủ thậm chí cũng không có mượn cớ thân cận hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi ngươi đầu tiên là đoạn bất ta lên cao học phủ con đường sương linh nói học phủ lên cao hay không là ngươi cốc địa học phủ xét duyệt mà không phải ngươi tự giác tốt đẹp liền có thể thăng lên cẩm y nam tử cười nói ngươi phải tin tưởng cốc địa học phủ công chính hôm qua ngươi thương lão sư ta lại đã thương hồng cô sương linh không lại dây dưa học phủ một chuyện mà là nói càng phát phẫn nộ sự tình không có quan hệ gì với hắn hắn đã khăng khăng xen vào việc của người khác cũng nên cho cái giáo huấn Cẩm y nam tử vừa cười vừa nói, về phần kia hạ nhân, không biết tôn ti, cũng nên thay ngươi giáo huấn một chút, chỉ thế thôi. Cưỡng từ đoạt lý. Sương Linh trong tay áo đầu ngón tay, cầm bình sứ. Không thể nói như thế. Cẩm y nam tử rót chén rượu, uống một hớp, mới cười nói, ta như đúng như trong miệng ngươi hoàng cố sớm đã đem ngươi bắt trở về phủ thượng, hoặc là đổi cái phương thức, hoa ngôn xảo ngữ, giấu diếm lừa ngươi bây giờ bản công tử là thật tâm thành ý chuẩn bị nạp ngươi làm thiếp mới như vậy chân thành đối đãi ta không thích ngươi sương linh nói lúc đầu không oán không cừu ngươi làm gì liền muốn bởi vậy kết thù kết oán từ ngươi cùng gặp mặt ta ngày đầu tiên ngươi liền chiếm ta hồn như thế nào là không oán không cừu cẩm y nam tử cười âm thanh rót chén rượu đẩy tới nói ngươi cũng uống một chén Sương Linh cúi đầu nhìn thoáng qua, trầm mặt không nói. Cẩm y nam tử cũng không tức giận, chỉ là cười âm thanh, ung dung nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như thật chọc giận bản công tử, cứ như vậy đưa ngươi mang về, ngươi cốc địa học phủ lão phủ chủ, cũng không dám nhiều nói nửa câu. Dù là ngươi đi cáo quan, chính là cốc địa chính lệnh đại nhân, đều muốn xem như không biết, bởi vì ta cũng là quan. Hắn nói như vậy đến, lại đem chén rượu kia nâng lên, mình uống một hớp, mới nói, cho nên ngươi tốt nhất thừa dịp bản công tử cảm xúc còn có thể, sớm cho kịp đáp ứng, nếu không, nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Sương Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cẩm Y Nam tự sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, đứng dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. "Thiếu gia, làm gì?" cẩm y nam tử không khỏi cả giận nói lúc này đến nhiễu ta học phủ ngoại lai like một người bên ngoài người kia lúc này có chút sợ hãi học phủ người tới đi tìm lão phủ chủ báo quan bản thiếu gia chuyện gì cẩm y nam tử cả giận nói người tới cũng không phải là tiếp lão phủ chủ mà là chỉ mặc gọi tên muốn gặp công tử ngoài cửa cái này người nói cái gì người Cẩm y nam tử khẽ nhíu mày, nhưng cũng tỉnh táo một ít. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi, tu vi tự hồ không cao, không muốn trả lời lai lịch, chỉ nói là kính đã lâu lão gia đại danh, muốn tới gặp thiếu gia. Ngưỡng mộ cha ta, gặp ta làm gì? Vừa mới tỉnh táo lại cẩm y nam tử, lại lần nữa tức giận, quát, cái gì a Miu a cậu muốn gặp bản thiếu gia, các ngươi đều muốn thông truyền sao? Thế nhưng là người này khí độ bất phàm. Cút. Để hắn cút. Vâng, thiếu gia. Thật là một đám hỗn trướng. Cẩm y thanh niên mắng một tiếng, rất có mất hứng chi ý, lúc này ánh mắt nhìn về phía sương linh, so với trước đó, càng thêm lộ ra không kiên nhẫn, đã không có nhiều ít ngụy trang phong độ. Sương linh sắc mặt tái nhợt, có chút lui ra phía sau, mua tay trái tại đằng sau, khí độc dần dần sinh mà liền tại cẩm y thanh niên chuẩn bị lại lần nữa hướng phía trước thời điểm lại truyền tới tiếng đập cửa làm gì cẩm y thanh niên tức giận không thôi quát nhất kinh nhất xạ muốn quét bao nhiêu lần bản thiếu gia hào hứng các ngươi đều không muốn sống nữa hắn vừa dứt tiếng liền gặp phòng cửa bị đẩy ra tới có một kiện đồ vật bỗng nhiên ném tới vật kia rơi xuống đất lăn lăn một vòng rõ ràng là cái đầu người. hắn xác thực không muốn sống nữa. chỉ thấy ngoài cửa nhiều người trẻ tuổi, thân mang kim văn áo trắng, thần sắc bình thản, nói: bản tọa đứng hàng đông châu nhân kiệt bản người thứ ba mươi, chính là đông nguyên cảnh thương vương cũng không dám kinh thị, ngươi chỉ là tả kỳ thống lĩnh chi tử, liền dám xem thường ta? băng lãnh khí tức càng quét ra. trong phòng sự vật, tại uy áp phía dưới, bỗng nhiên vỡ toan chén rượu, đồ ăn bàn, cái bàn cùng các loại đồ trang sức, vô thanh vô tức, đều vỡ nát. Cẩm Y Nam tự sắc mặt đột biến, trong lòng đầu tiên là tức giận, sát cơ lập tức hưng khởi, nhưng nghe được người tới tự xưng Đông Châu nhân kiệt bản người thứ 30, sát cơ bỗng nhiên ép xuống. Người chính là nuôi Long quân Trang Minh, vị kia thập tam tiên sinh. Cẩm Y Nam tự sắc mặt biến đổi, ánh mắt dần dần ngưng trọng mà tại nơi hẻo lánh chỗ sương linh trong mắt lóe lên kinh hỷ thần sắc chính muốn lên tiếng lại lập tức bưng kín miệng chỉ là ánh mắt bên trong thần sắc vẫn ức chế không nổi cẩm y nam tử cũng không có lại để ý tới sương linh ánh mắt chỉ thấy người tới kinh nghi bất định người tới mạo như thanh niên tướng mạo trong sáng nhìn như khí tức bình thản nhưng mà một thân pháp bào kim văn áo trắng quan mang lấp lóe nhất là trên vai sinh linh chiều cao như rắn, đầu giống như trâu ngựa, đỉnh mọc một sừng, song trảo linh hoạt. Nhìn như nhỏ bé, kỳ thực khí tức cực độ cường hãn. Tả kỳ quân thống lĩnh chi tử, thật là lớn uy thế. Trang Minh chấp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, cho dù bản tọa không vào chân huyền, nhưng cũng không phải bình thường chân nhân có thể so sánh, chỉ bằng ngươi một câu, liền cũng xứng để bản tọa cút. Cẩm y nam tử sắc mặt đột biến, thấp giọng nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi, lúc trước sai tưởng rằng hạng người vô danh, dưới trướng của ta người này cũng quá mức không biết cấp bậc lễ nghĩa, bây giờ tiên sinh chém người này, liền cũng làm bỏ qua. Hắn cũng tịnh không phải cỡ nào e ngại cái này trang minh. Chỉ là người này danh liệt đông châu nhân kiệt bản 30 vị trí đầu liệt kê, thanh danh hiển hách, bản sự quả thực không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một vị nhân kiệt bản hàng đầu nhân vật, đều có thể là tương lai chân huyền. Chính là bởi vậy, cho dù là đông nguyên cảnh thương vương, cũng đối với mấy cái này kiệt xuất hậu bối, lễ ngộ có thêm. Bởi vì bọn hắn có cực lớn tiềm lực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ đại sở vương triều phương diện tới nói, quan phủ cũng là đối dạng này kỳ tài, nhiều hơn lôi kéo, mà cực ít là địch. Người nói bỏ qua, liền cũng bỏ qua rồi sao? Trang Minh gánh vác đi vào trong phòng, chậm rãi nói, người binh lính dưới quyền, ngang ngược vô cùng làm nhục tại ta bản niệm lấy thương vương mặt mũi để ngươi cho ta cái bàn giao tôn ngươi vị kia làm tả kỳ quân thống lĩnh phụ thân nào biết ngươi hôm nay như vậy nhục ta thì đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình cẩm y nam tự sắc mặt âm trầm xuống hắn xuất thân cao quý bây giờ chính là đạo ấn tu vi cũng coi như thiên phú không tầm thường từ tiểu tiện là cao ngạo vạn phần nhìn xuống thế nhân thậm chí không môn không phái, tán nhân xuất thân kim đang chân nhân, hắn đều chưa hẳn sẽ coi trọng mấy phần. Bây giờ chỉ vì đối phương không hề tầm thường, mà lui nhường một bước, thậm chí nhìn xuống dưới trướng quân sĩ bị giết phẫn nộ. Chưa nghĩ thế người đúng là như thế hùng hổ dọa người. Ngươi thật muốn trở mặt. Thì tính sao? Bản thiếu gia tôn ngươi, chỉ vì thân phận của ngươi không tầm thường, nhưng cũng không phải e ngại ngươi cẩm y nam tử quát ngươi khăng khăng không muốn bỏ qua hôm nay thì đừng trách bản thiếu gia hạ thủ vô tình ngươi đi thử một chút trang minh đứng chắp tay bình tĩnh nói cẩm y nam tử bên hông quân lệnh bỗng nhiên hưng khởi quan mang tả kỳ quân ngàn người thống lĩnh quân lệnh nguyên bản quân chức cũng không tính quá cao nhưng là trưởng quân sát phạt trong đó trong quân sát phạt chi lực muốn so bình thường quan ấn càng mạnh ba phần so với nam vân thanh chính tứ phẩm quan ấn càng mạnh hơn một trù trong khoảnh khắc người này đạo ấn cấp số tu vi đột nhiên kéo lên quân lệnh hóa thành một thanh chế thức trường đao quan mang lấp lóe so với lục hợp trong tay chui này phát bảo trường đao còn cường thịnh hơn rất nhiều không biết sống chết liền nhìn ngươi vị này nuôi long quân đến tục cùng có bao nhiêu bản sự một đao kia bỗng nhiên bổ xuống lưỡi đao lăng lệ phong mang bốn phía tòa này sân nhỏ đều gần như vì đó vỡ nát đao quang phong mang cũng không có bận tâm nơi hẻo lánh chỗ sương linh đúng lúc này ngang nhiên một tiếng long ngâm liền gặp trang minh trên vai dao long đằng không mà lên hóa thành dài chừng một trượng nghênh hướng một đao kia muốn chết trang minh thần sắc lãnh đạm sát cơ càng sâu bất quá một kích phía dưới vang vọng thiên vũ. Toàn bộ học phủ, cũng vì đó rung động. Vô số người cảm thấy kinh hoàng. Mảnh này sơn nhỏ sang thành phế tích. Nhưng khiến người kinh dị chính là, sương linh lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngay tại cách đó không xa, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Trang Minh hướng nàng nhìn thoáng qua, không có mở miệng. Sương Linh lúc này minh bạch, vội vàng chạy chậm đến rời đi nơi này. Mà ở giữa, giao long cùng lưỡi đao, vừa đi vừa về giao kích, đánh đến thảm liệt vô cùng. Đầu này giao long thần thú, cũng có tiếng không có miếng nha, ngược lại là xem trọng ngươi. Cẩm y nam tử từ phế tích bụi bặm bên trong đi ra, hắn tóc mai lộn xộn, nhưng mà phong độ không giảm, lạnh cười nói, ta còn tưởng là cái này một đầu đem ngươi đến Đông Châu Nhân kiệt bản thứ 30 trên giao long, lợi hại đến mức nào, ngược lại cũng không gì hơn cái này may mà bản thiếu gia còn nhượng bộ ba phần trang minh đứng ở đằng xa thần sắc bình thản nhìn về phía trước giao long cùng trường đao tranh đấu trường đao phong mang còn mạnh hơn phong luận ba phần đem giao long bổ đến vết thương chồng chất nhắc tới cũng là phong luận bản thân không trấn áp được ba phủ mà mời đến thương vương phủ tả kỳ quân trấn áp các nơi tại lúc ấy tới nói sự tình liên lụy bên trong Liên quan đến Đông Châu nhân kiệt bản 50 vị trí đầu trong vòng, mà tại Đại sở thiên ngự nhân kiệt bản, thì liên quan đến trước 20 bên trong, có thể nói kỳ tại ngút trời, tại trong kim đan, cũng là thế gian tuyệt đỉnh hạng người, cho nên trấn áp các nơi tả kỳ quân, cũng tất có cực mạnh lực lượng. Cứ việc cái này cẩm y nam tử, mới có đạo ấn tu vi, nhưng tăng thêm cái này một viên quân lệnh, liền không kém hơn kim đan thượng tầng nhân vật. Còn nếu là ngàn quân đều tới, bày ra quân trận, lấy đại sở quân trận sát phạt chi lực, mượn nhờ các nơi chính lệnh quan ấn, cơ bản đủ để trấn áp chân huyền phía dưới đỉnh phong chân nhân. Trừ phi người này thực lực, vị trí tại Đông Châu Nhân kiệt bản trước 10 liệt kê. Nuôi Long quân không gì hơn cái này, vốn cho rằng chỉ cần mượn nhờ ngàn quân chi lực mới nhưng trấn áp được, bây giờ nhìn đến, ngàn quân chưa tới, ta liền có thể lấy sức một mình, Chém giết Đông Châu nhân kiệt bản thứ 30 nhân vật. Cẩm Y Nam tử cười ha ha một tiếng, về liếc mắt một cái, nhìn trường đao Trảm Long, nhếch miệng lên ý cười. Hắn hướng phía trước mà đi, trong tay ngưng tụ đạo thuật. Vốn là đến trấn áp trật tự, phòng ngừa chân nhân đấu pháp, dẫn đến các nơi hỗn loạn. Không có nghĩ đến, mình vị này đến đây trấn áp trật tự người, ngược lại từ trên căn bản giải quyết chuyện đầu nguồn vô số chân nhân đi đến nơi đây đều không thể tìm được nuôi long quân kết quả là ngược lại thành nhà mình bàn đạp nhận lấy cái chết cẩm y nam tử dùng quân lệnh cuốn lấy giao long bản thân thì lớn đến gần đến đây căn cứ nhân kiệt bản trên tin tức suy đoán nuôi long quân trang minh bản thân tu vi nông cạn không có luyện liền đạo ấn yếu đuối đến cực điểm hết thảy lực lượng đều xuất từ giao long chi lực sở dĩ để rất nhiều chân nhân, là dương danh mà đến, liền là bởi vì tất cả mọi người cho rằng, Giao Long mới là đại địch, mà nuôi Long quân Trang Minh bản thân, chính là nhân kiệt bản trên sơ hở lớn nhất. Trang Minh Nhận lấy cái chết Cẩm y nam tử phụ cận tới Trang Minh thần sắc lãnh đạm, nhìn xem đạo thuật quan mang, ánh mắt hơi ngưng. Sau đó hắn trong tay áo bàn tay, nắm chắc thành quyền hắn huy quyền đi qua. Quanh một tiếng. Ngưng tụ đạo ấn, chân khí có pháp, đã xem như tu hành hạng người, đăng đường nhập thất, có thể căn cứ đại đạo chi ấn, từ đó thi triển đạo thuật. Cảnh giới này, có huyền ảo khó lường bản lĩnh, đặt ở Đông Thắng Vương Triều loại kia người tu hành tuyệt tích phàm trần tục thế, bị coi là bán tiên cấp độ nhân vật, ngay cả võ đạo tông sư cũng cần tôn kính. Nhưng mà trên thực tế, đạo ấn thượng tầng đạo thuật, vứt bỏ huyền bí khó lường thần bí cảm giác bên ngoài, đạo thuật tạo thành uy năng, cũng chưa chắc thắng võ đạo tông sư lực lượng. Mà giờ này khắc này, Trang Minh tắm rửa long huyết thánh trì, chỉ bằng vào thể phách, sau so bất luận cái gì võ đạo tông sư, đều cường hãn hơn, chỉ bằng vào khí lực, so bất luận cái gì võ đạo tông sư, đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Quanh một tiếng, chỉ một quyền này. Đạo thuật quang mang bỗng nhiên đánh tan. Cẩm Y Nam tử đạo thuật như vậy tán loạn. Mà Trang Minh nắm đấm nhưng không có ngừng. Một quyền này đánh vào Cẩm Y Nam tử trên mặt. Liền gặp cái này Cẩm Y Nam tử, má trái thụ quyền, má phải hung hăng đập xuống đất, nhấc lên bụi bặm một mảnh. Nếu không phải hắn tu thành đạo ấn, sinh cơ cũng coi như cường thịnh, một quyền này liền đủ để đoạn tính mạng hắn. Chỉ là đạo ấn chấp chưởng quân lệnh, mà tự cao tự đại, kỳ thực cũng không gì hơn cái này. Trang Minh một cước dẫm trên mặt của hắn, lại cười nói, đây cũng là ngươi xem thường ta ỷ vào. Mà ở bên kia, cẩm y nam tử bị thương, gần như hôn mê, quân lệnh biến thành trường đao, cũng lập tức thất thần niệm, hiện là nguyên hình, biến thành một tấm lệnh bài, rơi rơi xuống. Chợt liền gặp giao long thét dài một tiếng, rút nhỏ thân hình, về tới trang minh trên vai cùng lúc đó học phủ bên ngoài thanh âm truyền đến đều nhịp sát cơ cuồn cuộn ngàn quân đã tới vây quanh học phủ quân trận ngưng kết uy thế vô song cứ việc mất quân lệnh rất có vài phần trắng mất đầu nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện thương vương phủ quân nhưng cũng không tầm thường đại sở vương triều tinh nhuệ quả thật không phải các địa phủ nha phía dưới công sai có thể so sánh nếu không phải cái thằng này quá mức không chịu nổi đổi một người đến dù là chỉ có đạo ấn tu vi nhưng bằng mượn quân lệnh chấp chưởng ngàn quân vô luận là âm vu chu hay là bạch ly đều không dám nhìn thẳng phong mang chỉ có thể quay đầu rời đi như đổi lại tu vi kim đan chấp chưởng quân lệnh chưởng khống ngàn quân cho dù là ta cũng cần kiên kỵ ba phần đáng tiếc trang minh nói như vậy hơi nhún chân đem cái này cẩm y nam tử mặt hướng trong viện gạch vỡ hạ nghiền ép một phen cẩm y nam tử kêu lên một tiếng đau đớn đạo ấn lưu chuyển pháp lực khôi phục vừa tỉnh lại mới phản ứng được nhà mình bây giờ tình cảnh lúc này một thử muốn nứt trống giận gào thét trang minh ở đây trang minh đáp có chuyện nói thẳng trang minh trở về một tiếng ngôn ngữ rơi xuống hơi nhúng chân ép ép, ép mới chậm rãi nhất chân Cẩm y nam tử tóc mai tán loạn, trên mặt máu thịt be bét, ho ra máu nữa, nương theo lấy mấy khỏa nát răng. Trên mặt hắn hiện ra vô cùng thâm trầm oán hận cùng phẫn nộ. Làm tả kỳ quân đại thống lĩnh con trai độc nhất, hắn từ khi ra đời đến, liền là cao quý mà kiêu ngạo. Liền ngay cả đông nguyên cảnh lãnh chúa, đương kim chân huyền cấp số thương vương, đều bởi vì trước kia cùng phụ thân hắn ở giữa sinh tử giao tình, mà đối với hắn cái này hậu bối mười phần tha thứ sủng ái từ xuất sinh đến nay đông nguyên cảnh bên trong hắn liền chưa từng nhận qua như thế khuất nhục trấn thủ cốc địa hơn ngàn thương vương phủ quân đã đến bản tọa biết được trang minh bình tĩnh nói thì tính sao thương vương phủ quân ngàn người chi chúng quả thực bất phàm nếu có một cái cường đại thống lĩnh cũng đủ để khiến người kiên kỵ đáng tiếc ngươi cái này thống lĩnh bản lĩnh quá kém bây giờ lại bị ta hàng phục, quân lệnh rơi xuống, rắn mất đầu, liền cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Ngươi thật muốn cùng đại sở quân đội giao phong. Cẩm y nam tử ngôn ngữ mơ hồ không rõ, trầm giọng nói, đại sở cảnh nội, chính là chân huyền, cũng không phải không kiên nể gì cả. Ngươi cho dù có bản lĩnh đồ diệt cái này hơn ngàn tinh binh, chẳng lẽ còn nghĩ trực diện toàn bộ đại sở vương triều. Đây chính là ngươi xem thường ta nguyên nhân trang minh hỏi cẩm y nam tử sắc mặt cứng đờ cắn răng nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì bản tọa tu hành nhiều năm xem thường bản tọa người đều bị bản tọa tiêu diệt trang minh chậm rãi nói ngươi muốn giết ta cẩm y nam tử trong lòng rung lên làm sao không nhưng trang minh hỏi ngươi nhưng có biết cha ta chính là thương vương phủ tả kỳ quân đại thống lĩnh cùng đương kim thương vương, chính là là sinh tử chi giao, càng là hắn phụ tá đắc lực. Cẩm y nam tử quát, ta bây giờ tạm thay tả kỳ quân ngàn người thống lĩnh, thụ thương vương cho phép, cũng là triều đình quan viên. Giết ngươi tựa như cùng giết mệnh quan triều đình. Không sai. Mệnh quan triều đình liền có thể xem thường ta. Lần này, ngươi tả kỳ quân không cho bản tọa một cái công đạo, việc này liền không sẽ bỏ qua cẩm y nam tự sắc mặt phức tạp tới cực điểm rõ ràng là cái này nuôi long quân không hiểu thấu bị đánh tới cửa đem mình cái này mệnh quan triều đình tả kỳ quân đại thống lĩnh con trai độc nhất đánh thành bộ dáng như vậy trái một câu xem thường phải một câu không bỏ qua giờ này khắc này nên hắn không muốn từ bỏ ý đồ là phụ thân hắn sẽ không từ bỏ ý đồ là thương vương phủ sẽ không như vậy coi như thôi dựa vào cái gì cái thằng này như thế hùng hổ dọa người mà đúng lúc này bên ngoài quân trận khí thế càng thêm mãnh liệt sát phạt chi khí bao phủ toàn bộ học phủ bên trong tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ kinh hãi không hiểu trang minh ta tả kỳ quân đã tới còn không buông ra triệu thống lĩnh thúc thủ chịu trói bên ngoài truyền tới một cực kỳ trầm hậu thanh âm mang theo vô cùng khí thế bén nhọn Mười hơi bên trong lại không thả người, ta Tả Kỳ Quân liền đem nơi đây, sang thành Bình Địa. Trang Minh sờ lên cầm, nhìn xuống xuống tới, nhìn xem Cẩm Y Nam tử, nói: "Triệu tiểu thống lĩnh, vị này lĩnh binh tướng lĩnh, cùng ngươi có thù vẫn là cùng phụ thân ngươi có thù?" Hắn liền không sợ bản tọa dưới cơn nóng giận, đưa ngươi chém. Cẩm Y Nam tử hơi biến sắc mặt. Trang Minh cười ha ha một tiếng, một cước đá ở trên lồng ngực của hắn. Cẩm y nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra miệng máu tới. Theo ta đi nhìn xem nhà ngươi tả kỳ quân uy phong. Trang Minh chính là nói như vậy đến, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sắc trời thay đổi dần, mơ hồ có một cổ đại thế, đè ép xuống. Cốc địa chính lệnh cùng phó lệnh, có quan mang lấp lóe. Từ khí tức trên phán đoán, nên phong luận lão đạo tới. Lão đạo sĩ này, chấp trưởng ba phủ quan ấn, nơi đây cũng là hắn hạt vực chỗ. Trang Minh liền cũng không vội mà ra ngoài trực diện cái này trên ngàn tả kỳ quân. Hắn chấp hai tay sau lưng, lại là một cước, dẫm tại cẩm y nam tử trên mặt. Bên ngoài quân trận, khí thế càng thêm cường hãn, nhưng tự hồ kiên kỵ tại vị này triệu tiểu thống lĩnh sinh tử, không dám tự tiện tiến đánh, mà là vây khốn bắt đầu, lấy hơn ngàn quân sĩ sát cơ, lấy đại sở quân trận, chế thức bội đao, chế thức khôi giáp, đồng nguyên chi lực, hình thành vô tận chi thế, áp bách tới. Cái này ngàn người quân trận chi thế, so với âm vu chu ảnh hưởng lòng người âm quỷ pháp thuật, cũng chỉ hơi kém ba phần mà thôi. Mà đúng lúc này, liền gặp trên bầu trời, một đạo quan mang chớp mắt mà qua, vội vàng rơi xuống. Quan mang rơi xuống đất, hiển lộ nguyên thân, rõ ràng là cái lão đạo sĩ thập tam tiên sinh khoan động thủ đã ngàn người quân trận vây khốn học phủ bên ngoài lúc này học phủ bên trong không chỉ có trang minh cũng có hơn trăm tên học sinh ngoài ra còn có thật nhiều ở đây dạy học lão sư cùng vị kia tương đương với mệnh quan triều đình học phủ chi chủ quân trận trấn áp tới không chỉ trang minh nhận áp bách học phủ bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được áp bách có chút tâm tính hơi yếu người, đã nhịn không được như thế áp bách, chỉ cảm thấy tính mệnh đáng lo, thúc thích không thôi. Trên thực tế, nếu như Trang Minh khăng khăng không lùi, một khi khai chiến, Tả Kỳ Quân cũng xác thực không lo được bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ tai bay vạ gió. Thập Tam Tiên Sinh. Phong luận lão đạo rơi xuống đất xuống tới, gặp cái này Tả Kỳ Quân đại thống lĩnh con trai độc nhất chưa bỏ mình, không khỏi buông lỏng một hơi, nói: gì như thế tức giận. Cẩm Y thanh niên ngẩng đầu lên, miệng đầy là máu, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được Trang Minh thanh âm chậm rãi vang lên. Xem thường hắn ta. Cẩm Y thanh niên tim một buồn bực, thương thế phát tác, lại có chút u ám. Người này là Tả Kỳ Quân. Phong Luận lão đạo thấp giọng nói đến. Ta biết lai lịch của hắn. Trang Minh cắt đứt hắn, nói, hắn ỷ vào thân phận mới xem thường ta. Ngươi nghĩ như thế nào giải quyết? Phong Luận lão đạo mặt sắc mặt ngưng trọng, như vậy hỏi. Việc này quả quyết không thể từ bỏ ý đồ. Trang Minh đáp, "Ngươi như coi là thật làm lớn chuyện." Phong Luận lão đạo chần chừ một lúc. "Hẳn là ngươi muốn bắt ta." Trang Minh hỏi. Phong Luận chỉ thở dài, mười phần bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này, lúc trước hóa thành trường đao, sau đó mất đi thần niệm cùng pháp lực vận dụng, từ đó hiển hóa nguyên hình, ngã rơi xuống đất kia một khối quân lệnh, đột nhiên phun phóng ra quang mang tới. Chỉ gặp quân lệnh bên trong, quang mang lấp lóe, chợt thêm ra một thân ảnh tới. Đây là một người trung niên, diện mạo uy nghiêm, rất có sát phạt chi khí, nhưng gặp khí thế của hắn cực cao, thân mang chiến giáp, yêu bội trường đao. Đây là một cái bóng mờ, nhưng khí thế cực thịnh đủ thấy hư ảnh bản thân, đạo hạnh có thể nói cao thâm. Đây là một vị kim đang cấp số chân nhân, nhưng nguồn gốc từ tại tả kỳ quân đại thống lĩnh sát phạt uy thế, muốn vượt trên bản thân hắn làm đạo môn chân nhân đắc đạo khí thế xuất trần. Tới ngược lại là rất nhanh. Trang Minh nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ước chừng là ngoại giới tả kỳ quân tướng lĩnh, đưa tin cho tả kỳ quân đại thống lĩnh. Ngươi chính là nuôi Long Quân, chính là bản tọa. Có gì làm tổn thương ta tả kỳ quân thống lĩnh? Ồ! Trang Minh Long mày nhíu lại, chỉ bằng vào câu nói này, liền để hắn coi trọng vị này tả kỳ quân đại thống lĩnh một chút. Người này không đề cập tới nhà mình con trai độc nhất, mà là đề cập tả kỳ quân thống lĩnh. Lúc này Trang Minh thương tới người, không phải hắn dòng giỏi, mà là đại sở quan viên, thương vương phủ hạ trong quân thống lĩnh. Đây là công sự, mà không phải việc tư tả kỳ quân đại thống lĩnh dưới trướng năm vạn tinh nhuệ lại tại thương vương phủ dưới cũng coi như trà trộn quan trường bàn về tâm kế đến quả thực không phải bình thường chỉ say mê tại tu đạo luyện đang chân nhân có thể so sánh ngươi tả kỳ quân sĩ rất giả kiêu hoành va chạm bản tọa vẫn tư thái cao ngạo vốn cũng niệm tình ngươi tả kỳ quân đại thống lĩnh chi danh cho nên đến đây lý luận làm sao ngươi không biết cách dạy con kẻ này dám xem thường ta. Trang Minh chấp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, kẻ này trương dương ương ngạnh, ý vào bây giờ chấp trưởng quân lệnh, là vì mệnh quan triều đình, lại là tả kỳ quân đại thống lĩnh chi tử, ngay cả bản tọa vị này nhân kiệt bản 30 vị trí đầu nhân vật, đều không để vào mắt. Cẩm y thanh niên đang muốn há miệng phủ nhận. Trang Minh lại là một cước, dẫm trên mặt của hắn. Cẩm y thanh niên ô nghẹn ngào nuốt, lập tức nói không ra lời phong luận lão đạo méo mặt một chút lại chưa mở miệng tả kỳ quân đại thống lĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sát cơ nhưng hai người đều đối trang minh lời nói cũng không chất vấn rốt cuộc trang minh luôn luôn điệu thấp mọi thứ phòng thủ mà không chiến cũng không trở thành vô duyên vô cớ liền khiêu khích tả kỳ quân đại thống lĩnh mà lại kẻ này từ tiểu nhận quá nhiều cưng chiều luôn luôn cao ngạo không coi ai ra gì. Cũng chính là bởi vậy, trước đó đang suy nghĩ để nhà mình nhi tử đảm nhiệm vị thứ chín thống lĩnh, chấp trưởng ngàn quân thời điểm, vị này đại thống lĩnh bản thân cũng có chỗ do dự. Đối với nhân kiệt bản 30 vị trí đầu nhân vật, ấn đạo lý nói, tiểu tử này cho dù lại là cao ngạo tự đại, cũng không trở thành tùy tiện đắc tội đối phương, nhưng cái này trang minh lại là một ngoại lệ, trên nhân kiệt bản, sơ hở của hắn rõ ràng nhất tiểu tử này lúc trước đã từng nói đùa, nếu là thấy Trang Minh, đánh bại hắn, chiếm được lúc này, kiếm cái thanh danh. Chỉ sợ là gặp Trang Minh về sau, cảm thấy truyền ngôn không giả, Trang Minh bản thân xác thực đạo hạnh không cao, liền ỷ vào tả kỳ quân quân lệnh, ỷ vào thân phận mình, cảm giác đối phương không dám giết người, mà trò xiết nói tưởng thật. Tả kỳ quân đại thống lĩnh sắc mặt biến đổi, trong lòng sát cơ cực thịnh, nhưng hắn cuối cùng cũng không phải là bản thân đến đây, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, mới nói, hắn ngươi không tuân theo, mà ngươi cũng giáo huấn qua hắn, việc này như vậy coi như thôi, bản tướng cũng không truy cứu nữa. Trang Minh cười một tiếng, sầm mặt lại, nói, bây giờ không phải ngươi muốn truy cứu, mà là bản tọa truy cứu. Tả kỳ quân đại thống lĩnh sắc mặt băng lãnh, quát, ngươi làm nhân kiệt bản 30 vị trí đầu, liền có thể không kiên nể gì cả sao bằng vào một con dao long lực lượng, liền như thế tự ngạo. Chớ nói ngoại lực, chính là bản thân ngươi đặt chân lúc này, cũng không có tư cách trà đạp đại sở luật pháp, chém giết đại sở quân sĩ. Trang Minh bình tĩnh nói, đại sở quân sĩ, mệnh quan triều đình, cũng không phải xem thường bản tọa lý do, hắn thậm chí nghĩ muốn chém giết bản tọa, mượn mà thành danh. Cho dù bản tọa không truy cứu hắn chỉ là đạo ấn, lấy phàm phạm tiên chi tội, từ người tu hành phương diện mà nói, hắn như thế mạo phạm, mà động niệm giết ta, ta chính là giết hắn, ngươi lại có thể thế nào? Phong luận lão đạo gặp bầu không khí càng thêm băng lãnh, vội nói, vốn là hiểu lầm, cớ gì như thế? Không bằng để thiếu thống lĩnh chịu nhận lỗi, việc này liền dừng ở đây, cũng coi như cho đại thống lĩnh một cái mặt mũi, cho lão phu một cái mặt mũi, như thế nào? Trang Minh dừng lại, chợt lên tiếng, chậm rãi nói, thôi được để tình thương vương phủ phân thượng cùng ngươi trưởng ấn phủ tôn phong luận phân thượng ta có thể tha cho hắn một mạng cái này vừa nói phong luận lão đạo thở dài ra một hơi mà tả kỳ quân đại thống lĩnh mặc dù thần sắc y nguyên băng lãnh nhưng ánh mắt bên trong cũng hòa hoãn mấy phần đang lúc tả kỳ quân đại thống lĩnh lên tiếng lần nữa thời điểm lại nghe trang minh lại lần nữa lên tiếng nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha Trang Minh nói như vậy đến, bỗng nhiên một cước, rơi vào cẩm y thanh niên đang điền chỗ, lực lượng bắn ra. Lại nghe giao long ngang nhiên lên tiếng, thổ tức rơi xuống, pháp lực cuồn cuộn. Phong luận lão đạo hơi biến sắc mặt, đang muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại dừng lại. Tả kỳ quân đại thống lĩnh sắc mặt kịch biến, quát, Trang Minh. Ngươi làm sao dám? Chỉ gặp Trang Minh chậm rãi thu hồi chân đến, lạnh nhạt nói, dám can đảm phạm ta vốn nên tru diệt bây giờ nể tình hai vị trên mặt mũi chỉ phế hắn đang điền đoạn hắn kinh mạch tha cho hắn một đầu tàn mệnh việc này liền như vậy coi như thôi ân oán hai tiêu nói đến đây hắn mới nhìn hướng kia tả kỳ quân đại thống lĩnh lên tiếng hỏi triệu đại thống lĩnh nghĩ như thế nào thanh âm rơi xuống không đợi vị này tả kỳ quân đại thống lĩnh đáp lại lại gặp trang minh chân lại lần nữa phóng ra một cước này vị trí nhẹ nhàng rơi vào cẩm y thanh niên chỗ cổ. Trang Minh. Tả Kỳ Quân đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Như vậy coi như thôi, ân oán hai tiêu, nghĩ như thế nào? Cũng tức là nói, sự tình dừng ở đây, không truy cứu nữa. Như lúc trước, vị này Tả Kỳ Quân đại thống lĩnh liền cũng nhịn xuống. Mà giờ khắc này, nhà mình con trai độc nhất đã bị giao long chi lực Vĩ Đan Điền, đoạn mất kinh mạch, tuyệt đời này đặt chân tiên đạo hy vọng, từ đây chỉ có thể là một tên phế nhân. Việc này như thế nào còn có thể từ bỏ ý đồ? Thế nhưng là, bây giờ kẻ này tính mệnh, còn tại đối phương dưới chân. Bây giờ đạo ấn đã phá, đang điền kinh mạch đều tổn hại, lại bị một cước này rơi xuống, liền cũng khó giữ được tính mạng. Đây rõ ràng chính là uy hiếp. Tả kỳ quân đại thống lĩnh sát cơ trên mặt, vô cùng nồng đậm, ánh mắt nhìn về phía phong luận lão đạo. Phong luận lão đạo phản phất chưa phát giác, chỉ là nhìn trong tay quan ấn, tự hồ đang chờ đợi đến từ triều đình trọng yếu đại sự. Trang Minh lại cười nói, triệu đại thống lĩnh còn muốn trang mổ tiếp tục truy cứu. Tả kỳ quân đại thống lĩnh ánh mắt lấp lóe, sát phạt chi khí cực nặng, ánh mắt lại rơi tại cẩm y thanh niên trên thân. Nếu như là bản thân hắn, nếu như con đường đoạn tuyệt, từ đây thành phế nhân, tình nguyện vừa chết cũng sẽ không kéo dài hơi tàn, kẻ này là nhà mình đích truyền, phải chăng cũng có như thế một phần huyết tính. Hôm nay mà chết, tất báo thù này. Cha. Cẩm Y thanh niên há hốc mồm, ánh mắt bên trong nhiều một vòng khẩn cầu chi sắc. Không phải mỗi người đều có thể bằng vào lòng dạ mà coi nhẹ sinh tử. Tả Kỳ quân đại thống lĩnh khẽ gật đầu, thu về ánh mắt, nhìn xem Trang Minh, đáp đã ngươi đã thay bản tướng dạy dỗ hắn liền thả người a trang minh cười nói cũng tức là nói dừng ở đây rồi tả kỳ quân đại thống lĩnh sắc mặt hơi trầm xuống chợt gật đầu trang minh bỗng nhiên lắc đầu cười nói đại thống lĩnh thân là triều đình tướng lĩnh làm nhất ngôn cửu đỉnh có quân lệnh làm chứng ngày sau ngươi ta gặp nhau mới có thể cùng uống một chén vị này triệu đại thống lĩnh sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm. Phong luận lão đạo cũng thấy, lần này tự hồ có chút quá hùng hổ dọa người. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Trang Minh như thật muốn như vậy bỏ qua, không muốn thụ đối phương dây dưa, thật đúng là không thể tùy tiện đáp ứng. Người muốn bản tướng, đối quân lệnh phát thệ. Triệu đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm. Đại thống lĩnh thận trọng như thế. Trang Minh kinh ngạc nói, như đúng như đây, ngược lại cũng chưa chắc không thể triệu đại thống lĩnh ánh mắt quét về phía phong luận chợt âm thanh lạnh lùng nói lấy quân lệnh làm chứng chuyện hôm nay dừng ở đây từ đây bản tướng gặp ngươi giống như người lạ tiếp tục trang minh cười nói ngươi thế nhưng là triều đình tướng lĩnh thương vương phủ dưới trướng đại thống lĩnh bản tướng sau này sẽ không mệnh dưới trướng tướng sĩ trả thù đồng dạng sẽ không lấy thương vương phủ danh nghĩa trả thù triệu đại thống lĩnh cắn răng đáp như thế rất tốt trang minh nhấc chân đem vị này triệu tiểu thống lĩnh tiện tay đá ra ngoài chợt bên ngoài thanh âm rung chuyển có hơn hai mươi người tướng sĩ chạy sọc cửa đau thương trực chỉ có hai tên lính nâng lên khí tức yếu ớt triệu tiểu thống lĩnh lại có một tướng lĩnh nhặt lên quân lệnh cái này hơn hai mươi người tướng sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía trang minh vô cùng kiên kỵ, cũng có mười phần sát cơ. Lui về. Tả kỳ quân đại thống lĩnh nói như vậy tới. Hơn hai mươi người tướng sĩ, cùng kêu lên xác nhận, nhìn qua trang minh một chút, nhao nhao rút đi. Mà vị này tả kỳ quân đại thống lĩnh, ánh mắt cũng càng thêm băng lãnh, chỉ là thân ảnh dần dần giảm đi. Tốt một vị nuôi long quân. Triệu đại thống lĩnh đi thông thả. Bên trong học phủ trong sân. Bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh lại. Căn cứ lão đạo đối với hắn ấn tượng, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong luận lên tiếng nói. Hắn có thể nói qua, dừng ở đây, ân oán hai tiêu tan. Trang Minh lại cười nói. Ngươi tính toán lòng người, có thể so sánh lão đạo lợi hại. Phong luận nhìn về phía Trang Minh, chậm rãi nói, vị này triệu đại thống lĩnh, chấp trưởng trong quân sát phạt, Khuyết tính chi trọng, so với hắn kim đang cấp số đạo ý muốn càng cao hơn ba phần, đây cũng là hắn tâm tính bị ngăn trở, chậm chạp không thể bước vào chân huyền chi cảnh nguyên nhân. Lúc trước hắn thậm chí động bỏ qua con trai độc nhất tính mệnh suy nghĩ. Cuối cùng vẫn không có bỏ qua, cũng lập xuống lời thề. Trang Minh ung dung nói, cái này liền đủ. Ngươi cho hắn lời thề, lại có lỗ thủng. Phong luận lão đạo trầm giọng nói bản thân hắn không xuất thủ dưới trướng tướng sĩ không xuất thủ thương vương phủ sẽ không xuất thủ nhưng là chưa hẳn không có người xuất thủ không lưu lại chỗ sơ hở này triệt để để hắn nén giận chắc hẳn hắn liền thật sẽ nhẫn tâm bỏ qua kẻ này cùng ta liều lên cái này cái tính mạng trang minh vừa cười vừa nói bây giờ liền cũng không ngại sự tình ta chỉ là không muốn trực diện toàn bộ đại sở vương triều mà thôi nếu không ngay cả vị này triệu đại thống lĩnh cũng nên nhận lấy cái chết nhìn đến ngươi đã sớm chuẩn bị phong luận nói tự nhiên có cân nhắc trang minh gật đầu nói vì sao muốn đối vị này triệu tiểu thống lĩnh xuất thủ phong luận lão đạo thần sắc dị dạng nói lấy ngươi lòng dạ sẽ bởi vì người ta xem thường ngươi liền muốn cùng chấp chưởng năm vạn tinh nhuệ triều đình tướng lĩnh mà nháo đến tình trạng như thế Người cũng nên là có tôn nghiêm Trang Minh nghiêm mặt nói Phong luận lão đạo lập tức không biết như thế nào nói tiếp Ăn ngay nói thật Cũng chỉ là hắn người Tổn hại cùng ta trang thị thương hội mà thôi Trang Minh cười âm thanh Chậm rãi nói Thương hội một chuyện Người cũng không muốn ta trực tiếp vén cái minh bạch A à. Muốn tìm hắn để gây sự Cũng chỉ cần có cái cớ Lão đạo sai người che chở hắn còn dám chạm đến trang thị thương hội phong luận lão đạo lúc này nhíu mày người cái này trưởng ấn phủ tôn phân lượng nhưng không thế nào nặng nề nơi đó chính lệnh cùng phó lệnh đối với hắn cũng kính sợ có phép sao dám làm trái với hắn trang minh nói là lão đạo sơ sót phong luận lão đạo không nghi ngờ giả chỉ thần sắc ngưng lại trách không được ngươi trang minh cười âm thanh đứng chắp tay nói tóm lại việc này liền cũng coi như quá khứ về phần sau này hắn còn có động tác gì ngược lại cũng không sao ngươi tự giải quyết cho tốt a à. phong luận lão đạo hít một tiếng khống chế vân quang bay lên mà lên trang minh miễn cười gật đầu chắp hai tay sau lưng đi ra học phủ bên ngoài trong lúc đó gặp phải sương linh hắn cũng chỉ làm chưa phát giác về phần học phủ bên trong còn có một cái lão giả đạo ấn tu vi nơm nớp lo sợ không dám vọng động đây cũng là cốc địa học phủ lão phủ chủ cũng là thái nguyên tông ngoại môn chấp sự tại thư tính bên trên trang minh cũng hiểu biết cái này lão phủ chủ vai trò nhân vật chỉ là hắn cũng không có xuất thủ tru sát người này chuyến này là hắn vị này nuôi long quân đến tìm triệu tiểu thống lĩnh phiền phức mà thôi về phần lão phủ chủ nếu là giờ phút này giết hắn chẳng lẽ không phải làm cho người đa nghi giết vẫn là có thể giết chỉ là không thể từ hắn trang minh tại chỗ đến giết phong luận lão đạo bay lên tại vân không phía trên đúng lúc này quan ấn phía trên quan mang lấp lóe không cần phải đi nhìn hắn liền biết được tin tức nguồn gốc từ tại nơi nào phong luận lão đạo thở dài âm thanh dừng lại một lát cuối cùng chỉ tay một cái pháp lực một vận ấn mở quan này in lên quan mang triệu đại thống lĩnh phong luận cũng bản tướng cùng ngươi cũng có trăm năm giao tình thân ngươi ngay tại chỗ dùng cái gì làm như không thấy hắn giao long nơi tay lão phu cũng đánh không lại hắn không kịp cứu viện phong luận đáp nói hưu nói vượng triệu đại thống lĩnh giận quát một tiếng nói thật đến đã dừng ở đây vậy liền làm hết thảy phong ba như vậy bỏ qua. Phong luận buông tiếng thở dài, nói. Ngươi thật sự cho rằng bản tướng, sẽ như vậy nén giận. Trăm năm giao tình, lão phu khuyên ngươi một câu, như vậy nén giận, tất cả đều vui vẻ. Cái gì ý tứ? Triệu đại thống lĩnh ngữ khí càng thêm băng lãnh. Lệnh lang có thể tồn tại tính mệnh, đã là vạn hạnh. Phong luận lão đạo hít một tiếng, nói, lão đạo thân truyền đệ tử, cũng là đắc tội hắn, rơi vào cái đang điền phá toái, kinh mạch đức từng khúc hạ tràng. Ngươi vậy đệ tử, là bởi vì hắn hủy bỏ. Triệu đại thống lĩnh trong lời nói, mang theo dị sắc. Đúng vậy. Phong luận cũng không phủ nhận. Ngươi không hận hắn. Triệu đại thống lĩnh lên tiếng hỏi. Không dám hận hắn. Phong luận ngữ khí phức tạp. Hắn là người phương nào? Không thể nói thẳng phong luận triệu đại thống lĩnh thanh âm phúc chốc lạnh lẽo nói ngươi đang vì hắn mà hù dọa bản tướng tùy ngươi ý a à. phong luận lão đạo như vậy ứng đến thu quan ấn đoạn mất pháp lực lắc đầu buông tiếng thở dài nói nhỏ con trai độc nhất bị phế như thế huyết tính người giận dữ mà bất tỉnh bây giờ lão đạo hắn chỉ sợ nghe không vào đông nguyên cảnh thứ bảy phủ cốc địa trang thị thương hội ở trong bạch khánh đã về tới thương hội bên trong đồng thời gặp được phúc lão cái này trên trăm vị huynh đệ đều là bản sự cực cao nhân vật bạch khánh xích lại gần đến đây thấp giọng nói tiểu một nữa là có thể so với tiên thần nhân vật còn lại chư vị thể phách cường hãn cũng muốn thắng võ đạo tông sư mà lại lúc nào cũng có thể tiến vào đến cái kia siêu phàm thoát tục tiên thần cấp độ Phúc lão trong lòng lại là kinh dị, lại là rung động. Dĩ vãng cảm thấy võ đạo tông sư chính là cực kỳ cường đại, mà tiên thần cấp mấy người vật, cao tại đám mây, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy chân dung. Nguyên bản công tử trên vai, nhiều một đầu tiên thần cấp số giao long thần thú, cũng đã là làm người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hỉ. Bây giờ lại lại có hơn 10 vị tiên thần cấp số nhân vật. Còn có mặt khác hơn 10 vị lúc nào cũng có thể thành tựu tiên thần nhân vật. Cái này trên trăm vị tiên thần hoặc là bán thần, đều đã đã đưa vào trang thị thương hội dưới trướng. Như thế tính ra, trừ công tử bên ngoài, bây giờ tại vũ lực phương diện, trang thị thương hội nội tình, chẳng lẽ không phải là xoay chuyển nghìn lần vạn lần. Mặc dù nhóm này các huynh đệ bản sự cực cao, không thiếu thần ma chi tôn, nhưng đều là ẩn cư thế ngoại nhân vật, không nhà thông thái sự tình, không biết lễ nghi, không rõ giang hồ hiểm ác, không biết đại sở quy củ. Bạch Khánh thấp giọng nói, ý của công tử là, Phúc lão cùng ta tạm thời buông xuống mở rộng thương hội một chuyện, trước cầu ổn thỏa, đem tinh lực thả tại dạy dỗ trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn có thể khai khiếu, mà không phải chỉ bằng vào một thân mang lực, không kiên nể gì cả. Phúc lão khẽ gật đầu, nói, nếu thật là như ngươi lời nói, xác thực nên tiến hành dạy bảo. Bạch Khánh nói, dạy bảo về sau, mới có thể phân tán, nhập ta các nơi thương hội chi nhánh, hoặc là tọa trấn một phương, hoặc là bảo vệ các nơi cầm quyền người, cũng hoặc là giám sát các nơi cầm quyền người. Phúc Lão ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Bạch Khánh tiếp tục nói, những này vị huynh đệ, đối công tử cũng đồng dạng trung tâm không hai, có thể tin hết. Phúc Lão vuốt Trâu nói, nếu như thế, tự như giống như trên trăm cái ngươi, mà lại mạnh hơn ngươi có thể làm đại dụng lão phu cũng không cần tất cả cho thương hội sức tự vệ không đủ mà cảm thấy trói buộc nói đến đây phúc lão lại hỏi lần này làm sao chỉ ngươi một người trở về bạch khánh đáp ta sư huynh lục hợp thành tựu tiên thần chi về sau phụng mệnh tiến về đại sở vương thành mà liễu hà sơ thành tiên thần còn tại cũng cố tu vi về phần nhạc đình cũng bước ra một bước kia cũng mang theo mấy vị huynh đệ tiến vào tu hành hạng người cư thị chuẩn bị khai thác sinh ý phúc lão trong ánh mắt mang theo sợ hãi thang chi sắc hắn cũng là xuất thân từ đông thắng vương triều loại kia tu hành tuyệt tích chi địa đem võ đạo tông sư phía trên nhân vật coi là tiên thần hư vô mờ mịt dù là tới thiên ngự phúc địa cũng là đối loại kia cấp số nhân vật cung kính vô cùng nào biết công tử đến không đủ nửa năm liền có như thế biến hóa công tử đi đâu đi bị người xem thường. Mà tại học phủ bên ngoài, Trang Minh chấp hai tay sau lưng, chậm chậm mà đi. Trên vai giao long, có chút thổ tức. Nhưng gặp Trang Minh chỉ tay một cái, trong tay thêm ra một đạo quang mang, rơi vào dao trên thân rồng. Liền gặp giao long chi thân, thương thế đều phục hồi như cũ. Việc này tạm thời ngừng, đến tiếp sau sự tình, cũng không quan hệ sương linh. Trang Minh như vậy đọc lấy, nhìn về phía trước ánh mắt hơi chìm chuyện hôm nay không thể từ bỏ ý đồ nếu là bỏ qua cho vị này triệu tiểu thống lĩnh chờ đối phương an tỉnh lại vẫn sẽ dây dưa sương linh thậm chí lại bởi vì lần này cùng sương linh gặp mặt lúc bị người làm nhục mà càng thêm làm trầm trọng thêm chính là bởi vậy trang minh mới ra tay tàn nhẫn ba phần phế đi vị này triệu tiểu thống lĩnh nguyên bản hắn cũng là cân nhắc qua muốn trực tiếp giết vị này triệu tiểu thống lĩnh nhưng trong nháy mắt liền cũng bác bỏ nếu như hắn tại chỗ liền hạ sát thủ giờ này khắc này ước chừng tại trực diện đại sở thương vương phủ tả kỳ quân trực diện vị kia tả kỳ quân đại thống lĩnh đẫm máu mà chiến đối với thương vương phủ tả kỳ quân cùng vị này tả kỳ quân đại thống lĩnh trang minh ngược lại là không có e ngại chỉ là vẫn chưa tới trực diện đại sở vương triều thời điểm bây giờ phế đi cái này cẩm y thanh niên lại khiến cho tả kỳ quân đại thống lĩnh lập thể, không truy cứu chuyện này nữa chí ít không còn lấy quan gia phương diện truy cứu việc này cái này liền đánh tan trang minh lớn nhất cố kỵ về phần sương linh bên này ấn đạo lý nói nàng chỉ là một cái đạo ấn cũng không có tu thành tiểu cô nương phân lượng quá nhẹ đừng nói tả kỳ quân đại thống lĩnh liền ngay cả vị kia triệu tiểu thống lĩnh bây giờ bị phế về sau cũng không lo được sương linh nhưng trang minh luôn luôn cẩn thận là bảo vệ ổn thỏa còn phải phái người âm thầm thủ hộ cũng may hắn bây giờ thủ hạ không thiếu thần ma hạng người đã không còn trước đó như vậy cao thủ không đủ quẩn cảnh lần này ngược lại thật sự là là tai bay vạ gió trang minh khẽ lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ có lẽ tại triệu tiểu thống lĩnh trong lòng lần này vô duyên vô cớ liền bị trang minh tìm tới cửa như vậy đánh thành phế nhân, là tai bay vạ gió. Nhưng đối trang minh mà nói, sương linh vô cớ thu nhận như vậy tai kiếp, cũng là tai bay vạ gió. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, đã có thân ảnh lặng yên theo sau. Trang Minh vung tay lên một cái, pháp lực bày ra, bác phương che lấp. Công tử. Sương Linh tiểu chạy tới, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Trang Minh cười khẽ âm thanh, nói, ngươi nha đầu này, lần này ngược lại là chọc phiền toái không nhỏ sương linh trống trống gương mặt ánh mắt bên trong mang theo vài phần ủy khuất trang minh cười ha ha một tiếng nói ta biết việc này trách không được ngươi cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi sương linh trầm thấp ứng tiếng lại nói thế nhưng là lần này trang minh chậm rãi nói cũng là yên tâm sự tình cũng coi như quá khứ đằng sau cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi chỉ là chính ngươi chỉ cần gia tăng chú ý, lần sau như có như vậy sự tình, cũng không thể tùy tiện dự tiệc, miễn đến nói. Sương Linh nhẹ gật đầu, sau đó mới nói, thế nhưng là hắn sắp chết. Trang Minh ngơ ngác một chút, chợt sắc mặt khác thường, hỏi, ngươi hạ độc. Sương Linh rụt rè gật đầu, yếu ớt mà nói, lúc trước trên tiệc rượu, cho hắn hạ độc, vốn là lập tức phát tác kịch độc, về sau công tử đến, ta cảm thấy công tử có chuẩn bị cho nên lại cầm giải dược trà trộn vào bụi bặm bên trong chậm một chút. Mà lấy Trang Minh suy nghĩ, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc, chợt nhịn không được cười lên, lắc đầu. Từ Đông Thắng Vương triều đến nay, Trang Minh liền đối với cái này tiểu thị nữ ký thác kỳ vọng, mọi thứ rất nhiều phân tích, gặp chuyện rất nhiều dạy bảo. Không chỉ là tu hành phương diện, cũng không chỉ là luyện dược phương diện, còn bao gồm cách đối nhân xử thế gặp chuyện quyết đoán các loại các phương diện. Nha đầu này mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng là nữ tử yếu đuối tính tình, nhưng theo hắn trang minh nhiều năm, cũng thật chưa nói tới là nhân từ nương tay, mà ngồi chờ chết. Ngươi chậm bao lâu? Tối đa một tháng, vẫn là sẽ chết. Đầy đủ. Trang Minh vừa cười vừa nói, chờ một tháng nữa về sau, mới khiến cho vị này triệu tiểu thống lĩnh chết bất đắc kỳ tử, ngược lại cũng đủ rồi. Nói trở lại, người bây giờ dùng độc tạo nghệ, còn thật sự là không cạn. Sương Linh gừ một tiếng, nói, học phủ bên trong rất nhiều điển tịch, chỉ bất quá muốn hạ độc chết kim đang cấp số chân nhân, còn làm không được, nhưng là đạo ấn cấp số, coi như nhục thể phàm thai, so với bình thường võ giả cũng mạnh không đi đến nơi nào, vẫn là có thể hạ độc chết. Đông Nguyên Cảnh, Thứ Tám Phủ Triệu tiểu thống lĩnh đã được đưa về nơi này chỉ là đang điền tổn hại, kinh mạch hủy đi, từ đây chỉ có thể là một phế nhân, để vị này luôn luôn kiêu ngạo triệu tiểu thống lĩnh, lộ ra ngơ ngơ ngát ngát, thần chí không rõ. Tả kỳ quân đại thống lĩnh nhìn xem nhà mình duy nhất con trai độc nhất, rơi vào thảm trạng như vậy, ánh mắt bên trong sát cơ, nồng đậm đến cực hạn. Đều do vi phụ đối ngươi quá cưng chiều, để ngươi quá mức cuồng vọng tự đại, kiêu căng ngang ngược, luôn cho là thiên hạ không người nào dám ra tay với ngươi, đến mức không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, trêu chọc nhân kiệt bản 30 vị trí đầu nhân vật. Triệu đại thống lĩnh hít một tiếng, nói, vị này nuôi long quân, có thể đăng cái này vị, như thế nào lại là hạng người tầm thường. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, cũng nghĩ giết hắn mà dương danh. Lần này cũng coi như dạy cho ngươi một bài học. Hắn nói đến đây, Ngữ khí cũng không khỏi có chút sáp nhiên. Lần này giáo huấn cũng quá mức tại thê thảm đau đớn, chỉ lưu đến tàn mệnh, lại mất tiền đồ. Cho dù có thể minh ngộ, có thể hối cải để làm người mới, cũng vô pháp lại có tiền đồ có thể nói. Tự giác chịu đựng tai bay và gió triệu tiểu thống lĩnh, chỉ có chút mở mắt nhìn nhà mình phụ thân một chút, hoàn toàn không có nửa điểm phản bác suy nghĩ. Cha, người đưa ta về nhà thôi để cho ta nương chiếu cố ta tốt vi phụ sai người trong đêm đưa ngươi trở về đại thống lĩnh thở ra một hơi như là đáp cái kia trang minh cẩm y thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói chuyện này nếu muốn như vậy bỏ qua coi là thật không cam lòng như vậy bỏ qua chỉ gặp đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm nói từ ngươi xuất sinh đến nay nhưng từng gặp vi phụ làm việc có thể nén giận nhưng ngài không phải đã đáp ứng không truy cứu nữa cẩm y thanh niên rung lên đại sở không truy cứu thương vương phủ không truy cứu tả kỳ quân không truy cứu chẳng lẽ liền không thể những người khác truy cứu triệu đại thống lĩnh chậm rãi nói ngươi còn quá trẻ tuổi một ít hắn cũng quá trẻ tuổi một ít ý của phụ thân là ngươi có thể yên tâm một tháng bên trong tất nhiên sẽ có người đem đầu của hắn đưa đến trước mặt của ngươi triệu đại thống lĩnh sắc mặt băng lãnh nói ngươi bị hắn phế đi tu hành mất sức tự vệ kia một con dao lông vi phụ sớm muộn rút gân lột da lột giáp lấy máu cho ngươi luyện chế một bộ hộ thân chí bảo không hổ là phụ thân ta cẩm y thanh niên cười ha ha một tiếng chỉ là tiếng cười bên trong vẫn có thật nhiều vẻ khổ sở đi nghỉ ngơi a à. triệu đại thống lĩnh thở dài vào đêm. Mây đen nồng hậu dày đặc. Không trăng sao. Chỉ gặp một cái áo bào đen lão giả, thừa dịp bóng đêm mà tới. Lão giả này mạo như cổ hy, kéo nói tóc mai, tay cầm phất trần, gánh vác một kiếm, lưng đeo bát quái bảo kính. Nhưng hết lần này tới lần khác đạo bào của hắn, màu sắc đen như mực, lộ ra mười phần âm trầm, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Người đến người nào? trạch viện bên ngoài tướng sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ lúc này quân trận ngưng kết lạnh thấu xương vô cùng kia áo bào đen lão đạo nhưng cũng dừng lại chỉ chấp hai tay sau lưng nói bản tọa thụ nhà ngươi triệu đại thống lĩnh chi mời mà tới bên ngoài tướng sĩ nghe nói lời ấy đều là hai mặt nhìn nhau mà đúng lúc này bên trong liền truyền đến thanh âm mời hắn vào trạch viện bên trong bầu không khí ngưng trệ. Hai người đứng đối mặt nhau. Cổ hy lão giả, có chút vuốt râu, hắn mặc đạo bào màu đen, tản ra khí tức âm lãnh, nhìn trước mắt người kia. Tả kỳ quân đại thống lĩnh, thân mang khôi giáp, phân phối giao quân dụng, treo lấy binh phù, tập năm vạn tả kỳ quân sát phạt chi khí, lộ ra cực kỳ cường thịnh. Triệu vũ, từ ngươi đảm nhiệm tả kỳ quân đại thống lĩnh về sau, liền đoạn mất cùng lão phu ở giữa liên hệ ngày cũ giao tình không còn sót lại chút gì mỗi người một ngã hôm nay lại dùng năm cũ tính vật mời lão phu đến đây lại là cớ gì muốn xin giết một người ồ áo bào đen lão đạo cười ha ha một tiếng nói bản thân ngươi kim đang cấp số tu vi lại là đường đường tả kỳ quân đại thống lĩnh dưới trướng năm vạn thương vương phủ tả kỳ quân chỉ cần tập kết quân trận tại đại sở cảnh nội còn có người nào có thể chống đỡ được ngươi một vòng trùng sát người kia phế ta con trai độc nhất một thân tu vi đoạn mất tu hành con đường phía trước triệu đại thống lĩnh sắc mặt băng hàng trầm giọng nói hắn bằng vào ta con trai độc nhất tính mệnh tướng áp chế bách ta lập thệ không được truy cứu bởi vậy ta không thể động thủ mới mời được ngươi tới còn có dạng này người áo bào đen lão đạo lộ ra vẻ kinh ngạc nói ngươi bây giờ chính là đại sở tướng lĩnh binh quyền nắm chắc địa vị cực tôn lại có thế có người dám phế con của ngươi mà lại uy hiếp ngươi lấy tính tình của ngươi lại còn cam nguyện bị người uy hiếp như tại trăm năm trước đó chính là bỏ qua kẻ này cũng tất dậy hắn chết không có chỗ chôn nhưng kẻ này tốt xấu nuôi nhiều năm như vậy cũng không thể mặc hắn bị người giết chết triệu vũ chậm rãi nói lúc trước ta không truy cứu là bởi vì ta có ngươi tại, như nếu không có ngươi tại, triệu mổ liền đã bỏ qua kẻ này, chém giết đối phương. Ngươi ngược lại là xem trọng lão phu. Áo bào đen lão đạo vừa cười vừa nói. 200 năm trước, ngươi là đông châu nhân kiệt bản người thứ 72, bây giờ tiếp qua 200 năm, dù chưa nhập chân huyền, nhưng ma luyện đến nay, đạo hạnh tích lũy xuống, chỉ sợ tại kim đang cấp số bên trong, trên đời này không có bao nhiêu chân nhân, có thể cùng ngươi chống lại. Cũng chỉ có chân huyền, mới có thể bại ngươi. Lời này lão phu hưởng thụ. Áo bào đen lão đạo lại cười nói, bất quá, bây giờ ngươi là người trong quan phủ, lão phu chỉ là kẻ liều mạng, quan phỉ không muốn giao, ngươi đoạn mất năm cũ ân nghĩa, bây giờ cũng chớ đàm tình cũ. Muốn mời lão phu giết người, ngươi chuẩn bị gì? 20 vạn tụ linh đan. Thủ bút không nhỏ, Nhất là ai? Đông Châu Nhân Kiệt bản người thứ 30, nuôi Long Quân Trang Minh. Nhân Kiệt bản hàng đầu. Áo bào đen lão đạo ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, theo đạo lý nói, nhân vật như vậy, đều là đem kim đang mài luyện đến cực hạn, mênh mông Đông Châu, vô số kiệt xuất tuấn ngạn, có thể xếp vào hàng đầu, đủ thấy bọn họ thiên tư tuyệt đỉnh, công pháp tuyệt diệu, đạo thuật thần thông đều thuộc về nhất lưu, mà Nhân Kiệt bản chế định, lấy quá khứ chiến tích là bằng, cũng tức là nói, bọn hắn tại đấu pháp phương diện kinh nghiệm cùng vận dụng, đều là đăng phong tạo cực. Vị này nhân kiệt bản hàng đầu, cổ có trí mạng sơ hở, mọi người đều biết, hắn tên này phù phiếm, dẫn động không ít phong ba. Tả kỳ quân đại thống lĩnh đáp, hắn chỉ tính nửa nhân kiệt. Nhưng hắn chí ít vẫn là nhân kiệt bản 30 vị trí đầu. Áo bào đen lão đạo chậm rãi nói, giết người không giống, giá tiền cũng không đồng dạng. 30 vạn tụ linh đan. Triệu vũ đáp. Lại thêm ngươi năm đó khối kia xương ngọc. Áo bào đen lão đạo sầm mặt lại. Triệu vũ sắc mặt băng lãnh, trôi qua một lát, nói, được. 30 vạn tụ linh đan, chuẩn bị thỏa đáng hay chưa? Áo bào đen lão đạo chậm rãi nói, mà lại xương ngọc, cũng muốn trước cho lão phu. 30 vạn tụ linh đan đã chuẩn bị xong, tạm thời xem như tiền đặt cọc. Triệu Vũ lãnh đạm nói, Sương Ngọc, chờ ngươi giết hắn, dùng đầu của hắn đến đổi. Không được, Lão Phu muốn trước lĩnh hội Sương Ngọc. Áo bào đen lão đạo lên tiếng nói. Triệu Vũ trầm mặt nửa ngày, cuối cùng là lên tiếng nói, tốt, đáp ứng ngươi cũng không sao, nhưng ngươi phải nhanh một chút động thủ, hắn sống lâu một ngày, triệu mổ liền một ngày trong lòng không khoái. Đây là tự nhiên. Áo bào đen lão đạo cười ha ha một tiếng, nói, cũng không có nghĩ đến, đường đường tả kỳ quân đại thống lĩnh, lại còn muốn mời lão phu giết người. Triệu vũ sắc mặt băng lãnh, nói, giết người dùng đao, giờ này khắc này, ngươi cũng bất quá một thanh thụ bản tướng chấp trưởng đao mà thôi. Áo bào đen lão đạo vừa cười vừa nói, không sao, ai đao không phải đao. Lão phu chỉ cầu thọ tận trước đó, có thể ngộ được chân huyền chi ấn rơi vào đại đạo kim đan. Chỉ cần có thể nhập chân huyền, chớ nói là một thanh đao, chính là là một con chó, lại có thể thế nào? Triệu Vũ cười lạnh âm thanh, nhưng không có mở miệng. Chính là ý nghĩ như vậy, lão gia hỏa này hai trăm năm đến, mới không cách nào tiến vào chân huyền chi cảnh. Học phủ bên ngoài Trang Minh cùng Sương Linh chính chậm chậm mà đi. Pháp lực bao phủ xung quanh, trừ chân huyền bên ngoài chính là phong luận đích thân đến, cũng khó thấy rõ bên trong hai người. Việc này về sau, ta sẽ mặc khác điều động nhân thủ, ám bên trong bảo hộ ngươi, như có biến cố gì, lập tức báo biết tại ta là được. Vâng, công tử. Ta sẽ lại làm trù bị, hướng Thái Nguyên tông phương diện, xếp vào nhân thủ đi vào, giúp ít ngươi, nhưng cái này cũng không phải một sớm một chiều có thể thành, ta chuyện xảy ra trước tiên ở Thái Nguyên bên ngoài tông lưu lại hai vị có thể so với chân nhân thần ma sau này tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy công tử thu phục nhân vật như vậy chẳng những thu phục nhân vật như vậy mà lại nhân số không ít cái này sương linh lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc nhưng nhớ tới công tử luôn luôn đến nay thần kỳ cũng không có nửa phần chất vấn vốn định tuân hỏi một chút ngươi gần một ít thời gian cầu học có gì thành quả nhưng vừa mới ngươi hạ độc thủ pháp, đủ thấy học có sở thành. Sương Linh cũng là cực kỳ cố gắng tại học tập. Ta biết. Trang Minh lại cười nói. Đúng rồi, công tử, quan ở đan điền điển tịch, Sương Linh cũng lật xem không ít, nhưng là cốc địa học phủ bên trong cũng không có liên quan tới phương diện này ghi chép, chỉ sợ lên một cấp học phủ cũng không có, chỉ có thể đến Thái Nguyên Tông tàng thư kho, đi thăm dò một chút thái nguyên trong tông đều chưa hẳn có dấu chỉ là một chỗ học phủ vốn cũng không tất báo cái gì hy vọng đều do người kia bằng không hiện tại liền đã đến lên một cấp học phủ sương linh có chút sa sút nói nhân sinh tổng có mấy phần ngoài ý muốn trì hoãn mấy ngày cũng không ngại sự tình trang minh nhẹ cười nói bất quá quan ở đan điền tổn hại sự tình cũng không cấp thiết không vội Sương Linh hơi kinh ngạc, nhìn về phía Trang Minh. Ta đã có đang điền chữa trị chi pháp, chỉ là có chút khó lòng mà thôi. Ngươi tại Thái Nguyên Tông nếu có thể tìm được cái khác bổ túc chi pháp, cũng coi như một cọc cơ duyên, nếu là không dễ tìm được, cũng chớ có quá nhiều cưỡng cầu. Trang Minh nói, dưới mắt tới nói, ta còn có một chuyện trọng yếu hơn, còn phải được ngươi đi chuẩn bị. Công tử muốn Sương Linh đi làm chuyện gì? Sương Linh nghe vậy, vội nói. Thái Nguyên Tông bí mật bất truyền, câu thần cấm thuật. Trang Minh thần sắc nghiêm nghị, nói: Câu thần cấm thuật. Sương Linh run lên, nói: Này thuật có giam cầm chi lực, cực kỳ bất phàm, nhưng đối Thái Nguyên Tông mà nói, này thuật chỗ dùng lớn nhất là giam cầm thế gian thiên tài địa bảo. Trang Minh chậm rãi nói, giữa thiên địa rất nhiều thiên tài địa bảo, một khi bị người thu hoạch liền sẽ bắt đầu trôi qua. Tỷ như trong truyền thuyết Thánh Nguyên Cửu Linh Quả, nếu như bị người hái xuống, liền sẽ bắt đầu trôi qua, dược hiệu ngày càng giảm bớt, trong vòng 3 năm rưỡi, hóa thành phàm vật. Nhưng là, đối Thái Nguyên Tông mà nói, câu thần cấm thuật thường dùng nhất là giam cầm kim đan. Đại đạo kim đan, chính là người tu hành tinh khí thần chỗ căn bản, to lớn nói làm cơ sở, pháp lực ngưng kết, một khi bỏ mình, liền là nói tiêu. Trang Minh nói, mà câu thần cấm thuật là ta trước mắt biết bên trong, duy nhất có thể lấy kim đan bất diệt huyền diệu pháp môn. Sương Linh lúc này minh bạch, nói, công tử là muốn ta mau chóng nhập Thái Nguyên Tông, học được câu thần cấm thuật. Trang Minh gật đầu nói, bây giờ Trang Thị Thương Hội không thể so với dĩ vãng, thần ma nhiều người, cường giả xuất hiện lớp lớp, giết địch thời điểm, mặc cho đối phương kim đang tán loạn, không cách nào, không khỏi đáng tiếc, như có câu thần cấm thuật, đem kim đan lưu lại, đưa về thương hội, phụng tại tay ta, đây đối với Long Quân mà nói, chính là cực là bảo vật khó được. Lâu dài mà nói, đây cũng là một bút vô tận tài phú. Đối Thái Nguyên Tông mà nói, câu thần cấm thuật dùng để giam cầm kim đan, chỉ cần khai lò luyện đan, luyện đi tinh khí thần, vẹn vẹn lưu tinh khiết pháp lực, từ mà xem như gánh chịu dược lực căn cơ, mượn mà luyện liền thần dược tiên đan mà đối với Trang Minh mà nói, giao long chi thể, bằng vào bản năng, liền có thể luyện hóa hết thảy, xóa đi bên trong tinh khí thần, không nhận kim đan chủ người tinh thần còn sót lại ảnh hưởng, không cần trải qua trường rà luyện chế, không cần trải qua các loại bảo dược ngưng hợp, liền có thể nuốt mà cho mình dùng. Trực tiếp cướp đoạt tới tay kim đan, đối giao long mà nói, liền bản là có thể trực tiếp giúp ích tu hành linh đan dịu dược. Câu thần cấm thuật, là Thái Nguyên Tông chân truyền đệ tử mới có thể đến thụ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay bên trong ngươi tất nhiên có thể vào Thái Nguyên Tông. Mà lấy thiên tư của ngươi ngộ tính, vào Thái Nguyên Tông về sau, nhất định có cao nhân tuệ nhãn biết châu, không cần qua được bao lâu, liền sẽ có cao nhân thu ngươi nhập môn tường. Bằng vào ta suy tính, bằng vào Thái Nguyên Tông quá khứ sự tích đến xem, năm mới cuối năm trước đó ngươi liền nên có chân truyền đệ tử đãi ngộ cứ việc tu vi không đủ sẽ không bị đưa về chân truyền đệ tử hàng ngũ nhưng chân truyền đệ tử được hưởng ưu thế ngươi đều sẽ bị ban cho trang minh chậm rãi nói một chút nói bây giờ thái nguyên tông ta cần nhất chính là câu thần cấm thuật nhưng là ngươi cần nhất là thái nguyên tông các loại tri thức hiện ra thiên tư của ngươi đạt được thái nguyên tông tài bồi nhanh chóng thành là chân truyền đệ tử Sương Linh đừ một tiếng, dùng sức nhẹ gật đầu. Trang Minh tiếp tục nói, sau này gặp chuyện, nghĩ lại mà làm sao, không được lỗ mãn, không được tùy tiện mạo hiểm, nhưng cũng mọi thứ cũng cần chú ý, cẩn thận về cẩn thận, chớ không quả quyết, tỉ như lần này sự tình, ngươi không nên dự tiệc, nhưng là tại hạ độc phương diện này, làm rất khá. Sương Linh đừ gật đầu, nói, quay lại ta luyện thêm mười mấy loại độc trang minh vỗ vỗ đầu của nàng nhẹ khẽ cười nói trong vòng một tháng ngươi ước chừng liền có thể thăng nhập lên một cấp học phủ năm nay liền nhập thái nguyên tông từ chuyện lần này đến xem ngươi nha đầu này mặc dù không gây chuyện nhưng cũng là dễ dàng bị sự tình tìm tới cửa sương linh nghĩ nghĩ nghiêng đầu một chút nói khẽ vậy liền hạ độc chết bọn hắn trang minh cười ha ha một tiếng nói cái này triệu gia tiểu tử không tính là gì xuất sắc nhân vật, thế nhưng là thái nguyên tông môn dưới, đệ tử kiệt xuất rất nhiều, phong thái trác tuyệt, thiên tư tung hoành. Ngươi sinh ra thanh lệ mỹ mạo, lại thiên tư bất phàm, tất nhiên không thể thiếu những cái này dỗ ngon dỗ ngọt hạng người, nhưng chớ có bị người dỗ, lầm đại sự của ta. Sương Linh bị hắn dễu cật một lần, sắc mặt lúc này đỏ lên một ít, trầm thấp nói một tiếng, mới sẽ không coi trọng người khác. Sau khi nói xong, nàng nhưng lại cuột cường ngẩng đầu lấy dũng khí hỏi công tử thật cảm thấy sương linh đẹp mắt không đây là đương nhiên trang minh cười nói đến nói cái này ước chừng là công tử ta kiến thức cạn gặp phải nữ hài nhi cũng ít luôn cảm thấy sương linh nên trên đời đẹp mắt nhất nữ hài nhi sương linh lập tức tâm hoa nổ phóng con mắt hiếp lại thành nguyệt nha nhi lại trống trống gương mặt nói loại kia công tử gặp càng nhiều nữ hài nhi đâu Trang Minh nghĩ nghĩ, nói, vậy liền nhìn nhiều vài lần. Sương Linh nâng lên gương mặt lập tức tiêu mất. Trang Minh mỉm cười nói, vậy liền đem các nàng cũng làm thành là Nhạc Đình giả trang. Sương Linh bật cười, lại ngừng tạm, Tiểu Tâm giật giật nói, kia công tử thấy lâu, quay đầu lại nhìn Nhạc Đình, có thể hay không coi hắn là làm những nữ hài tử kia, sau đó. Trang Minh nghe vậy, nếu có việc gật đầu, nói, ý nghĩ này cũng là không phải không có lý nói trở lại nhạc đình tiểu bạch kiểm kia cũng là còn rất đẹp cũng không trách hắn ngọc diện bạch quan kiếm phong tao xưng hào trang thị thương hội phúc lão đám người đã đang chờ đợi trang minh nhẹ gật đầu mới là ngồi xuống uống chén trà công tử ngài đây là sương linh sự tình xem như giải quyết trang minh chậm rãi nói chỉ bất quá làm phòng ngoài ý muốn còn phải điều động thần ma ám bên trong bảo hộ lại lần này đi thái nguyên tông cũng chỉ cần cho sương linh chuẩn bị trợ lực tổng cũng không tốt toàn bộ nhờ nàng một nữ hài nhi tại thái nguyên tông bên trong ứng phó tất cả mọi chuyện trước đó có chỗ trù bị chỉ là dưới trướng đám người đều là phàm tục võ giả chỉ sợ tác dụng không lớn phúc lão nói như vậy đến lại cười âm thanh nói bây giờ công tử thu phục rất nhiều thần ma đã có thể tin, liền có thể trọng dụng, lúc trước kia một phen chuẩn bị, liền thay đổi bọn hắn A. À. Bọn hắn còn không thông hiểu thế sự, chỉ cần một phen dạy bảo, mới có thể chịu được trọng dụng. Trang Minh khẽ gật đầu, nói, bất quá Sương Linh bây giờ cũng chưa tiến vào Thái Nguyên Tông, chờ dạy tốt bọn hắn, ngược lại cũng không muộn. Vâng, công tử. Phúc lão nhẹ gật đầu. Ngài cao tuổi, chưa từng tập võ, nếu không cũng có thể cùng bạch khánh như vậy thử một chút tắm rửa long huyết thánh trì hiệu dụng trang minh thở ra một hơi nói bây giờ đi không thông con đường này đành phải tu luyện ta ban cho ngươi dưỡng khí công pháp kéo dài tuổi thọ đợi sương linh thái nguyên tông học nghệ có thành tựu luyện thành đang dược lại vì ngài trù bị con đường tu hành lão nô cao tuổi chỉ cầu là công tử quản lý thương hội tu hành chi đạo hy vọng xa vời cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Phúc lão hít một tiếng, ngữ khí hơi có phức tạp, hơi có mấy phần tự dẻo. Gần đây nhưng có cái gì tiến triển? Các nơi thương hội vẫn bước phát triển, tại ba phủ chi địa có quan phủ nâng đỡ, toàn không trở ngại. Phúc lão dừng lại, nói: chỉ bất quá tại Nam Nguyên cảnh bên kia tiến triển không lớn, trước mắt càng quan trọng hơn là dạy bảo những này không rành thế sự thần ma cường giả miễn cho tại đại sở cảnh nội dẫn xuất tai họa tới trang minh nói như vậy đến lại nói bởi vì sương linh một chuyện ta cùng tả kỳ quân đại thống lĩnh đã kết thù tạm thời liền đừng cho người biết được trang thị thương hội là ta danh nghĩa bây giờ tại ba phủ bên trong trải qua phong luận lão đạo cố ý phong tỏa tin tức biết được trang thị thương hội cùng ta có liên quan cũng không coi là nhiều Phúc lão gật đầu nói, lão nô minh bạch, nhưng chuyện này. Trang Minh mỉm cười nói, không ngại sự tình. Phúc lão lên tiếng, chợt lại nói, gần một ít thời gian, thương hội lại được rất nhiều sự vật, không có gì ngoài tuyết liên nhân xâm hà thủ ô chi lưu dược liệu, còn có một số tương đối thần bí vật cổ quái, không biết phải chăng là còn có long quân cần thiết chi vật. Trang Minh chậm rãi nói, ta quay đầu đi bảo khố nhìn một chút, mặt khác, từ nay về sau, ngàn năm nhân sâm loại hình dược liệu, không cần giấu vào bảo khố, cho phép đối ngoại bán ra, bởi vì đối Long quân mà nói, tác dụng đã không tính quá lớn. Ngược lại là một chút vật quý hiếm, hiếm có dược vật, có thể trải qua ta xem qua, lại nhìn có hữu dụng hay không. Sau khi nói xong, hắn lại nghĩ tới một điểm, nói, cốc địa học phủ lão phủ chủ, Phúc lão cũng nhận biết a. À. Phúc lão gật đầu nói, xác thực nhận ra liên quan tới người này cái này lão phủ chủ tại sương linh một chuyện ở trong vai trò nhân vật vô luận là phúc lão còn trang minh đều là lòng giả biết rõ phúc lão đã có chuẩn bị rồi trang minh thấy thế liền biết phúc lão gây nên lúc này cười nói giả mượn tay người khác đưa vài thứ phúc lão chậm rãi nói lại không lâu nữa trị hắn cái thu hối lộ chịu tội cũng không phải là việc khó chờ hắn bị cách triều đình chức vụ lại thụ thái nguyên tông trách phạt liền chỉ là cái không quan trọng gì hạng người đến lúc kia sinh tử của hắn cũng sẽ không khiến cho quá lớn phong ba như thế cũng tốt việc này liền giao cho phúc lão đi làm nhưng là sương linh học lên một chuyện không thể lại trì hoãn ừm vị kia tả kỳ quân tuổi trẻ thống lĩnh đã bị công tử giải quyết hết thảy liền đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi nơi này chính là cốc địa. Giữa núi rừng, hiện ra một bóng người tới. Rõ ràng là cái đạo bào màu đen lão giả, hắn gánh vác pháp kiếm, tay cầm phất trần, nhưng bụi tia u ám. Giờ khắc này ở bên hông hắn, cũng treo một cái túi. Hắn đưa tay thăm dò vào túi bên trong, nhẹ nhàng tung tung, mặt mũi già nua bên trên, mang theo khó tả ý cười. Triệu Vũ, năm đó chúng ta sáu người liên thủ, đánh xuyên tòa kia thượng cổ động phủ, liền cũng chỉ có hai kiện bảo vật, khó mà chia đều, người ta cắt lấy một vật, giết hết còn lại bốn người. Lúc quá nhiều năm, xương ngọc cuối cùng rơi vào lão phu trong tay. Lão phu đã sớm ngờ tới, người căn bản ngộ không thấu cái này xương ngọc huyền cơ, chỉ có thể làm làm cổ vật cất giữ, chỉ là làm bài trí mà thôi. Bởi vì tham phá huyền cơ ảo diệu, ở chỗ lão phu đoạt được chi vật. Triệu Vũ, ngươi tự cho mình quá cao, thật sự cho rằng ngươi ngộ không thấu, lão phu cũng nhất định là ngộ không thấu. Áo bào đen lão đạo ánh mắt bên trong rất có vài phần thoải mái chi sắc, hắn như vậy đọc lấy, lại đem cái này xương ngọc để vào trong bao vải, nhìn về phía phía trước. Phía trước là cốc địa chỗ, vị kia danh liệt nhân kiệt bản 30 vị trí đầu nuôi long quân trang minh, liền tại cốc địa ở trong. Lần này triệu vũ chỉ làm cho hắn đi giết trang minh, về phần đầu kia giao long thì là không có đề cập áo bào đen lão đạo có chút vuốt râu thầm nghĩ trong lòng lão phu sớm liền muốn tìm vị này nuôi long quân không cầu giết hắn dương danh mà là muốn hắn giao long tọa kỵ như có thể hàng phục tất nhiên là tốt nhất như là không thể giết chi luyện bảo phía đông mơ hồ đã có tia nắng ban mai trang minh khoanh chân ngồi tại trong viện hắn vận chuyển tụ thánh sơn công pháp hô hấp thổ nạp hắn có long huyết, một lần nữa đản sinh chân khí, thêm ra ba phần bá đạo chi ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong lòng hơi động. Chợt liền gặp hắn chậm rãi đứng dậy. Phía đông phương hướng, mặt trời mới mọc mới nổi lên. Ti nắng ban mai quang mang phía dưới, có một thân ảnh, đạp không mà đến, toàn thân bao phủ mặt trời mới mọc quang mang, lộ ra tiên phong đạo cốt, thần diệu vô song mà khi người này rơi xuống đất thời điểm mới thấy là cái lão giả, toàn thân đạo bào màu đen, lộ ra có chút lờ mờ. Nuôi Long quân trang minh. Áo bào đen lão đạo ngậm cười nói, lão đạo nhận ủy thác của người, tới lấy ngươi trên cổ đầu người, vốn nên đánh lén giết ngươi, nhưng rốt cuộc lấy lớn hiếp nhỏ, liền cũng làm cho ngươi chết được rõ ràng. Trang Minh cười âm thanh, chắp hai tay sau lưng, nói, tả kỳ quân đại thống lĩnh, bản thân tuy là đạo gia chân nhân, nhưng cũng không hổ là chấp trưởng tinh nhuệ trong quân tướng lĩnh, làm việc thật sự là lôi lệ phong hành, ta vừa mới phế con của hắn, hắn đảo mắt liền mời tới một vị kim đan thượng tầng, gần như viên mãn nhân vật. Áo bào đen lão đạo có chút vuốt râu, nói, lão phu biết ngươi danh liệt nhân kiệt bản 30 vị trí đầu, cũng kính trọng ngươi, liền cùng ngươi một cơ hội. Trang Minh hỏi, cơ hội gì? Áo bào đen lão đạo chậm rãi nói, triệu vũ chỉ làm cho lão phu giết ngươi, chưa từng đề cập giao long, nếu như ngươi có thể thuyết phục giao long, phụ thuộc vào lão đạo tòa hạ, như vậy hôm nay chỉ có ngươi chết, giao long nhưng phải không việc gì. Nếu không, giao long cũng cần hóa thành một lò đan dược, hóa thành một bộ pháp bảo. Trang Minh mỉm cười gật đầu, chợt quay đầu sang, hướng phía trên vai giao long hỏi, như thế nào? Ngang nhiên một tiếng long ngâm liền gặp giao long thét dài mà lên, đón gió phòng lớn, hiển lộ 13 trượng chi thân, long trảo hướng phía trước nhấn một cái. Áo bào đen lão đạo hoàn toàn không kịp phản kháng, liền bị long trảo bắt. Chợt miệng rồng thổ tức. Lôi đình nổ vang. Chỉ gặp áo bào đen lão đạo, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn. Ừm. Trang Minh lông mày nhíu lại, lộ ra kinh ngạc. Cái này áo bào đen lão đạo, so nếp bình còn yếu. Thậm chí so khi triệu tiểu thống lĩnh chấp trưởng quân lệnh thời điểm còn muốn yếu hơn. Tả kỳ quân đại thống lĩnh biết rõ hắn trang minh bản sự, làm sao lại mời kiểu người như vậy đến đây ám sát. Đúng lúc này, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo âm phong. Lạnh lẽo âm phong. Từ phía sau truyền đến. Lạnh buốt thấu xương cảm giác, tự hồ xông vào cốt tủy. Trang minh ánh mắt ngưng lại, hướng phía trước nhảy lên mà ở sau lưng của hắn kim văn áo trắng đã ngưng kết một mảnh màu đen băng sương thế mà không chết trong âm u truyền đến kinh nhạc thanh âm nói ngươi kia một kiện pháp bào có thể bảo vệ được ngươi thịt này thể phàm thai tại lão đạo pháp thuật phía dưới có thể sống sót tính mệnh không phải là xuất từ chân huyền chi thủ mà tại phía trước trang minh ngừng lại giao lông thét dài buồn tại hắn xung quanh. Long tức nôn rơi, băng xương hòa tan. Mà Giao Long nhìn về phía kia áo bào đen lão đạo. Đôi mắt tỉnh mịch, xâm nhiên đáng sợ, hàng ý lộ ra mười phần lạnh thấu xương. Lão đạo xem nhẹ ngươi. Chỉ gặp áo bào đen lão đạo từ trong âm U hiển hiện ra, mang theo vài phần nhàn nhạt tiếc núi, nói, đều nói nhân kiệt bản người thứ ba mươi, nhưng thật ra là đầu này Giao Long, mà nuôi Long quân bản thân là trí mạng sơ hở bây giờ thử một lần cũng là không giả đáng tiếc còn đánh giá thấp ngươi đạo thuật bị pháp bào này đỡ được giao long co lại ánh mắt băng hàng cái này quái vật khổng lồ nhìn xuống lão đạo nhưng áo bào đen lão đạo toàn không một chút vẻ sợ hãi ngược lại rất nhiều ý cân nhắc nhưng hắn cũng không có trông thấy tại giao long về sau trang minh chấp hai tay sau lưng thần sắc bình thản theo đạo lý nói cho dù là thượng đẳng nhất pháp bào cũng không trở thành tại kim đang đỉnh phong đạo thuật phía dưới hộ đến nhục thể phàm thai có thể hoàn hảo không huân nhưng hắn hết lần này tới lần khác bảo vệ tốt bởi vì hắn không phải nhục thể phàm thai trang minh ánh mắt hơi ngưng thầm nghĩ trong lòng có thể bị tả kỳ quân đại thống lĩnh mời đến giết người quả nhiên không phải hạng người tầm thường lúc trước nhìn lão gia hỏa này cách ăn mặc cùng lão gia hỏa này tôn dung, cũng không giống là cái gì quan minh chính đại hạ người. Đối phương một chuyến này đến, vốn là vì ám sát, cho dù tự giác bản lĩnh cao thâm, cũng không nên là diễu võ dương oai. Từ cái này áo bào đen lão đạo hiện thân thời điểm, Trang Minh liền đã biết, người đến không thể kinh thường. Quả nhiên, cái này áo bào đen lão giả hiện thân ra, chỉ bất quá một cổ hóa thân. Hắn chân thân tìm phục tại âm thầm chuẩn bị vượt qua giao long mà giết hắn Trang Minh thân người. Tôn giá thật bản lãnh. Trang Minh thần sắc lãnh đạm, nói: "Không biết Tả Kỳ Quân triệu đại thống lĩnh mời tới, lại là vị cao nhân nào?" Áo bào đen lão đạo chắp hai tay sau lưng, chậm chậm nói: "Lão đạo tên tục họ Cao, xưng là Vân Chân, người xưng độ pháp chân nhân." Trang Minh ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ một chút, nói: "Độ pháp đạo nhân cao Vân Chân?" áo bào đen lão đạo lộ ra sắc mặt khác thường, nói, ngươi cũng hiểu biết lão đạo. Trang Minh thần sắc hơi ngưng trọng mấy phần, cái tên này hắn từ tam sư huynh trong miệng nghe qua. Độ pháp đạo nhân cao vân chân, 200 năm trước, thuộc nhân kiệt bản tốt 100. Căn cứ nghe đồn, người này nguyên là tán học tu sĩ, đến lấy được một mạch cổ lão truyền thừa, hắn công pháp đỉnh tim, cho nên luyện liền một thân hùng hậu pháp lực, không kém cõi đương kim đông châu bất luận cái gì một môn tiên tông chân truyền. Mà lại người này sở học đạo thuật, cũng quy lực bất phàm, đồng thời cơ duyên xảo hợp, có thượng đẳng pháp bảo. Tại hắn tu được kim đan vững chắc, có thể tiến vào thượng tầng về sau, liền đăng nhập nhân kiệt bản tốt 100. Về sau đánh bại lưu phong phúc địa cổ ấn sơn chân truyền đệ tử, từ đó danh liệt 72. Nghe nói về sau bởi vì tuổi tác vượt qua giáp phía trên, mới bị nhân kiệt bản xóa tên. Những năm gần đây, chưa chừng nghe nói người này tung tích. Có người đồng xưng, bởi vì cổ lão truyền thừa công pháp cùng đạo thuật mà treo chọc họa sát thân, thậm chí bị chân huyền cấp số lão tổ để mắt tới, có lẽ đã bị tóm, sinh tử khó liệu. Cũng có truyền ngôn xưng, Cao Vân chân tìm kiếm chân huyền chi diệu, bế quan nhị hơn trăm năm, đến nay chưa ra, có lẽ còn tại cảm ngộ bên trong, bế quan đến nay, có lẽ đã tại chân huyền quan ải trước đó, thân tử đạo tiêu. Trang Minh sở dĩ đối với người này có sâu sắc như vậy ấn tượng, là bởi vì Tam Sư Huynh từng tự mình đề cập, người này ngẫu lấy được cổ lão truyền thừa, có một môn bí thuật, ngay cả chân huyền đều sinh lòng ngấp nghé. Năm đó Tam Sư Huynh đã từng muốn cướp đoạt cái môn này bí thuật, nhưng người này giỏi về ẩn nấp, tại to như vậy đông châu bên trong, cũng khắp nơi tìm không đến. Không có nghĩ đến, lần này theo đuổi giết, lại là cái này độ pháp đạo nhân cao vân chân. Lão Phu gần 200 năm chưa từng hiện thế, không có nghĩ đến thế mà còn có hậu bối nhớ kỹ Lão Phu. Cao Vân Chân cười ha ha một tiếng, vuốt râu nói, để tình ngươi có thể nhớ kỹ chuyện xưa phân thượng, lưu ngươi một bộ toàn thay. Hắn vừa dứt tiếng, liền nghe được liên tiếp bảy tiếng trầm đục, phân biệt vang tại bảy chỗ ngồi. Chu Nguyên bắt đầu thất tuyệt trận tại hắn hiện thân trước đó, liền tại bày trận. Tại hắn chân thân đánh lén trang minh trước đó, liền đem trận pháp bố trí được 7-8 phần. Bây giờ hai câu nói công phu, hắn liền đem trận pháp bố trí xong thiện. Đã xuất thủ, liền không thể thất thủ. Sát trận Trang Minh đảo qua một chút, nói, quả nhiên là đa mưu túc trí hạng người, chỉ mỗi tiếng nói cử động, liền đều nương theo lấy mưu đồ bố trí. Cao Vân Chân cười ha ha một tiếng, nói, lão đạo ta cái này 200 năm, cũng không phải ẩn tại trong núi sâu, nghiên cứu đạo môn công quyết, cũng trải qua qua không biết nhiều ít tôi luyện, suy tư qua bao nhiêu đấu pháp tầng trên mặt kỹ nghệ. Trang Minh khẽ gật đầu. Quanh một tiếng. Giao Long bỗng nhiên trường ngâm. Trên đỉnh độc giác, lóe ra một đạo lôi quang. Lôi quang chớp mắt mà đi, kích trên người Cao Vân Chân liền gặp Cao Vân Chân thân thể, đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết quang. Nhưng Tuần Nguyên bắt đầu thất tuyệt trận, y nguyên còn tại, đem hắn vây ở chỗ này. Cao Vân Chân vẫn là ẩn tại chỗ tối. Trang Minh ánh mắt bên trong kinh dị sau khi, cũng có tán thưởng chi ý. Cái này Cao Vân Chân đến lấy được cổ lão truyền thừa, sở học chi pháp cũng không kém hơn Đông Châu bất luận cái gì một mạch đỉnh tiêm công pháp, hắn tại 200 năm trước chính là kim đan thượng tầng, lại trải qua cái này 200 năm lắng động tích lũy, tại kim đan cảnh giới phương diện, chỉ sợ rèn luyện đến gần viên mãn vô khuyết tình trạng. 200 năm trước Cao Vân Chân, chính là nhân kiệt bản 72 vị trí đầu, chiến tích không tầm thường, bản sự rất cao, trải qua 200 năm ma luyện, đấu pháp ý thức cùng kinh nghiệm, chỉ sợ hơn xa năm đó. Không nói chiến tích, không nói tuổi tác, bây giờ Cao Vân Chân bản sự, như lấy thế hệ trẻ tuổi đến sắp xếp, trên nhân kiệt bản cho dù không vào trước 10, cũng cách xa nhau không xa. Thật là lợi hại giao long. Giữa hư không, bốn phương tám hướng, truyền đến một tiếng già nu cảm thán chi ngôn. Xoáy mặc dù có một đạo phất trần, từ trong hư không quét tới. Vô số bụi tia, đầy trời mà tán, cuốn lấy giao long. Lại có bốn phương tám hướng, các loại kiếm khí, vây quanh giao long, tề xạ mà tới. Tiếp lấy một cây phướng dài, màu sắc ám trầm, từ một bên mà đến, liền bao lấy dao long. Nhưng gặp dao long tại bên trong dãy dụa không ngớt, lại tránh thoát không được. Hôm nay ngươi chịu lấy chết, lão đạo kiếm được 30 vạn viên tụ linh đan cũng đến một kiện tha thiết ước mơ chí bảo, dưới mắt dao long cũng đem nhập lão đạo chi thủ, coi là thật đại hỷ. Cao Vân chân cười ha ha một tiếng, chân thân rút cục hiển lộ ra, nhìn xem bên kia dãy dụa không ra giao long, hắn càng thêm thoải mái. Nhưng gặp Cao Vân chân vuốt râu mà cười, xoay đầu lại, không nói hai lời, chính là chập chỉ thành kiếm, một cái chớp mắt xẹt qua. Trên lưng pháp kiếm, chớp mắt ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm quang. Chỉ gặp kiếm quang vượt qua mười trượng, thẳng trảm trang minh. Cho dù là kim đan chân nhân, cho dù là có thượng đẳng pháp bào, cũng ngăn không được kiếm này phong mang sư tử vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực. Lần trước chủ quan thất thủ, lần này thế nhưng là dốc hết pháp lực. Kiếm này chi lăng lệ phong mang, tại chân huyền phía dưới, có thể tiếp này một kiếm người, lác đác không có mấy. Đối mặt kiếm này, phóng nhãn Đông Châu, thế hệ trẻ tuổi, duy có nhân kiệt bản trước 20, mới có bảo mệnh chi lực. Liền ngay cả Giao Long cũng đỡ không nổi một kiếm này, huống chi trang minh bản thân. Cao Vân Chân chỉ là một kiếm chém ra, nhìn cũng không nhìn, liền chuẩn bị kết ấn hàng phục giao long. Đối mặt một kiếm này, Trang Minh thần sắc như thường. Hắn tay giơ lên, chỉ hướng kiếm quang. Lôi đình. Hời hợt hai chữ. Nương theo lấy vang vọng thiên vũ tiếng sấm, liền gặp lôi quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Lôi quang nên tiếp kiếm quang. Kiếm quang bỗng nhiên phá tán, kiếm này lăng lệ, bình thường chân nhân sở học, dù là tu vi kim đang đạt đến thượng tầng, cũng khó thoát kiếp số. Về phần trang minh, được vinh dự nhân kiệt bản lớn nhất trí mạng sơ hở, tu vi thấp, đạo hạnh nông cạn. Một kiếm này phía dưới, Cao Vân chân căn bản không có để ý tới, liền muốn đi đối phó cái này một đầu giao long. Nhưng trong nháy mắt, kiếm quang của hắn liền bị phá. Lôi quang lấp lóe, cực kỳ cường hãn cho dù là lấy hắn cái này 260 năm đạo hạnh, cũng không khỏi đến trong lòng rung động. Nhưng vào lúc này, bị hắn phất trần định trụ, bị ngàn vạn kiếm khí gây thương tích, lại bị hắn nói cờ bao lấy dao long, đột nhiên sụp ra. Băng thành một mảnh bọt nước. Ngươi! Cao Vân chân xoay đầu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào tinh thần sắc. Trang Minh chấp hai tay sau lưng, kim văn áo trắng theo gió phiêu lãng bên cạnh thân tuy không giao long, nhưng chỉ bằng bản thân hắn, liền có ngang nhiên chi ý. Ta không xuất thủ, không có nghĩa là ta tay trói gà không chặt. Trang Minh lại cười nói, nhân kiệt bản trên, thế gian người tu hành, xem ta là nhất hữu danh vô thực một vị, nhưng học sĩ phủ về sau lại lại đem ta đẩy trước sáu vị, ngài lại còn coi ta là yếu nhất sao? Lúc trước trên nhân kiệt bản, hắn đúng là yếu nhất, cũng là có rõ ràng nhất sơ hở nhưng trải qua mang hoang một nhóm hết thảy liền cũng không giống nhau hư ảnh không sai lão đạo tinh thông phân thần hóa thân chi thuật đông châu bên trong luận loại này đạo thuật chi tạo nghệ không người nào có thể cùng lão đạo đánh đồng chính là chân huyền cũng làm không được cao vân chân lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc không che giấu chút nào tán thưởng đáp không có nghĩ đến thế mà tại ngươi bên này nhìn sai rồi Bất quá chỉ là tiểu thuật mà thôi hư ảnh huyễn thật chỉ có thể cùng bình thường chân nhân so sánh không phải cũng bị ngươi hủy sao trang minh mỉm cười từ long vệ bộ lạc về sau hắn lấy tính bình thiên thôi diễn ra lấy giao long nhập thể chiếm cứ mà thành sung làm kim đan pháp môn kể từ đó hắn chính là hàng thật giá thật kim đan chân nhân mà lại giao long pháp lực vận dụng thời thời khắc khắc cường tráng bản thân thể phách dần dần mạnh lên. Hắn vận dụng tụ thánh sơn công pháp, cũng đồng dạng là lấy tụ thánh sơn chân khí, ôm dưỡng cái này giao long chi thể. Bổ sung hỗ trợ, được lợi cực lớn. Bởi vậy rời đi long vệ bộ lạc thời điểm, hắn liền chỉ là lấy long tộc hư ảnh nguyễn thật chi pháp, đem giao long hư ảnh, hiển hóa bên ngoài, nhưng bàn về đạo hạnh, chỉ có bản thể hai thành công lực chỉ là bởi vì giao long bản thân có tám dài 19 trượng thân thể, pháp lực chi hùng hậu, hiếm thấy trên đời, gần như này cảnh chi viên mãn vô khuyết, cái này hư ảnh nguyễn thật chi pháp, tuy chỉ hai thành công lực, nhưng cũng không thua gì bình thường kim đan thượng tầng hạng người. Trang Minh đưa tay nhấn một cái, long tộc trời sinh khống thủy thần thông, lại lần nữa lấy pháp lực ngưng tụ thành, hóa thành một con giao long, ngưng ở trên vai. Trước đó đối chiến tả kỳ quân triệu tiểu thống lĩnh, giao long sở dĩ sẽ ở quân lệnh biến thành dài dưới đao bị hao tổn, chính là hắn bây giờ hiển hóa bên ngoài giao long chi thân, chỉ là che giấu tai mắt người hư ảnh mà thôi. Lúc trước đối mặt cái này áo bào đen lão đạo, bị hắn một cái đạo thuật đánh lén, mà toàn không tổn thương, cũng không phải kim văn áo trắng công lao. Mà là hắn lúc này sẽ cùng tại một vị tạo nghệ trí cao kim đan chân nhân, bằng vào tự thân pháp lực bên ngoài dương, liền có thể đem cao vân chân kia đạo pháp thuật, khu cách người mình. Nhưng hắn cũng không có muốn bại lộ việc này, y nguyên muốn đem tự thân xem như sơ hở, ngày sau nhưng gậy ông đập lưng ông. Bởi vậy hắn chỉ là đem màu đen băng sương khu ra ngoài thân, mặc cho nó bám vào kim văn bạch trên áo. Nguyên lai giao long là đạo thuật hiển hóa, bản thân tu vi mới là thật. Cao vân chân lộ ra sợ hãi thang chi sắc, nói, có thể giấu giếm được học sĩ phủ, đưa ngươi liệt vào nuôi long quân, như vậy đạo thuật quả thực là tuyệt diệu đến cực điểm, mà bản thân ngươi. Cũng là thật sự là hàng thật giá thật nhân kiệt bản 30 vị trí đầu. Sau khi nói xong, liền gặp Cao Vân chân cười ha ha một tiếng, thân hình huyễn ảnh, nói, thế nhưng là, cho dù là hàng thật giá thật nhân kiệt bản 30 vị trí đầu, đối với lão phu mà nói, đây tính toán là cái gì? Thả nhãn mang mang thiên địa, kim đang chân nhân bên trong, vô lượng lão bối chân nhân, vẫn là nhân kiệt trẻ, có thể cùng lão phu sống vai là số không nhiều, mà có thể áp đảo lão phu phía trên, không khỏi là ỷ vào thần binh lợi khí, không đủ 10 người vậy. Thanh âm hắn rơi xuống, liền gặp thân ảnh đều tiêu tán. Chu Nguyên bắt đấu thất tuyệt trận. Trận pháp cuồn cuộn, thất kiếm hợp lực. Trang Minh ánh mắt lạnh lẽo xung quanh hiện ra bảy đạo kiếm quan. Mà thần sắc hắn y nguyên như trước. Lúc này cất bước mà ra. Trong đan điền, giao long sĩ đầu, thét dài một tiếng. Pháp lực cuồn cuộn dọc theo kinh mạch mà qua. Liền gặp Trang Minh ngay cả đạp bảy bước. Mỗi một bước đều tại bắt đầu thất tinh chi vị. Mỗi một bước rơi xuống, cũng có tinh quang ảm đạm. Liền gặp Trang Minh đưa tay nắm tay hướng phía trước duỗi ra long tộc thần thông điều khiển lôi đình chân đạp thất tinh mượn bắt đẩu chi lực bắt đẩu thất tinh thiên lôi ánh sáng ầm vang chấn động chu nguyên bắt đấu thất tuyệt trận ầm vang vì đó phá toái hỏng bét cao vân chân hơi biến sắc mặt trong tay pháp kiếm lóe ra vết trạng hắn vung tay lên một cái phất trần đảo qua lại gặp trang minh bỗng nhiên chập chỉ thành kiếm một kiếm này chém qua hư không. Cứ việc giao long pháp lực đến trải qua người khác thân thi triển, khiến cho uy năng hơi chậm, vẻn vẹn phát huy ra tám thành thực lực. Nhưng uy lực mạnh, hư không chấn động. Tỏa ra ánh sáng lung linh, hư cầu vòng chói lọi. Trong một chớp mắt, ngàn vạn bụi tia, đều đứt đoạn. Hư hồng kiếm quyết. Cao vân chân kinh hô một tiếng, nói, lữ hoa là gì của ngươi? đây là nhân kiệt bản thủ tụ thánh sơn thứ bảy chân truyền lữ hoa tự sáng tạo hư hồng kiếm quyết hắn từng tại cấm địa hải vực bên trong nhìn thấy qua lữ hoa một kiếm trảm đại yêu hắn tự nhận là truyền thừa bất phàm sở học chí cao lại tạo nghệ tinh thâm đạo hạnh tích lũy không kém hơn bất luận một vị nào kim đang chân nhân phóng nhãn thiên hạ kim đang chân nhân bên trong vô luận lão bối vẫn là mới kiệt có thể thắng được với hắn cũng chỉ là ỷ vào thần binh lợi khí. Duy có nhân kiệt bản thủ lữ hoa, năm đó một kiếm kia, để hắn tâm phục khẩu phục. Không chỉ là lữ hoa trong tay thanh hư tiên kiếm, càng là cái này vô cùng ảo diệu hư hồng kiếm quyết. Lữ hoa là ta. Trang Minh nhếch miệng lên một vòng ý cười. Trong tay lôi đình, bỗng nhiên mà phát. Quanh một tiếng. Cao vân chân đạo hư ảnh này, lại lần nữa phá diệt mà liền tại chỗ cũ, ầm vang một tiếng. 24 đạo thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng mà tán. 24 áo bào đen lão đạo. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Đây cũng là Tam sư huynh tha thiết ước mơ bảo mệnh bí thuật. Đây cũng là Cao Vân chân người này, có hoàn chỉnh cổ lão truyền thừa, tại chân Huyền lão tổ ngấp nghé phía dưới, y nguyên Tiêu Diêu tự tại lớn nhất ỷ vào. Cho dù là lúc này trang minh cũng không có nắm chắc có thể giữ lại được hắn chỉ coi ngươi mệnh số không xong trang minh cười khẽ âm thanh mà liền tại đông nam phương hướng áo bào đen lão đạo hóa thành một làn khói bụi bỗng nhiên mà qua bỗng nhiên từ âm thầm toát ra một quyền đến bụi mù phá tán từ nơi này tản ra hướng bốn phương tám hướng chừng hai mươi bốn đạo thân ảnh có hai mươi bốn vị áo bào đen lão đạo mà ở bốn phương tám hướng bên trong hiện thân vòng vây chừng ba mươi tôn thần ma quyền trưởng chấn thiên huyết khí cuồn cuộn hai mươi bốn áo bào đen lão đạo hóa thành hai mươi ba đạo khói đen mà chân thân vị kia cũng bị ngăn cản xuống tới chợt liền nghe được một tiếng sấm vang lại có một tiếng kiếm ngân vang lại có bảy tám đạo quyền trưởng tiếng xé gió cho lão tử đánh chết hắn. Bạch Khánh âm thanh kích động, xen lẫn tại phân loạn thanh âm bên trong, mười phần đột ngột. Cốc địa ở trong. Vượt qua phàm trần phía trên lực lượng, dẫn động quan lệnh chấn động. Cốc địa chính lệnh cùng phó lệnh hai vị đại nhân, đều là sắc mặt đột biến. Chính lệnh cùng phó lệnh, trung động động không ngừng. Mà đúng lúc này, quan lệnh phía trên, lấp lóe quan mang. Có một giọng già nua truyền ra. Như thế nào? phong luận thanh âm truyền tới. Có chân nhân hạng người đấu pháp tại cốc địa bên trong, nhưng trước sau bất quá 30 hơi thở, liền không động tĩnh, bất quá. Chính lệnh đại nhân trần trừ một lúc. Bất quá nếu như. Phong luận hỏi. Hư hư thực thực cuối cùng, xuất hiện đại lượng chân nhân cấp số nhân vật, sợ có vài chục vị nhiều. Hơn 10 vị nhiều. Phong luận thanh âm bên trong, cũng nhiều kinh dị đúng vậy cốc địa chính lệnh đáp vậy các ngươi nhưng có làm việc phong luận hỏi hạ quan tu vi nông cạn chưa dám vọng động không động cũng tốt phong luận chậm rãi nói lão phu sau nửa canh giờ liền đến cốc địa bên trong các ngươi lại trù bị một phen chớ có để việc này phong ba đối phàm trần bách tính tác động đến quá rộng vâng phủ tôn đại nhân cốc địa bên ngoài Phong luận lão đạo buồn vô cớ thở dài một tiếng. Sự tình quả nhiên là liên tiếp mà tới. Từ khi hắn tiếp nhận trưởng ấn phủ tôn đến nay, liền không từng có hơn phân nửa điểm ngừng. Hay là nói, từ khi kết bạn trang minh đến nay, liền không từng có qua an ổn ngày. Hắn dừng lại một chút, cuối cùng là lấy ra quan ấn, bấm tay một điểm. Hào quang lóe lên, trực chỉ ba phủ bên trong kia một đạo tối cao quân lệnh, cũng tức là tả kỳ quân binh phù. Triệu đại thống lĩnh, ngươi đã đáp ứng như vậy bỏ qua, tội gì lại tìm người khác ám sát Trang Minh. Tin tức này truyền ra ngoài, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Triệu Vũ cũng không muốn để ý tới hắn. Phong Luận lão đạo buông tiếng thở dài, lắc đầu, lại bấm tay một điểm. Cũng không nghe lão đạo chi ngôn, đã thành chuyện ám sát, sợ đã mất nhưng vãn hồi vẫn là trở về thỉnh cầu thương vương che chở a hắn cảm thấy bất đắc dĩ đang muốn đem quan ấn thu hồi nhưng mà quan ấn lóe ra quan mang tới phong luận ngươi không khỏi quá đề cao hắn cho dù hắn hôm nay bất tử chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được bản đại thống lĩnh hay sao triệu vũ thanh âm từ quan lệnh bên trong truyền đến triệu đại thống lĩnh ngươi đánh giá thấp hắn phong luận thở dài bản tướng chưa từng đánh giá thấp hắn, cho nên hôm nay mời được là độ pháp đạo nhân cao vân chân, năm đó nhân kiệt bản tốt 100, từng tại chân huyền dưới tay trốn chết nhân vật, đương kim trên đời, có thể thắng hắn, trừ chân huyền bên ngoài, lắc đắc không có mấy. Ngươi Phong luận lão đạo cũng nghe qua người này thanh danh, sắc mặt chớp mắt biến đổi, nói, ngươi coi là thật thỉnh động kia cao vân chân. Không sai. Triệu Vũ trầm giọng nói, Người này ý vào đào mệnh bản sự là thế gian tuyệt đỉnh, những năm gần đây ở giữa, tùy ý làm bậy, giết người vô số, hắn vì cầu chân huyền chi cảnh, tìm kiếm thế gian kỳ vật, mà nhận bị thác giết người. Bản tọa cũng không tin, bằng vào Cao Vân Chân, không giết chết được hắn. Cao Vân Chân Phong luận lão đạo sắc mặt cũng thay đổi, người này cho dù không phải chân huyền chi dưới đệ nhất người, chí ít cũng coi như chân huyền phía dưới cao cấp nhất một nhóm chân nhân mà bàn về đào mệnh bản sự càng là tạo nghệ cực cao nếu như người này xuất thủ trang minh coi là thật chống cự được sao đầu kia giao long coi là thật có thể ngăn cản được sao trang minh bản lĩnh ỷ vào tại giao long sợ nhất chính là bị đối phương cuốn lấy giao long mà thương tới bản thân mà cao vân chân lớn nhất bản sự chính là phân thần hóa niệm hóa thân nhiều người người này có thể nói khắc chế ngự thú một mạch người tu hành. Chỉ sợ cũng khắc chế nuôi long quân. Triệu Vũ Ừm Vô luận trang minh phải chăng bị giết, ngươi chỉ sợ hạ tràng đáng lo. Phong luận lão đạo trầm thấp nói, trở về nhiều sinh đứa bé, lưu đầu huyết mạch, đưa vào thương vương phủ, chớ có để hắn họ triệu. Sau khi nói xong, liền gặp hắn đưa tay đoạn mất pháp lực, thu quan ấn, cuối cùng ánh mắt phức tạp đất thở ra một hơi. Mà liền tại cốc địa bên trong. Nơi đây khí tức cực kỳ cường thịnh. Nhưng cuối cùng bị Trang Minh vẫy tay, đám người liễm tức, khôi phục bình tĩnh. Nhân kiệt bản người thứ 30, kỳ thực bản lĩnh đã nhập trước 10 liệt kê Trang Minh, giờ phút này lại tăng thêm cái này 30 tôn thần ma. Dù là không thể ngưng kết quân trận, chỉ là hợp lực hành động, nhưng đội hình như vậy, đủ để cho người gặp chi mà sinh ra sợ hãi. Nguyên bản tự giác chân huyền phía dưới vô địch thủ độ pháp đạo nhân cao vân chân, đã là thoi thóp. Dù là hắn bản lĩnh lại cao, cũng địch không ở một cái trang minh, tăng thêm 30 tôn thần ma vây công. Đều nói ngài đào mệnh bản sự, chính là thế gian tuyệt đỉnh, ngay cả chân huyền đều bắt không được. Trang minh nhìn xuống xuống tới, ngậm cười nói, liền ngay cả tụ thánh sơn thứ ba chân truyền, đều đã từng muốn tìm kiếm này pháp. Bất quá hôm nay nhìn đến, này pháp cũng có sơ hở. Bàn về đạo hạnh tích lũy, vị này áo bào đen lão đạo đã là cực kỳ viên mãn. Bàn về đấu pháp bản sự, có lẽ cũng không kém hơn nhân kiệt bản trước 10. Về phần chạy trối chết bản sự, có thể tính chân nhân chi cảnh ở trong thứ nhất. Lần này cái này cao vân chân, kỳ thật bàn về bản lĩnh, có lẽ chỉ so với trang minh thân người Vẹn vẹn yếu nửa bậc mà thôi, chỉ là Chu Nguyên bắt đấu thất tuyệt trận bị phá, pháp kiếm bị hao tổn, phất trần bị đoạn, tăng thêm hư hồng kiếm quyết kinh trụ hắn, mới khiến cho hắn cảm thấy khó mà tùy tiện tru sát trang minh, ngược lại quay đầu liền chạy. Thượng Nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, đã bị hắn tu đến xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt, phân hóa 24 đạo thân ảnh, hư hư thật thật, thật thật giả giả, chân huyền cũng phân rõ không ra, khó mà giữ lại nào biết Trang Minh tại xung quanh lại có 30 tôn thần ma. Ta chỗ này có 30 tôn thần ma, tăng thêm ta bản thân, chừng 31 vị, ngài chỉ cần luyện liền 32 đạo phân thần, mới có thể từ trong tay của ta đào mệnh mà đi, bây giờ chỉ có 24 đạo, kém một chút. Trang Minh vừa cười vừa nói, đơn đã độc đấu, cho dù ta có thể thắng ngươi, cũng không để lại ngươi, chỉ tiếc ngươi số mệnh không tốt. Cao Vân chân há hốc mồm, có chút thở dốc nghiêm nghị nói lão đạo lúc này ngược lại thật sự là là cấm trang minh cười một tiếng nói đúng vậy a à, cấm cao vân chân ngẩng đầu lên ánh mắt quét về phía xung quanh nhiều người thần ma nói thủ hạ ngươi lại có ba mươi tôn thần ma trang minh gật đầu nói như ngươi thấy cao vân chân im lặng một lát nói lão phu dù không bằng ngươi cũng là chân huyền phía dưới bản sự cao nhất kim đan chân nhân một trong. Trang Minh thở ra một hơi, nói, điểm ấy ngược lại không phủ nhận, cho dù không có cái này 24 đạo phân thần, bàn về chính diện tranh đấu, ngươi nếu không sinh thoái ý, ta cũng cần phí thật nhiều công sức, mới có thể đem ngươi đánh bại. Mà như có phân thần, hư hư thật thật, luôn luôn không giết được ngươi chân thân, có lẽ liền đứng ở thế bất bại, ta có lẽ có thể thắng ngươi, lại không thể giết ngươi, thậm chí cũng hao tổn bất quá ngươi cao vân chân dừng lại nói lão đạo lần này coi thường ngươi trang minh cười nói nhưng ta sẽ không nhỏ nhìn ngươi cao vân chân ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng lập tức nói như vậy một tiếng ầm vang trang minh chập chỉ thành kiếm lôi quang xuyên qua trán của hắn như vậy ngươi liền nhận lấy cái chết a à. cao vân chân trên mặt còn sót lại lấy không cách nào tinh thần sắc. Mà Trang Minh thu ngón tay về, cũng mang theo vài phần nhàn nhạt tiếc núi. Đáng tiếc không tại mang hoang, không có long huyết thánh trì, nếu không, trao tặng thương long thánh điển, vận chuyển này pháp, trải qua thánh hồ tẩy lễ, liền cũng coi là một cái khác nam vân thanh. Nhưng long huyết thánh trì bên ngoài, cho dù thương long thánh điển bất phàm, cũng vô pháp để hắn chân chính định ra trung thành chi niệm. Nếu như lần này bỏ qua cho cái này cao vân chân, bằng vào hắn 24 nói phân thần chạy trối chết bản sự, cũng không dễ dàng lần nữa bắt lấy. Đã không hàng phục được, liền tỉ ngươi lên đường. Trang Minh nói như vậy đến, nói khẽ, đáng tiếc ngươi hơn 200 năm đạo hạnh, cái này một thân kim đang viên mãn tu vi, các loại đấu pháp tinh diệu tạo nghệ, đều trôi theo nước chảy, hết thảy thành không. Như tại mang hoang bên trong, ngươi nhưng tồn tại tính mệnh, mà làm việc cho ta bằng bản lãnh của ngươi vốn cũng có thể làm phụ tá đắc lực. Độ pháp đạo nhân cao vân chân tiêu giao thế gian hai trăm năm chân huyền lão tổ cầm không ở bảo mệnh có thể tính đệ nhất nhân đối tại thế gian nhân kiệt bản cũng chỉ có trước mười nhân vật có thể để cho vị này độ pháp đạo nhân coi trọng mấy phần. Bởi vậy lần này thủ ba mươi vạn tụ linh đang cùng một viên xương ngọc đến giết nhân kiệt bản thứ ba mươi trang minh đối với hắn mà nói cũng bất quá việc rất nhỏ chớ nói nhân kiệt bản thứ ba mươi chính là nhân kiệt bản trước mười với hắn mà nói cũng chỉ là giá tiền cao thấp khác nhau mà thôi cho dù đấu không lại cho dù giết không thành chí ít hắn có nắm chắc trốn chạy mà đi chỉ là cao vân chân cũng không ngờ đến trang minh bên người còn có ba mươi tôn thần ma hắn chỉ từ trên thân triệu vũ nhận lấy tru sát một cái trang minh thù lao lại đón nhận 31 vị chân nhân cấp số tồn tại. Hắn ỷ vào có 24 đạo hư thực chi thân, lại vẫn cứ gặp được 31 vị có năng lực ngăn cản tự thân nhân vật. Cái gọi là lật thuyền trong mương, ước chừng chính là như thế. Hắn chưa hề nghĩ tới, tru giết nhân kiệt bản trên hàng đầu ở trong tối hữu danh vô thực trang minh, vậy mà lại đem tính mệnh mắc vào, tại chân huyền trong tay đều chưa từng bị bắt hắn, liền triệt để cấm đến nơi này trước khi chết, đã có không cam lòng, cũng có hối hận, càng có khó có thể tin. Ngang nhiên tiếng long ngâm lên. Trang Minh bỗng nhiên há miệng. Có một đạo quang mang, từ trong miệng bắn ra, xuyên phá cao vân chân đan điền. Chật đạo tia sáng này, liền là về sau. Trang Minh bỗng nhiên há miệng, nuốt vào đạo tia sáng này. Trước sau bất quá thời gian nháy mắt, hắn liền đem giao long chi thân, từ trong đan điền, trải qua trong miệng thốt ra, thừa dịp Cao Vân chân bỏ mình, kim đang bắt đầu tán loạn trong nháy mắt, đem kim đang nuốt xuống, để mà tăng thêm tự thân. Nhưng giờ phút này nhìn đến, thu hoạch có ít, chỉ sợ không bằng dĩ vãng kinh người như vậy. Quả nhiên là gậy dài trăm thước, khó tiến một bước. Trang Minh hít một tiếng, cái này các loại tạo nghệ tu vi, cái này các loại nội tình kim đan, chưa hẳn có thể để cho giao long thành dài bao nhiêu. Theo đạo lý nói, Cao Vân Chân bây giờ mưu cầu chân huyền, chỉ vì hắn Kim Đan đã gần đến hồ viên mãn, thêm thượng công pháp chí cao, nội tình cũng là cực sâu, so với âm vu chu Kim Đan còn cao hơn nửa một bậc. Mà so với nếp bình Kim Đan, càng là hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nhưng như thế nội tình Kim Đan, nuốt vào, trải qua luyện hóa, giao long chi thể cũng chỉ là tăng một tia. Cứ việc giờ phút này chưa toàn bộ luyện hóa, nhưng căn cứ dưới mắt suy tính, luyện hóa cao vân chân kim đan, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn giao long chi thân, bao dài ra một trưởng đến hứa. Giao long tu vi, càng là tới gần viên mãn, liền càng là khó mà hoàn thiện. Trang Minh trong lòng có minh ngộ, chính như kim đan tu tới thượng tầng, mỗi rèn luyện một phần, mỗi tiến bộ một tia, đều cực kỳ gian nan. Hắn như vậy độc lấy, lại nhìn hạ cao vân chân thi thể, bàn điểm hạ di vật trước mắt nhìn đến chỉ một thanh pháp kiếm một cây phất trần một khối trận bàn một cái hát bào cùng một cái túi pháp kiếm tàn tạ phất trần đoạn tia trận bàn tổn hại mà áo bào đen hoàn chỉnh túi không hư hại cái này áo bào đen cũng coi như một kiện không tầm thường pháp bào nhưng là cái này túi nhìn xem thô ráp không có nửa phần quan trạch không có nửa điểm linh tính giống như là phàm trần bách tính trong nhà bệnh thô túi vải thường thường không có gì lạ nhưng cao vân chân nhân vật như vậy mang theo người như thế nào lại là phổ thông túi cái này chẳng lẽ trang minh sắc mặt biến hóa đưa tay nhấn một cái rơi vào túi phía trên cao vân chân vốn liếng ấn đạo lý nói không thể bảo là không phong phú cứ việc là giết người mà đến nhưng người này tự phụ tại đào mệnh bản lĩnh chi cao chưa hẳn sẽ khắc dấu một chỗ hắn lấy ra cái này túi có chút nhắm mắt pháp lực quán chú trong đó túi quang mang lóe lên mà trang minh cũng theo đó mở to mắt trên mặt của hắn nổi lên cực kỳ thần sắc mừng rỡ thái vũ túi càng khôn đạo môn bên trong có trong tay áo dấu càng khôn trong lòng bàn tay ngưng thế giới thuyết pháp cũng có xuất địa thành thốn một bức trăm ngàn dặm bí thuật phật môn bên trong cũng có nạp tu di tại giới tử truyền thuyết. Nhưng là, đây chỉ là tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong truyền thuyết. Đại sư Huynh đã từng đề cập, có thể đem rộng lớn một vực, dung nạp trong tay tâm ở giữa, chính là đại thần thông, mà có như thế thần thông, không khỏi là đại thần thông giả. Phóng nhãn đương kim trên đời, liền ngay cả chân huyền lão tổ đều không thể làm được. Nghe đồn chân huyền chính ấn thông tiên lộ, nhưng thế gian chân huyền chính ấn lão tổ, cũng vô pháp làm đến bước này, chắc hẳn chỉ có chân huyền phía trên tiên thần, những cái kia tồn tại ở trong cổ tịch, đã tuyệt tích tại thượng cổ những cái kia đại thần thông giả, mới có bản lĩnh như vậy. Mà hiện nay trên đời, giữa thiên địa, chân huyền chính ấn là cao nhất. Cũng tức là nói, không có người có thể sáng tạo cái này các loại trí bảo. Chỉ có một ít truyền thừa cổ xưa mới còn sót lại bảo vật như vậy độ pháp đạo nhân cao vân chân, có hoàn chỉnh cổ lão truyền thừa, hắn ngay cả cái kia truyền thừa để lại thái vũ túi càng khôn, cũng đều được rồi. Trang Minh rung động trong lòng, nhưng lại là cực kỳ kinh hỉ hắn đem cảm giác thăm dò vào trong đó, chỉ cảm thấy bên trong rất là rộng lớn. Phương viên gần ba trượng, chừng một tòa sân nhỏ phạm vi. Bên trong các loại sự vật, nhiều vô số kể, có thể bị cao vân chân cất giữ, đa số thiên tài địa bảo, càng còn có thế gian hiếm thấy vật quý hiếm. Cứ việc bên trong sự vật rất nhiều, nhưng là phân loại cực kỳ rõ ràng. Các loại đan dược, các loại kỳ vật, đủ loại thiên tài địa bảo, pháp bảo trận bàn các loại, số lượng rất nhiều. Mà lại tại góc đông nam rơi, có vô số bình ngọc, rõ ràng là tụ linh đan, lấy mỗi bình trăm viên làm cơ sở, tổng cộng 4.000 hơn 600 bình, cũng tức là nói, cao vân chân trong tay, có hơn 46 vạn tụ linh đan Cái này cao vân chân bảo tàng Quả thực như là một tòa tông môn bảo khố Chẳng lẽ gia hỏa này 200 năm đến Đều tại giết người cướp của hay sao Bình thường tông phái tích lũy Chỉ sợ đều không có hắn tới thâm hậu Cho dù Trang Minh là người làm ăn xuất thân Luôn luôn quen thuộc tài đại khí thô Giờ này khắc này Cũng không khỏi đến nỗi sợ hải thang không nói những cái kia thiên tài địa bảo, đang dược pháp bảo chi lưu, riêng là cái này 46 vạn tụ linh đan, liền hơn xa tại tuyệt đại đa số kim đan chân nhân vốn liếng. Bây giờ Trang thị thương hội đem muốn đi vào người tu hành thư thị bên trong, đi định ra sinh ý căn cơ, thiếu nhất không phải phàm tục ngân lượng, mà là những này tụ linh đan. Trang Minh buông xuống thái vũ túi càng khôn, thầm nghĩ trong lòng, khó trách giết người đoạt bảo sự tình tại tu hành giới cho tới bây giờ nhiều lần cấm không ngừng, chỉ cần một lần giết người, liền có thể đoạt đối phương cả đời tích lũy. Cái này cao vân chân 260 năm vốn liếng, liền không biết ta muốn tại khư thị bên trong, kinh doanh bao nhiêu năm sinh ý, mới có thể tích lũy đạt được. Như vậy đọc lấy, hắn nhìn về phía cao vân chân thi thể, cũng không thấy đối phương khuôn mặt đáng ghét, chỉ cảm thấy có chút thân cận hiền lành, giống như là cái khẳng khái nhân nghĩa người hảo tâm. Lần này, hắn đạt được, không chỉ là 46 vạn tụ linh đan, cùng cái này chúng nhiều bảo vật. Càng là còn có ngay cả chân huyền cấp mấy người vật, đều có chút để ý truyền thừa. Đây là thuộc về cổ lão truyền thừa chính thống đạo nho. Có không kém hơn Đông Châu Phúc Địa các tiên tông trấn phái công pháp tu hành công quyết, tên là chân quân huyển thần công lại có chu nguyên bắt đấu thất tuyệt trận bàn phương pháp luyện chế có một môn cực kỳ huyền ảo tinh đấu kiếm quan còn có giỏi về ẩn tàng cũng giỏi về chạy trối chết âm thần độn quan còn có cao vân chân cầm chi hoành hành không sợ phân hóa thân ảnh tại chân huyền trong tay chạy trối chết môn kia bí thuật thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật độ pháp đạo nhân bản lĩnh có thể nói cực kỳ cường đại kim đang bên trong nhất là tuyệt đỉnh nhưng bảo vật của hắn kho tàng cũng đồng dạng là cực kỳ phong phú tại kim đan cấp độ bên trong luận vốn liếng giàu có có thể cùng hắn đánh đồng chỉ sợ cũng lác đác không có mấy chỉ tru diệt một cái cao vân chân liền để trang minh có một loại phát tài cảm giác đối với tả kỳ quân đại thống lĩnh triệu vũ trang minh cũng ít đi một phần địch ý lần này giết chết một cái cao vân chân lần tiếp theo triệu vũ đại thống lĩnh lại sẽ mời đến vị cao nhân nào nếu là chân huyền cấp số cao cao tại thượng bằng hắn vị này tả kỳ quân đại thống lĩnh lại cũng chưa chắc mời được đến hoặc là mời được thương vương xuất thủ hoặc là mời được thương vương ra mặt mời đến chân huyền nhưng trước đến đây nhìn lấy người này tính tình vì thế tư oán sẽ không dễ dàng kinh động thương vương trang minh như vậy đọc lấy liền lại phân phó nói thu thập một chút thôi trong cơ thể hắn sinh cơ cũng bị long quân hấp thu bây giờ chỉ là một bộ tàn thi mà thôi dù sao cũng là đương thời nhất là tuyệt đỉnh chân nhân lại đưa tới cái này rất nhiều bảo vật chỉ cần hậu tán với hắn bạch khánh lên tiếng là nhìn về phía áo bào đen lão đạo thi thể đang muốn động thủ chuyển thi liền lại nghe được công tử thanh âm truyền đến áo bào đen lột cái gì không phải nói hậu tán đây là kiện thượng đẳng pháp bào, cực kỳ bất phàm. Được rồi, quay đầu hạ tán lúc, ta cho hắn đổi một kiện giày đặc điểm áo bông. Bạch Khánh như vậy nói một câu, lại chần chờ nói, công tử, ngài xuyên cái này người chết quần áo, sẽ có hay không có một ít suối quẩy. Mà lại cái này áo bào đen cùng ngài không hợp thích lắm. Trang Minh bình thản nói, cho ngươi mặc. Bạch Khánh rung lên, sau đó sờ sờ mặt. Trang Minh cười âm thanh, nói, ngươi giết người vô số, còn sợ mặc một bộ người chết quần áo. Bạch Khánh cười đắc ý, nói, vậy cũng đúng. Sau khi nói xong, hắn gọn gàng mà linh hoạt, đem cái này áo bào đen lão đạo cho lột sạch sẽ. Tàn tạ phất trần cùng pháp kiếm, bản thân chất liệu cũng đều không tầm thường, thuận tay bị Trang Minh lấy ra, sau đó nhét vào thái vũ túi càng khôn ở trong. Xung quanh rất nhiều thần ma, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Bạch Khánh quay đầu nhìn lại, trung lên. Lúc trước công tử cầm qua cái này túi, luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt, liền có chút vẻ vui mừng, bây giờ đem sự vật hướng kia trong túi đưa tới, tay liền rỗng. Những vật kia đi đâu? Nhớ kỹ bộ lạc bên trong cung điện sao? Trang Minh lại cười nói, có đại thần thông giả, dưới ngòi bút thành họa, tự thành một phương động thiên, mà cái này túi tên là thái vũ túi càng khôn cũng là đại thần thông giả nạp một phương chỗ tồn trong đó đừng nhìn cái này tiểu túi tiền bên trong rộng lớn không thua gì một tòa trạch viện bạch khánh lộ ra sợ hãi thang chi sắc nói còn có bảo bối như vậy cái này nếu là trở lại đông thắng vương triều chúng ta đi đón trần vương buôn bán muối lậu sinh ý một lần trang một túi một túi một nhà kho còn không sợ bị quan phủ ra còn không cần giao thuế. Trang Minh thu túi chỉ làm không có nghe thấy. Xung quanh chư vị thần ma xuất thân mang hoang ngược lại nghe không ra lời này có gì không ổn. Chỉ là bạch Khánh sờ lên đầu ngượng ngập chê cười nói cầm cái này các loại bảo bối đi buôn bán muối lậu là có chút không ổn a à, tại Đông Thắng Vương triều áp vận quan muối đến mấy lần quen thuộc. Trang Minh cảm thấy bất đắc dĩ chợt lại nói. Người đem vị này người hảo tâm tán, về phần huynh đệ khác, tiếp tục ẩn hạ khí tức, trở về nghỉ ngơi a." À. Hắn nói như vậy đến, khẽ ngẩng đầu. Vừa mới đấu pháp, mặc dù không có tác động đến quá rộng, nhưng là cốc địa chính lệnh cùng phó lệnh, đại khái đã phát hiện. Trưởng ấn phủ Tôn Phong luận, 89 phần 10 cũng tại trên đường chạy tới. Chưa qua bao lâu, Trang Minh chỉ là ăn xong điểm tâm, còn không tới kịp cẩn thận kiểm nghiệm trong bao vải các loại sự vật, trưởng ấn phủ tôn phong luận, liền đã đến tới. Mà tại phong luận lão đạo thấy Trang Minh một nháy mắt, rõ ràng kinh ngạc một chút. Ngươi không có chuyện. Chẳng lẽ phong lão còn ngóng trong trang mổ xảy ra chuyện? Phong luận thần sắc kinh dị, trong lòng đối với Trang Minh bản sự, lại lần nữa nhổ cao một cái cấp độ, thần sắc ở giữa, thêm nhiều mấy phần kính ý lúc trước hắn kính sợ chính là tụ thánh sơn chân truyền đệ tử thân phận bây giờ thêm nhiều mấy phần kính sắc là trang minh bản sự nói trở lại phong luận phủ tôn đến thật nhanh lão đạo tiếp được cốc địa chính lệnh truyền đến tin tức liền biết nơi đây xảy ra sự tình phong luận lên tiếng nói lão đạo đã chất vấn qua triệu vũ vốn cho rằng ngươi lần này chỉ sợ đáng lo chưa muốn ta lại bình yên vô sự trang minh lại cười nói ngươi làm ta nhân kiệt bản người thứ 30, là hư vị hay sao? Đến cái hạng người gì, đều có thể giết ta trang minh. Ngươi có biết người kia là ai? Độ pháp đạo nhân cao vân chân, đã từng đứng hàng nhân kiệt bản thứ 72, về sau tuổi tác quá cao, mà bị xóa tên, đến nay lại ma luyện tích lũy 200 năm, xác thực không kém, đương kim trên đời, chân nhân bên trong, có thể ép qua hắn, không có mấy cái thế nhưng là hắn đến giết ngươi, lại là thất thủ. Phong luận cảm thán nói, nhìn đến bản lãnh của ngươi, so lão đạo trong tưởng tượng cao hơn. Vẫn được. Trang Minh cười nói, tự vệ còn có thể. Cao vân chân bên kia, lão phu sẽ lên báo đại sở Vương Thành, truy nã với hắn, nhưng là không có chứng cứ, chưa hẳn có thể định người giật dây chịu tội. Phong luận lên tiếng nói, Cao Vân Chân đều không giết được ngươi, tạm thời tới nói, triệu vũ hẳn là cũng tìm không thấy mạnh hơn hắn người, nhưng việc này chỉ sợ khó khăn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Không sao, lúc đầu cũng chưa từng cân nhắc trải qua cao vân chân đến định vị kia tả kỳ quân đại thống lĩnh chịu tội. Trang Minh cười một tiếng, nói, về phần truy nã cao vân chân nha. Làm sao? Phong luận nghe được thanh âm hắn khác thường, lên tiếng hỏi. Bị ta giết. Trang Minh đáp. Cái gì? Phong Luận vì đó khẽ giật mình. Cao Vân Chân bị ta giết." Trang Minh nói. Phong Luận trên mặt nổi lên khó có thể tin thần sắc, nói, "Ngươi giết hắn?" Cao Vân Chân xác thực tu vi không tầm thường, trong truyền thuyết có thể tại Chân Huyền Thủ hạ bảo mệnh bản lĩnh, cũng xác thực không tầm thường. Trang Minh hời hợt nói, "Hắn bị ta sau khi đánh bại, chuẩn bị dùng cái này thuật đào mệnh, phân thần hóa ra 54 người." đều bị ta khám phá, từ đó đánh bại. Cái này. Phong luận chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Trang Minh thấy thế, cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Hắn đem 30 tôn thần ma khí tức, đều quy về cao vân chân trốn chạy chi thuật. Kể từ đó, Trang Thị thương hội cái này 30 tôn thần ma nội tình, vẫn là có thể ẩn giấu được. Chỉ bất quá ở trong mắt phong luận, ước chừng hắn trang minh mới là trang thị thương hội chỗ dựa duy nhất cũng là lớn nhất nội tình cao vân chân vẫn lạc phong luận trôi qua nửa ngày mới chậm một chút cao vân chân là cái kia một đời người tu hành năm đó trên nhân kiệt bản cũng là nhân vật phong vân về sau tại chân huyền dưới tay trốn chết mà thanh danh đại chấn đến giờ này ngày này mặc dù tại thế hệ trẻ tuổi người tu hành bên trong thanh danh của hắn không tính quá mức vang dội nhưng là biết được độ pháp đạo nhân cao vân chân cũng sẽ không khinh thị cái này một vị có cổ lão truyền thừa tán học tu sĩ bầu không khí yên lặng nửa ngày phong luận nhìn về phía trang minh ánh mắt lộ ra càng thêm phức tạp thanh danh hiển hách độ pháp đạo nhân cao vân chân hôm nay bị trang minh giết chết mà lại nghe nói năm đó cao vân chân từ chân huyền trong tay đào thoát lúc trên đó nguyên phân thần hóa niệm chi thuật chỉ có thể phân hóa ra 24 đạo khu thể, bây giờ Trang Minh lời nói, cũng đã tu luyện đến 54 đạo khu thể. Nhưng dù cho là 200 năm trước liền đã danh xưng bảo mệnh bản lĩnh kim đan đệ nhất cao vân chân, tại 200 năm sau hôm nay, phương pháp bảo vệ tính mạng tạo nghệ có tăng lên, nhưng vẫn là bị Trang Minh giết chết. Hẳn là cái này Trang Minh đã tiến vào chân huyền chi cảnh. Phong luận lão đạo trong ánh mắt, lập tức kinh nghi bất định hắn không khỏi nghĩ lên trước đây không lâu tại tụ thánh sơn phúc địa trung vọng sơn tìm long sơn trang lúc ấy hắn đã từng muốn giết trang minh diệt khẩu chém xuống giao long mà trốn chạy rời đi cuối cùng suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng không dám vọng động đành phải coi như thôi bồi thường một bình cửu dương hoàng chân đan nơm nớp lo sợ rời đi sau đó chưa mấy ngày nữa liền tại thiên ngự phúc địa lại lần nữa nhìn thấy trang minh Giao Long tu vi lại lại triển lộ ba phần, mạnh hơn tại Tụ Thánh Sơn lúc thấy, mới khiến cho hắn biết được, kỳ thật Giao Long bản lĩnh áp đảo tự thân, chỉ là ẩn mà không phát thôi. Nhưng giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, cái này Tụ Thánh Sơn thứ 13 chân truyền đệ tử bản lĩnh, dựa vào không phải kia một con Giao Long, cái này nuôi long quân bản thân, cũng không phải nhân kiệt bản trên trí mạng sơ hở. Về nhớ ngày đó, cũng may ngày đó tại tụ thánh Sơn Phúc Địa không có vọng động, nếu không, hắn phong luận chỉ sợ cũng đã thân tử đạo tiêu. Cũng cũng may ngày đó tại gian địa thời điếm, có thể quyết định thật nhanh, phế đi kia nghiệp đồ, miễn đi ngày sau tai họa. Cái này trang minh có thể giết cao vân chân, cho dù không phải chân huyền, chí ít cũng là nhân kiệt bản trước ba bản sự. Ngươi ngược lại là dấu tốt sâu. Phong luận lão đạo thanh âm bên trong, tràn đầy khó tả phức tạp tại thiên ngự phúc địa đến nay hắn cùng trang minh liên hệ cũng không tính ít cái này cho tới nay cũng đều làm cái này trang minh bản thân tu vi không cao lần này mới biết thâm tàn bất lậu là vì uyên thâm khó lường phong lão quá khen trang minh cũng biết lão đạo này tất nhiên có chỗ hiểu lầm cũng không có giải thích chỉ như vậy mơ hồ lên tiếng bảo trì lại tại phong luận trong lòng kia giỏi về dấu dốt viên thâm khó lường ấn tượng người giết chết cao vân chân thanh danh chi cường thịnh tất nhiên sẽ bị đẩy lên cao hơn tình trạng phong luận lão đạo thần sắc dị dạng nói học sĩ phủ liệt ra nhân kiệt bản nhưng không đơn thuần là vì danh âm thanh sắp xếp mà thôi bọn hắn giỏi về trợ giúp chắc hẳn này lần về sau học sĩ phủ lại phải cho ngươi định một chút thanh danh thôi động một chút phong ba không sao nay lần về sau, chắc hẳn sẽ không còn có người cảm thấy ta nhân kiệt bản thứ tự chỉ là may mắn mà thôi. Trang Minh như vậy cười nói, nhẹ nhàng vung tay áo. Lần đầu đánh bại Minh Hỏa kiếm Bạch Ly, bởi vì quá khứ bừa bãi vô danh, mà hoành không xuất thế, không khỏi lần thụ chất vấn. Tại hai lần đánh bại âm vu chu về sau, chất vấn âm thanh liền giảm bớt rất nhiều, chỉ là vẫn có thật nhiều cố chấp hạng người, không muốn thừa nhận mình lúc trước nhìn sai rồi nhưng cái này lần thứ ba, đánh bại đã từng nhân kiệt bản 72, tại chân huyền thủ hạ còn có thể chạy trốn cao vân chân, còn có ai sẽ kinh thị với hắn cái này nhân kiệt bản thứ tự. Mà lại, cao vân chân thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, cũng đã bị hắn thu hoạch. Từ nay về sau, cái này cũng sẽ là bản thân hắn phương pháp bảo vệ tính mạng. Nếu như có phương pháp này, tại học sĩ phủ bên kia, tất nhiên sẽ còn đem tên của hắn lần đề cao cao vân chân truyền thừa phong luận lão đạo chần chừ một lúc đã nhập tay ta trang minh cũng không phủ nhận hắn cho dù phủ nhận hơn phân nửa cũng không người nào nguyện ý tin tưởng cái này phong luận lão đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích đối với nghe đồn bên trong được vinh dự đông châu thứ nhất bảo mệnh bí pháp có thể lấy tu vi kim đan mà chạy ra chân huyền chi thủ thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật hắn cũng đồng dạng cực kỳ khát vọng chỉ bất quá hắn cũng hiểu biết, này thuật giỏi về bảo mệnh, Trang Minh cũng không có khả năng bởi vì giữa hai người cái này chút giao tình, mà mượn hắn nhìn qua. Cái này động quan chi thuật, sở dĩ được xưng là bảo mệnh bí thuật, liền là bởi vì thần bí khó lường, mà khiến cho hắn người vô pháp hiểu thấu đáo. Năm đó nếu là này ngoài vòng pháp luật truyền, chỉ sợ cũng có chân huyền lão tổ, căn cứ cái này pháp môn, mà nghiên cứu ra khắc chế chi pháp. Cao Vân Chân cũng không cách nào tiêu giao nhiều năm như vậy. Năm đó Cao Vân Chân đến này cổ lão truyền thừa, liền bị chân huyền nhân vật truy sát, bây giờ cái này các loại truyền thừa lại rơi vào tay ngươi, chỉ sợ ngươi trang minh ngày sau cũng chưa chắc có thể được an ổn. Phong Luận lão đạo nói như vậy tới. Đa Tạ Phong lão lo lắng liên quan tới việc này, tại ta phải biết thân phận của hắn, mà ra tay giết hắn thời điểm, liền có điều chuẩn bị trang minh gật đầu đáp mặt khác việc này sợ cũng không tốt giấu giếm phong luận lão đạo thở ra một hơi nói nếu không phải có triệu vũ lão đạo có thể vì ngươi ẩn hạ việc này bất quá triệu vũ cũng sẽ không vì ngươi ẩn hạ việc này cho nên chuyện hôm nay nếu như thương vương vấn trách lão đạo sẽ như thực cáo tri không sao trang minh mỉm cười gật đầu thất phu vô tội mang ngọc có tội cao vân chân giết không được ngươi triệu vũ tất nhiên sẽ mượn cao vân chân trên người truyền thừa đến giết ngươi phong luận lão đạo ngôn ngữ bên trong bao hàm thâm ý đáp ngươi tự giải quyết cho tốt vị này tả kỳ quân đại thống lĩnh mượn đao giết người bản sự ngược lại là rất cao minh trang minh ánh mắt ngưng lại bỗng nhiên cười nói hắn mời được cao vân chân thời điểm chẳng lẽ liền ngay cả ta giết chết cao vân chân điểm này cũng đều nghĩ qua a à? giữa trưa tả kỳ quân đại thống lĩnh triệu vũ thần sắc lạnh lùng trong tay hắn tiếp một đạo tin tức tin tức trên xưng trang minh hôm nay buổi sáng hướng cốc địa an dương hồ ngắm cảnh cao vân chân mặc dù là cầu đạp phá chân huyền chi cảnh mà không từ thủ đoạn nhưng được bảo vật liền tất nhiên là sẽ ra tay bây giờ chỉ có một lời giải thích cao vân chân thất thủ không phải là có chân huyền can thiệp mà làm cao vân chân thất thủ hắn truyền cho cao vân chân tin tức đến nay chưa có trở về tin đại thống lĩnh có một viên tiểu tướng vội vàng mà tới ừm triệu vũ xoay người lại cốc địa chính lệnh âm thầm truyền đến tin tức hôm nay lúc bình minh có chân nhân đấu pháp rất là mãnh liệt lại số lượng cực chúng nhưng chưa qua bao lâu liền là ngừng Khi tiểu tướng đáp ồ Triệu Vũ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Cao Vân chân mục đích không trúng, liền lập tức rút đi. Hắn làm người cẩn thận, nhưng cũng nói được. Cốc Địa Chính lệnh còn nói tới, vương gia vẫn trách trưởng ấn phủ Tôn Phong luận. Tiểu tướng tiếp tục nói. Phong luận nói thế nào? Triệu Vũ thần sắc lạnh lùng, nói, lão gia hỏa kia hướng vương gia đề cập bản tướng rồi. Không có. Tiểu tướng này đáp, nhưng là phong luận đề cập, Cao Vân Chân đã vẫn lạc, bị Trang Minh giết chết. Cái gì? Triệu Vũ biến sắc, lộ ra thần sắc kinh dị. Khi tiểu tướng thấp giọng nói, vừa mới tin tức truyền đến, ngay tại hướng cốc địa chính lệnh xác minh, đại thống lĩnh phải chăng muốn hướng vương gia, tìm một chút hư thực. Triệu Vũ trầm mặt thật lâu, chậm rãi phất tay, nói, cốc địa chính lệnh đã truyền đến tin tức, 89 phần 10 là thật. Giờ này khắc này. Triệu Vũ trong lòng, cũng đồng dạng cực kỳ rung động. Người khác không biết Cao Vân Chân bản sự, nhưng hắn mà biết quá sâu. Năm đó mở ra kia cổ lão động phủ, đến lấy được hoàn chỉnh cổ lão truyền thừa, tổng cộng có 18 vị chân nhân liên thủ, trong đó 12 vị vẫn lạc tại động phủ bố trí bên trong, bốn người khác, bị hắn liên thủ với Cao Vân Chân giết chết. Hai bọn họ cắt đến một kiện bảo bối. Cao Vân Chân trong tay là thái vũ túi càng khôn, bên trong ẩn dấu kia cổ lão truyền thừa hoàn chỉnh chính thống đạo nho. Mà trong tay hắn xương ngọc, một mực không cách nào khám phá huyền cơ. Những năm gần đây, Cao Vân Chân đối trong tay hắn xương ngọc, cực kỳ để bụng. Mà hắn đối với Cao Vân Chân có truyền thừa, cũng không phải không có biện pháp. Bàn về bản thân Tu Vi, cùng là Kim Đan Thượng tầng, Cao Vân Chân muốn so hắn nội tình trầm hơn, bản lĩnh cao hơn, pháp thuật càng huyền, nhưng hắn thì là có năm vạn tả kỳ quân tinh nhuệ, thật muốn chính diện vây giết Cao Vân Chân, cũng có hy vọng đắc thủ. Nhưng là Cao Vân Chân năm đó ở chân huyền thủ hạ, đều phải lấy chạy trốn, hắn không có nắm chắc, cũng không có lỗ mãn xuất thủ, cùng Cao Vân Chân kết xuống tử thù. Nhưng chân huyền đều giết không được Cao Vân Chân, lại vẫn lạc tại Trang Minh trong tay. Đừng nói nhân kiệt bản 30 vị trí đầu, chính là nhân kiệt bản trước ba sợ cũng chưa chắc có thể đánh bại cao vân chân mà cho tới nay thế nhân đều biết đánh bại cao vân chân là một chuyện có thể nghĩ muốn tru sát cao vân chân cũng chỉ có chân huyền xuất thủ cái này trang minh đến tột cùng là bản lãnh gì cái này nuôi long quân chưa hẳn dựa vào chỉ là giao long triệu vũ trong lòng ngộ ra cũng có một cổ càng cường đại hơn cảm giác nguy cơ trang minh bản sự, so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn. Có thể giết cao vân chân, cũng liền mạnh hơn hắn triệu vũ. Bây giờ đến xem muốn giết trang minh, hoặc là chân huyền cấp số nhân vật xuất thủ, hoặc là hắn tự mình dẫn năm vạn tả kỳ quân, nhưng kết quân trận vây giết. Đại sở Vương Thành, Trung Nguyên Cảnh, học sĩ phủ ở trong. Cao Vân Chân vẫn lạc sự tình, truyền đến Thương Vương phủ, liền cũng lập tức truyền đến học sĩ phủ người này thanh danh hiển hách, không nói đào mệnh bản sự, vứt bỏ tuổi tác tới nói, hắn đấu pháp bản lĩnh, cũng cổ có nhân kiệt bản trước mười. Cao Vân Chân vẫn lạc tại trang minh chi thủ. Học sĩ phủ bên trong, một trận yên lặng. Nhớ tới trước đây không lâu, ban sơ định ra trang minh là nhân kiệt bản thứ 36, ở đây chư vị đều rất nhiều nghị luận, phần lớn là đối trang minh bản thân thực lực tương đối chất vấn, cũng không tán thành lúc này, thậm chí cảm thấy đến người này không nên lên bảng, cuối cùng vẫn là đế sư xuất mặt, mới là định ra lúc này. Về sau trang minh phòng thủ mà không chiến, thế gian người tu hành tùy theo chất vấn học sĩ phủ, mà học sĩ phủ bên trong, cũng đối với người này sắp xếp, cảm thấy có chút xấu hổ. Chưa qua bao lâu, âm vu chu bị trang minh giết chết. Đây coi như là trang minh một trận chiến chính danh. Lúc này mới qua nhiều ít ngày liền ngay cả độ pháp đạo nhân cao vân chân cũng đều vẫn lạc trên tay hắn cái này lại nên đem hắn xếp tại cái nào một hàng cho dù trang minh là mượn giao long chi lực mà tru diệt cao vân chân nhưng hết lần này đến lần khác nhiều lần bại địch đều có thể bảo trì bản thân không tổn hao gì ai còn dám nói hắn là nhân kiệt bản trên lớn nhất trí mạng sơ hở chẳng những đánh bại cao vân chân còn tru diệt cao vân chân Cao Vân Chân từng tại chân huyền trong tay đào thoát, lại bị Trang Minh tiêu diệt, như vậy lần này Trang Minh vị lần, phải làm sắp xếp ở đâu? Người này không khỏi quá mức thần bí, phản phất được một tầng lại một tầng khăn che mặt bí ẩn, mỗi một trận đều sẽ triển lộ ra mạnh hơn bản lĩnh, hắn thực lực chân chính, lại nên sắp xếp ở đâu? Đám người nghị luận rất nhiều, rất là sợ hãi thang. Cái này cũng không riêng là đại sở cảnh nội nhân kiệt bản đây là to lớn Đông Châu, mênh mông thiên địa, 36 phút địa, 72 linh sơn, 108 tiên đảo, cùng vô danh hòn đảo, mạc lưu tông phái, tán học tu sĩ bên trong, vô số thế hệ trẻ tuổi người tu hành ở trong nhân tài kiệt xuất. Có thể xếp vào top 100, liền đủ để khiến người sợ hãi thang. Nhưng người này liên tiếp nhảy vọt, trèo lên bảng chưa qua nửa năm, liền từ 36 đến 30, thẳng đến bây giờ trước 10 không khỏi quá mức kinh thế hải tục ngắn ngủi nửa năm không có người tu hành sẽ nhanh chóng như vậy cái này tất nhiên là hắn sớm đã ẩn tàng bản lĩnh có thể nói biên thâm khó lường lúc trước tránh chiến tiến hành không phải là bởi vì hắn không muốn nhiều chuyện thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể như thế không màng danh lợi nhưng không coi là nhiều lưu việt hiên cũng tại học sĩ phủ hắn sờ lên cằm thần sắc mười phần cổ quái Nhìn đến Trang Minh lần này đi mang hoang, quả nhiên được lợi vô tận. Có thể đánh bại Cao Vân Chân, chắc hẳn đã là Kim Đan cảnh giới đến cao tầng thứ. Mà có thể giết chết Cao Vân Chân, hẳn là đã nhập chân huyền. Cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh a. À. Theo đạo lý nói, trước đây không lâu, tại Đông Thắng Vương triều, hắn tại Trần Vương Ác Bách phía dưới, mới cướp đoạt thần thạch có thể hóa giao, tương đương với mới vào Kim Đan cảnh giới mà thôi. Chẳng lẽ đến ta cái này thiên mệnh chi tử đến hiệu lực, hắn vận thế liền cũng nước lên thì thuyền lên. Lưu Việt Hiên thở ra một hơi, nhìn phía trước học sĩ phủ đám người, chính đang thương nghị đem trang minh định tại vị kia. Nhân kiệt bản chế định, kỳ thực cũng là trợ giúp. Theo Lưu Việt Hiên, chế định nhân kiệt bản bọn gia hỏa này, cũng là đầy mình ý nghĩ xấu. Mà đúng lúc này, hắn tự hồ trông thấy có người tại thương nghị thời điểm Lặng yên rời khỏi. Từng Lưu Việt hiên ánh mắt ngưng tụ lại, hắn không biết người kia là ai, cũng không biết người này đi làm gì, có lẽ chỉ là có chút không tiện mà thôi. Nhưng là hắn lại lòng dạ biết rõ, học sĩ phủ bên trong không thiếu các phe phái thế lực giấu vào trong đó nhãn tuyến. Trên thực tế bản thân hắn cũng là trang minh giấu vào học sĩ phủ nhãn tuyến. Cứ việc học sĩ phủ khảo hạch cực kỳ khắc nghiệt, nhưng khó tránh cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Việc này chỉ sợ lan truyền rất rộng. Chân Nguyên Tông Tại học sĩ phủ nhậm chức đệ tử, truyền đến tin tức. Độ pháp đạo nhân Cao Vân Chân vẫn là Bị nhân kiệt bản thứ 30 trang minh giết chết. Ngay cả chân Nguyên Tông Tông Chủ cũng không khỏi vì đó kinh động. Trước mắt trong môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, có bao nhiêu người tại Đông Nguyên cảnh lịch luyện, Hồi tông chủ, tổng cộng 32 người. Tu vi cao nhất chính là ai? Đại sư huynh, Nhậm Tùng Thành. Hắn hôm qua đi Đông Nguyên cảnh, chuẩn bị tìm Thái Nguyên tông thủ đồ luận bàn. Đem việc này báo biết với hắn, mệnh hắn nhanh chóng chuẩn bị. Vâng, tông chủ. Đông Nguyên cảnh, thứ tư phủ. Đại sư huynh, tông chủ gửi thư. Đến báo người, là cái nam tử áo xanh hắn là nhân kiệt bản thứ 379 vị vị kia, gần đây đã thăng đến thứ 358 vị. Tin tức ta nhận được, xem ra là ta xem nhẹ hắn. Nhậm Tùng Thành nhẹ nhẹ vỗ về võ kiếm, chậm rãi nói, nuôi Long Quân chi danh mới nổi lên, ta chưa từng để ý, nguyên lai người này thâm tàn bất lộ, vậy mà có cái này các loại bản lĩnh. Cái này còn nhờ vào đại sư huynh khuyên nhủ, nếu không lúc ấy sư đệ ta tiến đến khiêu khích, chỉ sợ bây giờ tính mệnh khó đảm bảo. Nam tử áo xanh không khỏi cảm thán âm thanh, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Không có việc gì, lúc trước nhiều người như vậy đi tìm hắn để gây sự, cũng cũng không tìm tới hắn, chỉ có âm vu chu cùng cao vân chân dạng này kim đang viên mãn, gần như chân huyền nhân vật, mới đụng phải hắn, mà bị hắn giết chết. Nhậm Tùng Thành ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói, lấy tu vi của ngươi, đi tuy nói tự tìm đường chết nhưng tìm không thấy hắn liền cũng coi như tìm không ra tử lộ hôm đó ta không khuyên giải ngươi ngươi đi cũng không ngại sự tình nam tử áo xanh im lặng không nói đúng rồi nhậm tùng thành ngược lại là nghĩ tới một chuyện nói hắn giết cao vân chân như vậy cao vân chân cổ lão truyền thừa đâu đây chính là tông chủ phân phó ta tới nguyên nhân khi nam tử áo xanh lên tiếng nói độ pháp đạo nhân cao vân chân đã chết truyền thừa của hắn tất nhiên là ở chỗ nuôi long quân trang minh chi thủ lời này cũng là có đạo lý nhậm tùng thành trầm ngâm nói bất quá ta rất hiếu kỳ cao vân chân chạy trối chết bản sự có lẽ so với ta còn mạnh hơn hắn là như thế nào tru diệt cao vân chân cũng không điều tra nam tử áo xanh lắc đầu nói quên đi nhậm tùng thành suy tư nói Bất quá, hắn có thể giết Cao Vân Chân, cũng chỉ đại biểu hắn có giết người bản sự, có lẽ cũng chỉ là vây giết bản sự, chưa hẳn đại biểu có chạy trối chết bản sự. Đại sư Huynh ý là Nam tử áo xanh hai mắt tỏa sáng Cao Vân Chân chết rồi, như vậy hắn cái này một thân ngay cả chân huyền đều muốn mơ ước truyền thừa, sợ rằng sẽ dẫn động rất nhiều người tà niệm. Nhậm Tùng Thành lộ ra vẻ trầm tư lớn như vậy sư huynh chuẩn bị như thế nào làm việc. Tà niệm dễ dàng làm cho người sa đọa, từ mà nhập ma, tu hành khó thành. Nhậm Tùng thành nghiêm mặt nói, là bảo vệ thế gian người tu hành tâm cảnh không nhận dẫn dụ, ta quyết định tự mình đem cái này truyền thừa lấy đến trong tay, bằng vào ta Chân Nguyên tông nội tình, liền đủ để gãy mất vô số người tà niệm. Nam tử áo xanh lại lần nữa trầm mặt. Đi ra một chút, Trang Minh bây giờ người ở chỗ nào? Nhậm Tùng Thành lại lên tiếng nói. Hắn vừa giết Cao Vân Chân, nơi ở chính là đông nguyên cảnh thứ bảy phủ cốc địa. Nam tử áo xanh nói. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ta hôm nay liền muốn đi trước cốc địa. Nhậm Tùng Thành nói. Vội vã như vậy. Nam tử áo xanh kinh ngạc nói. Việc này nhất thiết phải nhanh chóng, khi độ pháp đạo nhân Cao Vân Chân, năm đó đem một môn thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tu luyện đến kim đang cấp số đại thành tạo nghệ, hư hư thật thật, tại đấu pháp bên trong, không người biết hắn chân thân, đứng ở thế bất bại, mà như địch bất quá đối phương, cũng có thể phân tán đào mệnh, cho nên mới có thể tại chân huyền trong tay chạy trốn. Nhậm Tùng Thành trầm giọng nói, nhưng là cái này trang minh, hắn giết Cao Vân Chân, không có nghĩa là hắn đào mệnh bản sự so Cao Vân Chân càng hơn, mà bây giờ hắn mặc dù được Cao Vân Chân trên người truyền thừa, nhưng chưa hẳn liền có thể thời gian ngắn trong ngày tu thành cái này thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật nếu là xuất thủ chậm có thế kiếm không đến cái này một phần truyền thừa đại sư huynh cho rằng trước mắt tru sát trang minh là thời cơ tốt nhất nói nhảm không phải chờ hắn tu thành phân thần hóa niệm chi thuật vẫn là chờ hắn bị nhà khác cao nhân giết chết nhưng lai lịch người này thần bí lại là nhân kiệt bản hàng đầu nhân vật Nam tử áo xanh chần chờ nói, nếu như chặn giết không thành, sợ kết thù này oán, ngày sau khó lấy lắng lại. Vậy liền chỉ cần một kích công thành. Nhậm Tùng Thành cầm chân nguyên thần kiếm, đáp, lần này chuẩn bị ra tay với Trang Minh, tất nhiên không phải số ít, nhưng là dám ra tay với hắn, kim đang bên trong, chỉ sợ lát đác không có mấy, lần này hoặc là chân huyền xuất thủ, hoặc là cũng là ta cái này các loại có thể tại nhân kiệt bản trước 10 liệt kê kim đan viên mãn hạng người. Nam Nguyên Cảnh, Quy Nguyên Tông Chỉ gặp Quy Nguyên Tông đương đại tông chủ, chậm rãi buông xuống trong tay trang giấy. Cao Vân Chân không dễ giết, Trang Minh chưa hẳn không dễ giết, cái này truyền thừa trong tay Cao Vân Chân lúc, cũng không tốt đến, bây giờ lại là một cơ hội. Nhưng là xuất thủ phải tất yếu nhanh, như nếu không thể nhanh chóng giết chết Trang Minh mà cướp đoạt truyền thừa, các loại tiếp qua 10 năm 8 năm, hắn đem lên nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, tu tới nhập môn tạo nghệ, đào mệnh bản sự tăng gấp bội. Mà như tu tới tạo nghệ đại thành, chính là lại một cái cao vân chân, thái thượng trưởng lão cũng bắt không được hắn. Nhớ lấy, cướp đoạt truyền thừa, chỉ cần nhanh chóng. Quy nguyên tông chủ như vậy phân phó, lại ngừng tạm, nói, mà lại, chỉ sợ xuất thủ, không chỉ chúng ta. Minh Bạch Phía dưới trưởng lão trần chờ nói, nhưng muốn thông tri thái thượng trưởng lão. Việc này Quy Nguyên Tông chủ trầm ngâm không nói. Năm đó Quy Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, xuất thủ bắt giết độ pháp đạo nhân cao vân chân, mà bị hắn bỏ chạy, vẫn là vô cùng nhục nhã. Trên thực tế, chân huyền xuất thủ, mà bị kim đan chân nhân bỏ chạy, cái này tại Đông Châu Cảnh Nội, cũng đúng là cực kỳ hiếm thấy ví dụ. Liền báo biết Thái Thượng trưởng lão một tiếng. Quy Nguyên Tông chủ đáp, những năm gần đây ở giữa, Thái Thượng trưởng lão tự giác mất hết thể diện, bế quan đến nay, không thấy ngày xưa hảo hữu, lần này Cao Vân chân bị giết, Thái Thượng trưởng lão như biết kia một phần truyền truyền thừa, còn có vọng thu hoạch được ước chừng sẽ hết sức cao hứng. Mặt khác, còn có một chút, chỉ cần để ý, nghe nói thương vương phủ dưới trướng tả kỳ quân đại thống lĩnh cùng trang minh gần đây kết thù vị này triệu đại thống lĩnh bản thân tu vi không cao nhưng là ỷ vào tả kỳ quân binh phù bản lĩnh cực kỳ cường đại nếu là tăng thêm năm vạn tả kỳ quân càng là cực kỳ cường hãn nếu là thương vương phủ cố ý đối trang minh động thủ có lẽ sẽ mượn tả kỳ quân đại thống lĩnh thù riêng mà hướng trang minh nổi lên vậy liền tranh một chuyến a lại có vị trưởng lão buông tiếng thở dài, nói, muốn cướp đoạt cái này một phần truyền thừa, lại đâu chỉ là thương vương một người. Đã có tâm muốn đoạt, kia liền không cần cố kỵ là ai. Lôi trưởng lão lời ấy có lý, lần này liền do ngươi theo thái thượng trưởng lão tiến về. Đông Nguyên Cảnh, Thứ Bảy Phủ, Cốc Địa Sương Linh đã xác nhận lên tới lên một cấp học phủ, mà lại bị Thái Nguyên Tông một vị trưởng lão chú ý, hôm nay liền khởi hành tiến về. Về phần cốc địa học phủ lão phủ chủ, phúc lão thì ngay tại trù bị, muốn đem hắn vạn ngã. Nhưng mà trang minh bản thân, lại cũng không để ý tới chuyện ngoại giới. Hắn tại kiểm kê lần này tru diệt cao vân chân đoạt được có ích. Lần này có thể nói là được lợi phong phú, đủ để khiến người mừng rỡ. Chân quân huyễn thần công, tuần nguyên tinh đấu thất tuyệt trận, tinh đấu kiếm quan, âm dương độn pháp, thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, cùng với khác các loại diệu pháp dị thuật, tính ra hàng trăm. Tụ linh đang 46 vạn, các loại thiên tài địa bảo, các loại pháp khí bảo vật, cũng là rất nhiều. Cao Vân Chân nếu có thể thành tựu chân huyền chi cảnh, bằng vào cái này hoàn chỉnh chính thống đạo nho truyền thừa, bằng vào những này nội tình bảo vật, đủ để khai tông lập phái. Bất quá bây giờ nhìn đến, đối ta cực kỳ có nhất dùng, chính là âm dương độn pháp, cùng thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật. Trang Minh ngồi xếp bằng, trên vai giao long thổ tức, hắn có chút nhắm mắt, ý niệm trong lòng rất nhiều. Chân quân huyễn thần công, cố nhiên là cực kỳ đỉnh tim công pháp, nhưng là hắn tụ thánh sơn công pháp, cũng là thế gian tuyệt đỉnh, mà giao long chi thể, tu luyện chính là thái cổ thương long truyền lại, vạn đạo về hư thiên long động đình đồ. Cho nên cái môn này công pháp, đối bản thân hắn mà nói không cần tu hành, liền cũng không đại dụng, chỉ đợi ngày sau ban cho dưới trướng chúng người tu hành. Về phần tinh đấu kiếm quan, có thể hơi học, cũng coi như một môn đối địch bản sự, cũng có thể ẩn trốn một chút tự thân. Cũng không thể mỗi lần xuất thủ, hoặc là dựa vào long tộc thần thông, hoặc là dựa vào tụ thánh sơn đạo thuật. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, cùng âm dương độn pháp. Hai cái này cộng lại, mới là tam sư huynh đều cực kỳ để ý đào mệnh bí thuật. Trang Minh ngồi xếp bằng, bỗng nhiên ở giữa, trên vai giao long, hóa thành một mảnh dòng nước, băng tán đi. Đây là long tộc thần thông, hư ảnh huyễn thật chi thuật, chỉ có thể bảo trì bản thân hai thành công lực, mà lại chỉ có thể có một cái bóng mờ. Căn cứ truyền thừa đến xem, cái này là năm đó kia một tôn thái cổ chân long, thống ngự to lớn nam vực, có vô cùng tín đồ, khắp các nơi cung phụng chân long. Mà Nam vực lãnh chúa, ngẫu có cảm giác, chỉ cần hiển thánh, lại luôn phân thân thiếu phương pháp, khó mà thời khắc chân thân tiến về. Thế là mới có cái này hư ảnh huyễn thật chi thuật, hình chiếu đến chân long pho tượng phía trên, hiển thánh ra. Cứ việc này thuộc cực kỳ huyền diệu, nhưng rốt cuộc sáng tạo này thuộc bản ý, là dùng đến hiển thánh, mà không phải đấu pháp. Trang Minh nhìn về phía cái này Thượng Nguyên Phân Thần Hóa Niệm Chi Thuật, thầm nghĩ trong lòng, mà cái môn này Thượng Nguyên Phân Thần Hóa Niệm Chi Thuật, hắn sáng tạo bản ý, mới là là đấu pháp mà sinh. Cái này Thượng Nguyên Phân Thần Hóa Niệm Chi Thuật, tổng cộng có 6 tầng tạo nghệ. Tầng thứ nhất, chỉ hóa thân một cái bóng mờ, mà hư thực khó phân biệt, thật giả khó phân. Tầng thứ hai thì là hóa thân ba đạo. Tầng thứ ba hóa thân lục đạo. Tầng thứ tư chính là hóa thân chính đạo. Tầng thứ năm là hóa thân 12 đạo. Tầng thứ sáu thì là hóa thân 24 đạo. Cao vân chân năm đó, luyện liền tầng thứ sáu tạo nghệ, thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật đã đại thành, cho nên 24 đạo thân ảnh, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Đáng sợ nhất chính là, tăng thêm âm dương độn thuật, liền có thể để cái này 24 đạo thân ảnh bên trong, hư thực chuyển đổi, Di hình hoáng vị, cũng tức là nói, hắn giờ phút này hiển hóa là chân thân, nhưng một ý niệm liền có thể cùng hư ảnh đổi, hư người trở thành sự thật, chân thân là giả. Chính là bởi vậy, Trang Minh trước đó rõ ràng trông thấy Cao Vân Chân hiện ra bản thân, nhưng là xuất thủ tru diệt người này thời điểm, liền lại chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Đương thời Kim đang cấp số chân nhân, Cao Vân Chân không phải mạnh nhất, nhưng hẳn là không tốt nhất giết nếu như không phải hắn quá tự phụ, không để ý đến 30 tôn thần ma mai phục tại xung quanh, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Như phong luận lời nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Cao Vân Chân có cổ lão truyền thừa, dẫn tới chân huyền xuất thủ, mà ta tru sát Cao Vân Chân, đến hắn truyền thừa, trong mắt thế nhân, chỉ là mạnh hơn Cao Vân Chân kim đang chân nhân, nhưng không có Cao Vân Chân bảo mệnh bản sự sự tình truyền ra về sau tất nhiên cũng sẽ có người đến đây xuất thủ cướp đoạt cái này một phần truyền thừa dưới mắt đến xem ta dứt cao vân chân về sau thanh danh tất nhiên cao hơn chấn động đến ở hạng giá áo túi cơm sau đó dám can đảm ra tay với ta tất nhiên không phải nhân vật tầm thường tại chân huyền phía dưới ta có thể không sợ nhưng có lẽ sẽ có chân huyền cấp số nhân vật xuất thủ trước mắt đến xem ta chỉ cần mau chóng luyện liền cái này thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, cùng cái này âm dương độn thuật. Trang Minh như vậy đọc lấy, ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Cao Vân Chân cũng không bằng ta, đợi đến lúc đó, mặc ra tay với chân huyền, ta cũng có thể trốn chạy, thậm chí bằng vào hơn 90 trượng giao long chi thân, tăng thêm hư thực chi pháp, chưa hẳn không thể cùng chân huyền hạng người, đấu một trận. Theo đạo lý nói, Muốn đem cao như thế diệu hai môn đạo thuật tu thành, tuyệt không phải một sớm một chiều. Cho dù hắn là tụ Thánh Sơn đệ tử, thiên tư căn cốt bất phàm, ngộ tính cũng không tầm thường, nhưng cho dù không nói 30 năm 50 năm khoảng chừng, đại khái cũng chỉ cần 10 năm 8 năm, dù là trong đó toàn không trở ngại, làm cho cơ duyên, làm tu luyện càng thêm thông thuận, cũng hầu như nên tại 3 năm 5 năm phía trên. Thế nhưng là bây giờ, nhưng lại khác biệt dĩ vãng đại diễn toán kinh, chữ nhân thiên, đặc thù nhất tính mình thiên. Lúc trước Đông Châu Đệ Nhất Nhân, Tụ Thánh Sơn Bạch Thánh Quân, đều tiến về thiên tinh phúc địa, thu hoạch này thiên, suy tính tự thân sở học, sáng tạo công pháp cùng bí thuật. Bây giờ Trang Minh sở dĩ có thể làm được đem giao long chi thể, chìm vào đan điền, sung làm kim đan, có cường đại bản lĩnh, cũng là bởi vì tính mình thiên, tính ra tu hành tầng trên mặt mỗi một bước trong đó trải qua vô số thất bại vô số một lần nữa thôi diễn mới xuất hiện thứ sáu pháp chính xác phương hướng bây giờ hắn liền muốn lấy tính bình thiên thôi diễn nhà mình tu hành cái này hai đạo bí thuật phương hướng thứ bảy phủ phong luận lão đạo vuốt vuốt lông mi mà tại trước mắt của hắn có một cái hồ nước trong hồ nước làm bí thuật cùng thái nguyên tông tương ứng mặc dù lui tới thông tin không bằng đại sở quan ấn tới thuận tiện, nhưng đây cũng là Thái Nguyên Tông đặc hữu bí thuật. Mà giờ khắc này từ bên trong truyền đến thanh âm, mang theo vài phần nộ khí, rất có vấn trách chi ý. Phong luận sư đệ, ngươi làm thứ bảy phủ trưởng ấn phủ tôn, cao vân chân sự tình, xuất từ ngươi quản lý chi địa, cho là ngươi tối trước biết được, vì sao không báo việc này. Tông chủ Phong luận buông tiếng thở dài, lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi biết chuyện không báo, bỏ lỡ tiên cơ, bây giờ sự tình truyền học sĩ phủ bên trong đã truyền đến các phương, ngũ đại tiên tông đồng đều đã biết được, thậm chí đại sở vương triều đều rất có thể sẽ tìm lấy cớ, lấy chân huyền cấp số nhân vật, đến đoạn đến cái này một phần truyền thừa. Liên quan tới việc này, Phong Luận cảm thấy bất đắc dĩ. Bản tọa biết được, ngươi phá toái truyền thừa đạo lô, bị giáng chức rời núi môn, tâm có bất mãn nhưng việc này không tầm thường. Thái Nguyên Tông chủ trầm giọng nói, kia bách huyển thần quân năm đó chính là chân huyền chính ấn, để lại chính thống đạo nho, không kém hơn ta quy nguyên tông truyền thừa, căn cứ cổ tịch ghi chép, bách huyển thần quân là phá thiên địa gông cùng xiền xích, mạnh càng tiên đạo mà chết, hắn vô cùng có khả năng tại trước khi vẫn lạc, chạm tới tiên đạo bí mật, liên quan đến thời đại thượng của chân tướng, có thể nói can hệ trọng đại ngươi cũng là thuở nhỏ tại ta quy nguyên tông học Pháp, há có thể bởi vì nhất thời bị phạt, liền như thế không phân nặng nhẹ. Không phải là sư đệ ta không phân nặng nhẹ, mà là việc này có duyên cớ khác. Phong luận ngừng tạm, rốt cục lên tiếng nói đến. Có duyên cớ nào? Thái Nguyên Tông chủ hỏi. Khi trang minh bản thân bất phàm, lai lịch của hắn cũng không tầm thường. Phong luận trầm thấp nói, sư đệ ta cũng hiểu biết, Cao Vân chân người này không có chỗ ở cố định, đồng thời giỏi về bỏ chạy, không tốt cầm nã, bây giờ hắn rốt cục vẫn lạc, có cơ hội từ Trang Minh trong tay đoạt đến truyền thừa, vốn là một trận cơ duyên, nhưng cái này Trang Minh thế nhưng là từ Tụ Thánh Sơn tới. Cái gì? Thái Nguyên Tông chủ ngơ ngác một chút. Hắn là Tụ Thánh Sơn Bạch Thánh Quân tọa hạ, vị thứ 13 chân truyền đệ tử. Bên kia trầm mặc hồi lâu. Tông chủ Việc này thật chứ? Xác nhận không sai. Phong luận tự dễu âm thanh, lại nói, năm đó tụ thánh sơn thủ đồ một chuyện, thế nhưng là để thiên ngự phúc địa lục đại tiên tông đoạn mất một mạch, kia truyền thừa cố nhiên bất phàm, nhưng thật muốn vì thế, đối địch với bạch thánh quân. Chúng ta gia đại nghiệp đại, cũng không phải cổ nguyên tông những cái kia chó nhà có tan. Thái nguyên tông chủ trầm mặt hồi lâu. Phong luận cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ phong luận ngươi cảm giác như thế nào trước mắt đến xem trang minh thân phận tạm không tốt hiển lộ phong luận trầm giọng nói cho dù sau này thân phận của hắn bại lộ cũng chỉ cần chính hắn mở miệng không liên quan gì đến chúng ta nếu không ngày sau hắn như bởi vì tụ thánh sơn đệ tử thân phận nguyên nhân mà gặp nạn số không khỏi sẽ có liên lụy mọi thứ nếu muốn giữ bí mật liền không thể quá nhiều người biết được bên trong tông môn cũng không tốt trọng truyền, cũng không thể quá nhiều đề cập. Nhưng bên trong tông môn, trước đó nghĩ đánh bại Trang Minh mà thành danh, bây giờ muốn từ trong tay hắn đoạt được bách huyễn thần quân truyền thừa, chỉ sợ cũng không ít. Cho nên, tông môn bên kia, tông chủ chỉ cần nhiều hơn hao tâm tổn trí. Thái Nguyên tông chủ đáp, đã Trang Minh giết cao vân chân, thế nhân đều sẽ biết được, hắn tất nhiên là kim đan viên mãn, mà tới gần chân huyền, tại giữa đồng bối ta thái nguyên tông trừ bạch ly bên ngoài chỉ có hai đại chân truyền đệ tử có thể cùng hắn ganh đua cao thấp nói đến đây thái nguyên tông chủ trầm ngâm hồi lâu lại nói liên quan tới việc này bản tọa sẽ khuyên bảo hai bọn họ mặt khác lại cùng trong môn chân huyền cấp số thái thượng trưởng lão hảo hảo thương nghị một phen còn đệ tử khác lượng bọn hắn cũng không dám động thủ ta thái nguyên tông bên ngoài còn lại các phương chắc hẳn đều sẽ có động tĩnh. Phong luận nói, không cần để ý tới. Thái Nguyên Tông chủ đáp, chỉ muốn chúng ta không dính vào việc này, sẽ không tổn hại cùng Thái Nguyên Tông là đủ. Bất quá, Quy Nguyên Tông bên kia, quan hỏa biết được trang minh lai lịch. Phong luận trầm ngâm nói, vị kia truy sát cao vân chân thất thủ Thái Thượng trưởng lão, lần này tất nhiên sẽ xuất thủ, cũng không biết quan hỏa sẽ lựa chọn như thế nào bản tọa nghe qua vị này quy nguyên tông thái thượng trưởng lão cùng năm đó quan hỏa từng có một phen tranh chấp về sau hắn ngồi lên thái thượng trưởng lão chi vị quan hỏa chỉ là nội môn đại trưởng lão giữa hai bên có chút không lớn hòa thuận thái nguyên tông chủ đáp không biết quan hỏa sẽ hay không vì quy nguyên tông đại cục suy nghĩ ấn xuống vị này thái thượng trưởng lão vẫn là bởi vì năm đó tư oán sẽ ẩn hạ việc này Phong Luận thấp giọng nói. Đó cũng là hắn quy nguyên tông chuyện, Thái Nguyên Tông tốt nhất, chỉ coi trầm mặt. Thái Nguyên Tông chủ lên tiếng nói, đương nhiên, việc này ngươi cũng chỉ cần để bụng, nếu có người chiếm trang minh truyền thừa, chúng ta chưa hẳn không thể lại từ người khác trong tay, cướp đoạt cái này một phần truyền thừa. Như thế làm việc, chí ít không dính hắn tụ thánh sơn ân oán dây dưa. Minh Bạch Phong Luận đáp Mặt khác, loại này sự tình như có lần sau cần trước thời gian cáo tri bản tọa vâng phong luận có chút bất đắc dĩ hắn đưa tay một vòng ao nước khôi phục lại bình tĩnh thứ tám phủ tả kỳ quân binh phù hiện ra quan mang quan mang hiển hóa hóa ra một thân ảnh mang vương miệng lấy vương bào lông mi nghiêm nghị uy nghiêm nặng nề triệu vũ hướng về phía thân ảnh kia thật sâu thi cái lễ. Mạc tướng bái kiến vương gia. Triệu vũ, sự tình bổn vương đã biết được, nhi tử kia của ngươi, bị ngươi làm hư, luôn luôn kêu căng ngang ngược, ngay cả nhân kiệt bản hàng đầu kiệt xuất tuấn ngạn, đều dám can đảm nhục nhã, còn vọng muốn mượn tả kỳ quân quân lệnh, đến trợ hắn thành danh, phản mà bị người phế bỏ một thân tu vi, đoạn mất tu hành con đường phía trước. Là mạc tướng không biết dạy con triệu vũ thất giọng nói ngươi không biết cách dạy con không giả thương vương nói bất quá lần này ngươi này nhi tử tạm thay tả kỳ quân ngàn người chức thống lĩnh thân phận không giống dĩ vãng trang minh người này dám phạm ta đại sở tướng lĩnh cũng thực gan to bằng trời có thể nói bất chấp vương pháp vương gia có ý tứ là triệu vũ rung lên thần sắc khác thường nguyên muốn để ngươi xuất thủ dùng cái này nổi lên vận dụng tả kỳ quân, đem hắn tru diệt, lấy chính luật pháp. Thương vương chấp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, bất quá hắn gần đây tru sát cao vân chân, bản sự có thể nói không nhỏ, cũng là đại sở bên trong, hiếm thấy kỳ tài, bổn vương luôn luôn quý tài, làm phiền ngươi thay bổn vương, tiễn hắn một phong thiệp mời. Thiệp mời. Triệu vũ nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng. Bổn vương mời hắn đến thứ nhất phủ, muốn đích thân gặp hắn thương vương chậm rãi nói vương gia là vì cao vân chân truyền thừa triệu vũ dừng lại lại lần nữa hỏi đúng vậy thương vương cũng không phủ nhận nói bách huyễn thần quân truyền thừa chỉ có chân huyền mới có thể bảo trụ không phải là kim đan cấp số chân nhân có khả năng độc chiếm kim đan lại là tròn đầy cũng chung quy là tu vi kim đan tại chân huyền mà nói chỉ là hậu bối mà thôi trừ phi hắn có đứng đầu bản lữ hoa như vậy địch nổi chân huyền bản sự, hoặc là hắn có cao vân chân như vậy bảo mệnh bản lĩnh. Vương gia muốn che chở hắn. Che chở tự nhiên là phải có đại giới. Mặt tướng minh bạch. Nhớ kỹ, lần này đi đưa lên thiệp mời, không được là tư oán, mà vượt qua quy củ. Vâng. Triệu vũ như vậy ứng tiếng, có chút cúi đầu. Thần sắc hắn dị dạng ánh mắt lấp lóe không yên. Cao Vân chân truyền thừa bị trang minh được, 89 phần 10, tính cả xương ngọc, cũng rơi vào trang minh trong tay. Xương ngọc một chuyện, là hắn bí mật lớn nhất, ngay cả thương vương cũng không biết được. Năm đó hắn cùng Cao Vân chân, giết còn lại người đồng hành, riêng phần mình đến lấy được một bảo. Cao Vân chân được thái vũ túi càng khôn, bên trong dấu hoàn chỉnh chính thống đạo nho. Cái này xương ngọc cùng thái vũ túi càng khôn cũng đủ bày ra, cũng không đưa vào thái vũ túi càng khôn bên trong, đủ thấy bất phàm. Vô luận là tượng trưng cho cái gì, hay là bởi vì không cách nào để vào thái vũ túi càng khôn, chí ít vật này có thể cùng bên trong dấu hoàn chỉnh chính thống đạo nho thái vũ túi càng khôn đặt song song, tuyệt vật không tầm thường. Chỉ là hắn hiểu 200 năm, đều sâm không phá được một tia nửa điểm. Vốn nghĩ tại xương ngọc phía trên, động một ít tay chân, để Cao Vân Chân đi lĩnh hội, đợi ngày sau có động tĩnh, bằng vào xương ngọc trên tay chân, xác nhận Cao Vân Chân chỗ, suốt năm vạn tinh binh, vây giết vị này độ pháp đạo nhân. Dù là tập hợp đủ năm vạn tả kỳ quân cũng giết không được Cao Vân Chân, nhưng hắn cũng có tám thành nắm chắc, có thể bằng vào xương ngọc trên bố trí, mà đem xương ngọc đoạt lại. Có lẽ trải qua Cao Vân Chân lĩnh hội, liền có thể đạt được xương ngọc huyền áo cánh cửa liên quan tới xương ngọc một chuyện can hệ trọng đại như thế bí mật chỉ bản thân hắn cùng cao vân chân biết được lần này thương vương tra hỏi hắn cũng không dám lộ ra nhà mình cùng cao vân chân có quan hệ lại không dám đề cập xương ngọc chỗ tu hành này pháp trang minh nhắm mắt suy tư tính bình thiên thôi diễn này thuật mà tại hắn trong đan điền giao long thét dài pháp lực cuồn cuộn trải qua đan điền truyền đến kinh mạch, tẩy luyện tự thân thể phách. Mà hắn vận dụng tụ thánh sơn công pháp, cũng sinh ra chân khí, thai ngén giao long. Giờ này khắc này, hắn hốt hoảng, phản phất thần du mộng bên ngoài. Mơ hồ quang mang lấp lóe, tự hồ tại hắn ngoài thân, so sáng ra một thân ảnh tới. Thân ảnh kia tự hồ cùng bản thân hắn tướng mạo cùng trang phục, đều cũng không khác hình, chỉ là một hư một thực. Nếu là cao vân chân phục sinh, tất nhiên muốn trợn mắt hốc mồm, hắn tự giác thiên phú cực cao, đạt được truyền thừa về sau, cũng là hao tốn 6 năm khoảng chừng, mới đến nhập môn, hiển hóa một cái bóng mờ. Sau tới tu luyện đến 12 đạo hư ảnh, liền cầm chi hoành hành, danh liệt nhân kiệt bản 72. Tuổi gần trăm tuổi, mới tu tới tầng thứ sáu, hóa thân 24 nói, có thể tại chân huyền dưới tay trốn chết. Mà giờ này khắc này, ngay tại kia một cái bóng mờ hậu phương, lại lần nữa thêm ra hai đạo hư ảnh. Trôi qua một lát, hư ảnh vì đó phá diệt. Gấp một chút. Trang Minh mở to mắt, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, cũng thụ long tộc trong truyền thừa, hư ảnh huyễn thật chi thuật ảnh hưởng, cả hai rốt cuộc quá mức gần, bất quá tốt xấu nhập môn. Hắn nghĩ như vậy, lại lần nữa nhắm hai mắt. Hốt hoảng. Hắn phản phất cảm nhận được, tại cái bóng mờ kia ngoài thân, lại lần nữa thêm ra hư ảnh. Nhưng lần này, chừng hai đạo hư ảnh. Mà cái này ba đạo hư ảnh, đã dần dần ngưng thực. Trôi qua một lát, vậy mà cùng hắn chân thân, cũng không một chút khác biệt. Từ tình cảm gió phất mặt, sợi tóc tung bay, áo bào đông đưa. Bốn người phản phất đều là bản thân. Thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật đạt đến tầng thứ hai. Âm dương độn thuật thì mới nhập môn. Trang Minh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mặt trời chưa xuống núi. Từ hắn bế quan đến nay, bất quá nửa canh giờ mà thôi. Hắn vốn nghĩ một hơi, bằng vào đại diễn toán kinh tính mình thiên, đem lên nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, tu luyện tới tầng thứ sáu cảnh giới đại thành. Nhưng là, thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, hiển hóa ra ngoài, rốt cuộc chỉ là hư ảnh mà thôi, cho dù tu luyện đến đại thành, chỉ là thêm ra mấy đạo như chân thực huyễn thân ảnh, chỉ có thể lẫn lộn cảm giác, làm không được âm dương dời đổi. Chỉ có hai đạo bí thuật cùng nhau luyện liền, hỗ trợ lẫn nhau, mới tính bảo mệnh bí thuật. Luyện thành 12 đạo có thể hư thực chuyển đổi hóa thân, cần phải so 24 đạo hư huyễn thân ảnh, càng hữu dụng chỗ. Trang Minh vẫn đang bế quan, mà hắn lấy tính bình thiên thôi diễn ra thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tạo nghệ, dần dần tinh thâm. Mỗi một lần suy tính, đều lộ ra mười phần dài dằn dặc phản phất qua ba năm năm năm. Nhưng trên thực tế, cho tới giờ khắc này, mặt trời đều chưa xuống núi. Liền tại trang minh ngoài thân, nhiều hơn sáu đạo hư ảnh. Hư ảnh dần dần cô động, nhìn không thấu thật giả, ngộ không được hư thực. Thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, đã nhập tầng thứ ba tạo nghệ. Mặt trời dần dần xuống núi. Lúc đã vào đêm, trang minh ngoài thân nhiều hơn chính thân ảnh. Mỗi một thân ảnh, đều cùng bản thân hắn, cũng đều cùng. Tầng thứ tư tạo nghệ. Lúc nhập đêm khuya, trang minh ngoài thân, đã có 12 đạo thân ảnh, đạt đến thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tầng thứ năm. Mà hắn âm dương độn thuật, cũng thôi diễn đến đủ để di hình hoán vị, thật giả chuyển đổi tình trạng, gần như đại thành tạo nghệ. Đông phương sắc trời, dần dần trắng bệt. Đêm khuya đã qua. Mà trang minh ngoài thân, vẫn là 12 đạo thân ảnh. Thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tầng thứ 6, có thể hóa thành 24 đạo thân ảnh, mới là đại thành tạo nghệ. Nhưng bước cuối cùng này, Trang Minh trọn vẹn suy tính một canh giờ, lại thất bại hơn 1.600 lần. Đương nhiên, như vậy đạo thuật, cùng công pháp tu hành khác biệt, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không như công phạt đạo thuật đồng dạng, mà thương tới tự thân. Chớ nói hắn chỉ là lấy tính bình thiên đến thôi diễn, cho dù là bản thân bắt đầu tu luyện cái này thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật, ngược lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lại trôi qua một canh giờ, Trang Minh vẫn ngộ không thấu cái này thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tầng cuối cùng, liền ngược lại lĩnh hội âm dương độn thuật một bước cuối cùng. Âm dương độn thuật, di hình hoán ảnh, hư thực chuyển đổi, mà một bước cuối cùng, thì là độn quan chi diệu. Nhưng âm dương độn thuật bước cuối cùng này, tự hồ ngay cả Cao Vân Chân đều không có tu thành. Nếu như Cao Vân Chân tu thành một bước này, có lẽ ngày đó cái này 30 tôn thần ma đều không chận nổi hắn 24 đạo hư thực thân ảnh. Bởi vì âm dương độn thuật tu luyện đến tận đây đại thành tạo nghệ, bằng kim đan viên mãn pháp lực, tại một ý niệm, nhưng trốn vào vân không, trong nháy mắt mà hơn trăm bên trong. Thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tầng thứ sáu, mặc dù khó mà tu thành, nhưng luyện thành cái này âm dương độn thuật tầng cuối cùng, hai tướng sát nhập, ta đào mệnh bản sự, chưa hẳn yếu tại cao vân chân. huống chi Trang Minh có chút trầm ngâm, thầm nghĩ, ta như là đã có tầng thứ 5 tạo nghệ, tiếp xuống lại lấy tính mình thiên, một lần nữa thôi diễn, thay con đường chưa hẳn không thể tu thành thượng nguyên phân thần hóa niệm chi thuật tầng thứ 6. Video đến đây là hết, nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.